ở bốn phía được trang trí bởi những chậu hoa cây nào cây nấy xanh mướt cao cỡ vài thước bên trên đang đơm những bông đủ mọi loại màu sắc rực rỡ cỡ nắm tay ở trước một chậu hoa phía đối diện có một lão ông mặc áo bào màu trắng hai tay chắp ra sau xoay lưng về phía cửa gian sảnh các hạ chính là linh vương ánh mắt của mạc giản ly ngưng lại lời nói ra mang theo đôi vẻ dò xét hai vị từ xa đến là khách cứ ngồi xuống trước rồi nói chuyện lão già mặc áo bào trắng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cũng chẳng buồn xoay lưng. Nếu đạo hữu đã nói vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc giản ly nhìn chằm chằm về phía người áo trắng phía trước, trầm ngâm một lúc rồi mới nghênh ngang bước lại, ngồi xuống một cái ghế dựa. Hàn lập hơi nhíu mày, thân hình hắn thoáng mở đi, cũng xuất hiện tại một chiếc ghế khác, sau đó dùng ánh mắt cười mà như không chăm chú đánh giá bóng dáng của lão già. Hai vị thông cảm, cả đời ta đã quen sống một mình, chỉ có mỗi ly trà xanh đãi khách mà thôi. Đợi đến khi Hàn Lập ngồi xong, lão giả áo trắng mới khẽ cười rồi nói. Vừa dứt lời, một cánh cửa hông của gian sảnh mở rộng, bên trong liền có vài con khỉ lông trắng đi ra. Con nào con nấy cao chỉ cỡ nửa thước, trắng muốt như tuyết, hai mắt đỏ đậm. Trên đầu những con khỉ này đội nào thì chén trà, nào thì khay trà, tay chân chúng bước tới, trong khoảnh khắc đã dâng đến cho mỗi người trong bọn Hàn Lập một loại linh trà thơm ngào ngạt. Hàn Lập nhìn qua phía trên chén nước, cầm khẽ lên, nhấm nháp một chút mục đích của hai người bọn ta đến lần này chắc hẳn đạo hiếu cũng đã biết vài phần tuy ta với mạc đạo hiếu biết nhau đã lâu nhưng lần này có thể xem là lần đầu tiên gặp mặt làm sao mà biết đạo hiếu có ý gì chứ lão giả áo trắng cười ha ha cuối cùng cũng chịu xoay người trở lại dâu tóc bạc phơ nhưng thân thể rất tráng kiện tuấn tú ở một góc của tay áo có thêu một lá phong tím đập nhưng sắc mặt hắn lại điềm tĩnh như nước mạc giản ly cùng hàn lập giật mình đều cùng nhau quan sát vị linh vương này vài lần đạo hữu không biết được ý định của bọn ta lần này, nhưng không biết vì sao lại mời hại vị đạo hữu huyết nhiên vậy. Mạc giản ly hừ một tiếng rồi hỏi ngược lại, a à, tại hạ kêu bọn đạo hữu huyết nhiên đến thực chẳng phải quan hệ này nọ gì, chỉ bởi một cuộc giao dịch mà thôi. Sao vậy, Mạc Huynh cũng hứng thú với vấn đề này sao? Hai mắt của lão giả áo trắng trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Ha ha, thật là vừa đúng dịp, hai người bọn ta đến đây cũng bởi muốn giao dịch vói linh vương đạo hữu một chuyến. Lần này đến lượt ánh mắt của Mạc Giản Ly ngưng lại, thế nhưng lão chẳng lưỡng lự mở lời. Ha ha, thật làm cho Mạc Đạo Hữu thất vọng rồi. Xưa nay tại hạ chỉ giao tiếp với người đã biết từ trước, hoàn toàn không có thói quen giao dịch với kẻ lạ. Mạc Huynh, xin mời trở về cho. Lão già ngáp dài, không chút do dự cự tuyệt. Mạc Giản Ly nghe vậy, hai mắt nhíu lại, bất chợt bàn tay giơ lên, bắn ra một vệt sáng bạc thẳng về phía đối diện áo trắng của lão già vẫn không nhúc nhích nhưng vệt sáng bạc bay đến gần cỡ một trượng liền chậm lại rồi dừng hẳn ngừng chạy ngay trong không trung đúng là một tấm thẻ ngọc màu bạc trói mắt mặt ngoài của nó còn được khắc thêm một hoa văn giống hệt với chiếc lá phong màu tím trên tay áo của lão già sắc mặt lão già áo trắng hơi khó coi bỗng nhiên phất tay lên bắt lấy tấm thẻ kiểm tra một chút mới chậm rãi nói xem ra lão tổ thạch tâm đã không còn trên đời nữa chắc là đã chết trong tay của minh trùng mẫu tuy không phải minh trùng mẫu đích thân ra tay nhưng chẳng khác là bao mạc giản ly điềm tĩnh trả lời được rồi ta không quan tâm làm sao các ngươi lấy được vật làm tin này nhưng như vậy thì giao dịch đó cũng coi như có phần của các ngươi chỉ là các ngươi có thể thực sự nắm được nó hay không còn phải xem vào bản lãnh của chính mình hào quang trong tay lão già lóe lên chiếc thẻ ngọc liền biến mất không tiếng động đồng thời hắn cười lạnh nhạt điều này cũng là tất nhiên bọn ta đến đây cũng để tìm kiếm một cơ hội thôi Mãi lúc này hai mắt của Mạc Giản Ly mới ánh lên, lộ vẻ tươi cười đáp lời. Ha ha, không phải ta nói với Mạc Đạo Hiếu, chỉ với bản lãnh của ngươi mà muốn hoàn thành mối giao dịch này là chuyện không thể. Nhưng người bên cạnh ngươi lại có hai ba phần, vị này chắc là Đạo Hiếu Hàn Lập gần đây đã gây chấn động rất nhiều tộc. Quả đúng là đám tu sĩ đại thừa bình thường không thể sánh bằng. Ban đầu khóe miệng của lão già hờ hững buông ra những lời châm chọc, sau rồi khi ánh mắt nhìn về Hàn Lập mới thay vào bằng một đôi chút trịnh trọng. Đại nhân Linh Vương đã sớm biết tên của tại Hạ, thật làm cho Hàn Mỗ cảm thấy như được quan tâm mà kinh sợ. Nhưng có vẻ đạo khinh thường Mạc Huynh cùng tại Hạ quá đi. Bỗng nhiên Hàn Lập mỉm cười, nhẹ nhàng nói bâng quơ. chương 2266, Huyết Nhiên và Hắc Lân. Hàn Đạo Hữu nói vậy là có ý gì? Lão giả áo trắng nghe vậy liền ngẩn ra, hỏi với vẻ kinh ngạc. Nếu Đạo Hữu không có ý khinh người thì cần gì phải dùng một cái hóa thân để lừa gạt bọn ta? sắc mặt của hàn lập vẫn bình thản như thường hóa thân lần này đến lượt mạc giản ly lắp bắp kinh hoàng lão vội dùng thần niệm quét qua nhưng chỉ thấy đối phương có khí thức sâu không lường được căn bản không thể thấy điều gì bất thường thế nên sắc mặt bắt đầu đổi thành vẻ băn khoăn khó hiểu lão già thấy vậy cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hàn lập một lúc sau mới cất giọng cười rộ ánh mắt của hàn đạo hữu thật sắc bén mới liếc qua mà đã khám phá ra thật giả của cái hóa thân đồng tâm này bổn vương không thể không nói một tiếng bội phục nhưng nếu bởi vậy mà bảo lão phu có ý khinh người thì thật oan uổng cho ta trước lúc đến đây hẳn là mạc huynh cùng hàn đạo hữu đã từng nghe qua tin ta bế quan thật chẳng dám giấu hai vị tin tức đó hoàn toàn là sự thật tấm thân thật sự của bổn vương đang bế quan ở nơi khác thực chẳng cách nào đi ra gặp khách được chỉ đành dùng khối hóa thân này thôi mà kỳ thật không chỉ riêng các vị ngay đến cả hai vị đạo hữu hắc lân đang đến kia cũng được tại hạ dùng hóa thân này tiếp đãi vậy mà lão giả áo trắng thành thật thừa nhận sự việc Mạc Giản Ly nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, đang mở miệng định nói gì đó thì chợt nghe ngoài cửa lớn gian phòng có tiếng hừ lạnh, sau đó giọng nói xa lạ của người đàn ông nào đó vang vọng vào bên trong. Linh huynh thực lòng định dùng một cái hóa thân tiếp đãi bọn ta sao? Như vậy chẳng phải hơi thiếu thành ý ư? Chẳng lẽ bản thể của đạo hữu đang đóng cửa tu luyện đến độ một sống hai chết? Nếu không chẳng lẽ với mặt mũi của huynh đệ ta đây không đáng để các hạ đích thân ra gặp mặt một lần? Vừa dứt lời, ngay khung cửa lớn có bóng người nhoáng lên hai gã đàn ông khác tộc có khuôn mặt khá giống nhau, làn da xù xì đen sạm giống như có một lớp vảy sừng trùm lên khắp toàn thân đột ngột xông vào. Trong hai bọn họ, một người tỏa sát khí cuồn cuộn, tạo thành một màn hào quang màu đỏ tươi bao kín toàn thân. Người khác lại thả ra khí thức âm trầm lạnh ngắt, quanh thân lại như có như không vô số sợi không khí đen nhạt bay lượt, thỉnh thoảng còn tụ thành lốc xoáy nhỏ xíu, khiến cho nguyên khí xung quanh không ngừng bị hút vào thở ra. Tướng tá của cả hai cực kỳ quỷ quái thì ra hai vị đạo hữu huyết nhiên và hắc lân đã tới linh mỗ không nghênh đón được từ xa thật là thất lễ thực ra tuy không phải tại hạ đang bế quan đến độ sống chết nhưng lần này vẫn cực kỳ quan trọng không cẩn thận sẽ lại kiếm củi ba năm đốt một giờ ngay vì vậy chỉ đành xin các vị thứ lỗi mà thôi lão già áo trắng thấy hai tu sĩ đại thừa đến từ tộc khác này liền sáng ngời hai mắt tuy vậy trong miệng vẫn liên tục tươi cười tuôn ra lời giải thích hư nếu không vì lần giao dịch một gã đàn ông làn da ngăm đen trợn chừng hai mắt lời khó nghe chưa kịp nói hết ra khỏi miệng thì đã bị tên còn lại cắt ngang ngay lập tức. Bỏ đi hắc hiền đệ, chúng ta đến chuyến này không phải để hỏi thăm xã giao, có phải là thân thể thực sự của ngươi hay chỉ một cái hóa thân cũng chẳng hề gì. Chỉ cần ngươi giao ra vật đó là được, tốt nhất hãy nên đi vào việc chính trước hắn hơn. Đúng rồi Linh Huynh, hai vị đạo hữu này là loại người nào? Chúng ta vẫn chưa bàn xong chuyến giao dịch này mà ngươi đã hẹn thêm kẻ khác sao? Sau khi gã ngăm đen nói xong lời cuối, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét ngang qua Hàn Lập và Mạc Giản Ly. Với tu vi đại thừa kỳ của Mạc Giản Ly khi vừa tiếp xúc với ánh mắt này tức thì sống lưng lạnh buốt, khuôn mặt không khỏi biến đổi. Chắc chắn là đối phương đã tu luyện một bí thuật về thần niệm nào đó có thể uy hiếp đối với tu sĩ đại thừa, bằng không chỉ với ánh mắt tuyệt đối chẳng làm như vậy được. Còn về Hàn Lập, sau khi cùng đối phương đối mắt xong, con người của gã có làn da ngăm đen liền co lại, thế nhưng hắn vẫn chẳng có biểu hiện khác thường nào cả hai gã thấy dáng vẻ của hàn lập pho trương ra, trong lòng kinh hãi nhìn nhau sự khinh thường ban đầu bất chợt giảm bớt đi vài phần huyết nhiên đạo hữu đã nói vậy thật là hiểu lầm đối với bổn vương mà nói cho ra lẽ người ban đầu lão phu tìm để giao dịch vốn chẳng phải hai vị mà là đạo hữu thạch tâm lúc này thạch tâm đã nằm xuống nhưng vật làm tin khi đó lại được mạc đạo hữu cùng hàn đạo hữu mang đến vì thế bổn vương không thể chối từ được thật may trong tay của ta không chỉ có một vật đó cũng đủ cho các đạo hữu phân chia hơn nữa, các vị có thể thực sự có thể khiến ta mang chúng ra hay vẫn là hai chuyện khác nhau. Lão giả áo trắng nói chẳng chút hoang mang, linh lão quái, lôi tiêu phù đối với hai huynh đệ chúng ta là thứ bắt buộc phải có. Vì thế ngay khi nghe được tin ngươi dùng nó giao dịch, bọn ta liền đôn đáo tới đây, đến cả tòa bảo khố ở trên đảo của chúng ta cũng mang đi sạch. Ngươi muốn thứ gì thì hãy nói ra đi, chỉ cần là thứ hai bọn ta có thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt với ngươi. Huyết nhiên nghiêm nghị nói mạc mỗ cùng hàn đạo hữu cũng vậy chỉ cần linh huynh nói một câu kể cả tại hạ có phải dốc sạch túi cũng hoàn toàn muốn lấy cho được tam thanh lôi tiêu phù mạc giản ly ho khẽ rồi trịnh trọng lên tiếng ha ha chớ vội mời các vị đạo hữu hãy nhấm nháp chút linh trà do ta tự pha trước sau rồi bàn bạc vẫn không muộn lão già nghe vậy liền khoát tay lạnh nhạt đáp lời hai gã đại thừa đến từ tộc khác nghe vậy thì nhíu mày sau khi lặng lẽ truyền âm trao đổi với nhau xong huyết nhiên gật đầu nói cũng tốt Trước đây huyết mẫu nghe đồn tay nghề pha chế linh trà của quý tộc có thể xương đệ nhất. Như vậy bọn ta không khách sáo xin hai phần, vừa dứt lời, cả hai gã đại thừa đến từ tộc khác chấp lên, liền ngồi xuống hai cái ghế ở gần đó. Mấy con khỉ trắng như tuyết kia thật khôn ngoan vô cùng, không đợi sự sai bảo của lão già, chúng liền chủ động chạy tới, rót cho mỗi người một ly trà rồi mới thực sự rời ra khỏi gian sành. Hàn lập cùng mạc giản ly không nói thêm điều gì, đành lẳng lặng tiếp tục ngồi dựa ghế đợi, Chờ cho hai gã đại thừa đem chén linh trà nhấm nháp một chặp mới chịu để ly xuống, lúc này lão giả áo trắng mới từ từ hé miệng. Tuy rằng bổn vương đã biết rõ cả bốn vị đều đến bởi tam thanh lôi tiêu phù, nhưng trước khi giao dịch ta muốn nói kỹ thêm lần nữa, trong tay ta ngoại trừ có mấy tấm phù còn có thêm rất nhiều tài liệu cùng bảo vật quý hiếm thu nhặt được từ vài giới diện khác. Các vị hãy xem trước danh mục này rồi hãy quyết định lựa chọn. Nếu không một khi đã cùng bổn vương hoàn thành khế ước giao dịch thì sẽ không thể thay đổi được nữa. Không cần, hai huynh để bọn ta lặn lội xa xôi đến đây bởi lui tiêu phù các bảo vật khác dù chân quý đến đâu cũng chẳng thể giúp chúng ta vượt qua thiên kiếp lấy về để làm gì hào quang quanh thân huyết nhiên lóe lên hắn không lưỡng lựa chối bỏ còn gã hắn lân ngồi bên cạnh cười lạnh nhà tỏ vẻ coi thường chẳng buồn nói đến nửa câu mạc mỗ cũng cùng câu trả lời hàn đạo hữu ý ngươi sao mạc giản ly hít sâu rồi nói tại hạ lại khá hứng thú với những thứ linh vương có thể đem ra khác với những người kia hàn lập cười cười rồi đáp lại với giọng điệu nửa thật nửa giả nếu hàn huynh có hứng thú thì hãy xem qua trước đi lão già cũng chẳng muốn đấu võ mồm vừa nghe hàn lập nói xong tay áo phất lên bắn tới một vệt hào quang hàn lập giơ tay ánh sáng màu xanh chợt tắt trong tay hắn có thêm một cái thẻ ngọc xanh biết rơi xuống cầm lấy cái thẻ không lưỡng lửa áp sát lên chán. lập tức một đoàn thần niệm quét vào cha xét ở trong đó ánh mắt của mấy người còn lại đều dồn về phía hắn một lát sau, trên mặt Hàn Lập xuất hiện nét hơi đổi nhưng liền biến mất không thấy. Lại một lúc chớp nhoáng sau đó, hắn khẽ thở dài, cuối cùng để chiếc thẻ ngọc xuống, vất tay trả về. Thế nào, những thứ của bổn vương đều không lọt vào mắt của đạo hữu sao? Trước người lão giả áo trắng lóe sáng, chiếc thẻ ngọc xanh biết hơi dao động rồi bất chợt biến mất. Lão giữ vẻ mặt như không khẽ hỏi, trong danh mục của đạo hữu không thứ nào không là bảo vật quý hiếm vạn phần, thậm chí có vài loại tài liệu mà đến các các giới diện khác cũng khó kiếm được đáng tiếc rằng công dụng của chúng đối với ta vẫn không hấp dẫn bằng lôi tiêu phù kia hàn lập trầm ngâm một chặp rồi thẳng thắn đáp thật đáng tiếc bởi vì lôi tiêu phù cũng cực kỳ quan trọng đối với bổn vương cứ tưởng có thể sử dụng một hai thứ khác thay thế lúc này xem ra không thể được rồi lão già áo trắng cũng chẳng cảm thấy mọi việc nằm ngoài dự đoán của mình vẻ mặt vẫn như thường tốt lắm nếu bốn người đều không thay đổi ý định lúc đầu vậy Linh Huynh hãy nói nội dung của giao dịch ra đi. Xem điệu bộ của đạo hữu thì thứ muốn đổi lại chắc không hề tầm thường. Hắc Lân có vẻ không kiên nhẫn nổi. Ha ha, giá trị của mỗi tấm tam thanh lôi tiêu phù như thế nào không cần bổn vương phải nói thì các vị đã tự hiểu rất rõ ràng. Lão Phu đã lấy nó ra để trao đổi thì tất nhiên giá trị của vật đổi lại sẽ không thể kém quá xa. Có điều, những thứ này chắc chắn không có trên người các vị, nếu không thì ta đã nói rõ ngay từ khi mới truyền ra tin tức này rồi lão già áo trắng liếc nhìn hắc lân vẻ mặt ánh lên một tia quỷ quái hừ nghe từ đầu đến cuối nhưng người chẳng chịu nói thẳng ra muốn đổi lấy thứ gì có vẻ dường như muốn chúng ta đi làm chuyện gì đó thực sự nguy hiểm để đổi lấy tấm phù này nhưng đạo hữu chớ coi thường gia tài của những tu sĩ đại thừa ở đại dương như ta trong biển sâu có rất nhiều các loại tài nguyên quý hiếm hơn xa sự tưởng tượng của các chủng tộc sống ở nơi hẻo lánh các ngươi huynh đệ ta từng phát hiện ra bảy tám tòa động lưu lại từ thời thượng cổ trong đó rất nhiều bảo vật giá trị không thua gì so với lôi tiêu phù của ngươi nếu ta lấy ra tin rằng đủ để linh huynh thay đổi ý kiến ban đầu huyết nhiên hừ lạnh lùng rồi nói năm xưa trên con đường tu đạo của mạc mỗ cũng từng gặp những kỳ ngộ kinh người tự hỏi những thứ trong tay cũng đủ đổi lấy tấm phù này nếu không đã chẳng lật đật lặn lội đến đây ánh mắt của mạc giản ly lóe lên một tia tự tin hàn lập chỉ cười nhạt chẳng nói năng gì Lão Phu không cần xem đến bảo vật mà các vị đã chuẩn bị cũng tin là giá trị những thứ đó không thấp hơn lôi tiêu phù. Nhưng để bảo vệ tính mạng trước thiên kiếp thì không thể không cần đến tấm phù này. Việc tại hạ muốn các vị đi làm cũng liên quan đến sống chết sau này của Linh Mỗ. Ngoài trừ nó ra, ta chẳng đem lôi tiêu phù đổi lấy những bảo vật khác. Lão giả áo trắng đáp lời một cách lưu loát, lão này cần tham thiên tạo hóa lộ, ta dự, chương 2267, tiểu tu la giới. Linh đạo hiếu, rốt cuộc ngươi muốn bọn ta làm chuyện gì? Hãy thôi vòng vo đi, ánh mắt của Mạc Giản Ly lóe lên hỏi, nếu Mạc Huynh đã nói vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bổn vương cần có quang âm ti sao trong truyền thuyết để duy trì sinh mệnh? Một sợi quang âm ti đổi lấy một cái tam thanh lôi tiêu phù, không biết các vị thấy thế nào. Vẻ mặt lão giả áo trắng biến đổi, trần chờ một lúc mới nói ra ngọn ngành cuộc giao dịch. Quang âm ti, lời vừa rồi là đạo hữu trêu đùa bọn ta sao? đó là báu vật quý đến 9 tầng trời trong truyền thuyết, người bảo làm sao để ta có thể đi tìm giúp ngươi đây. Mấy người bọn họ vừa nghe lời của Linh Vương, ai nấy đều giật mình. Hắc lân thốt lên với vẻ cực kỳ kinh hãi, quang âm ti, tên như ý nghĩa, chỉ ở giữa những dòng chảy pháp tắc thời gian là quang âm hà mới có thể sinh ra bảo vật chân quý kỳ diệu bậc này. Nhưng tại một hạ giới thấp kém như linh giới căn bản không có khả năng xuất hiện quang âm hà, nghe đâu chỉ ở tiên giới mới có thể xuất hiện những dòng phép tắc cực lớn hợp lại tạo sông như thế. Linh Vương Huynh, có phải là người không có ý muốn giao dịch đúng không? Sắc mặt của Mạc Giản Ly trở nên khó coi. Từ những điển tịch được lưu truyền từ Thượng Cổ Hàn Lập đã biết đôi điều về Quang Âm Ti và Quang Âm Hà. Sau khi nghe vậy, hắn giật mình, sờ cầm trầm ngâm. Trong đầu lúc này có vô số suy nghĩ vụt qua rất nhanh. Quang Âm Ti theo lời kể chính là một trong những loại bảo vật có thể cưỡng đoạt lại quy luật tạo hóa của trời đất. Mà chức năng lớn nhất của vật này chính để kéo dài tuổi thọ. Nghe đâu, một sợi quang âm ti ẩn chứ pháp tắc về thời gian, đủ để cho một người thường hoặc tu sĩ cấp thấp sống thọ hơn ngàn năm. Nhưng đối với những người vốn đã có thể sống vô số năm tháng như bọn họ thì quang âm ti lại giúp kéo giãn khoảng cách giữa các lần thiên kiếp. Một sợi đủ làm cho tiểu thiên kiếp dài ra thêm hơn 500 năm, ngay cả đại thiên kiếp cũng được giãn ra thêm nhiều trăm năm nữa. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết thôi, thực giả ra sao thì chưa ai tự mình kiểm nghiệm cả. Hơn nữa một sự thật là quang âm hà chưa bao giờ xuất hiện ở giới diện thấp kém này lần nào. Lúc này đột nhiên Linh Vương đề cập đến nó, chẳng lẽ là? Hàn Lập suy nghĩ thật kỹ lại sự việc, theo bản năng ánh mắt liếc nhìn qua phía lão già áo trắng. Sắc mặt không tự chủ hiện ra đôi nét khác thường, ngay lúc đó, tiếng cười khẽ của lão già vang lên cắt ngang dòng suy đoán của Hàn Lập. Ha ha, bổn vương nào dám đùa giỡn cùng các vị. Đúng là loại bảo vật tối chân quý Quang Âm Ti chỉ có thể xuất hiện trong Quang Âm Hà. Nhưng lão phu cũng chẳng yêu cầu gì về chất lượng của nó. Ngay cả khi các vị tìm được loại quang âm thi phẩm chất thấp nhất thì ta sẽ vẫn mang lôi tiêu phù ra để trao đổi. Còn nếu đạt đến mức tiên thiên quang âm ti ư, thật sự chẳng thể nào. Nhưng nếu ngày sau nó được tinh luyện thành, lúc đó đối với ta mọi chuyện không phải là không thể. Linh vương nhíu hai mắt lại, chậm rãi mở lời. Hắc lân với mạc giản ly nghe xong liền sửng sốt, lập tức trở nên trầm tư. Còn huyết nhiên nghe lão già nói vậy, hắn thẳng thốt một chập như sực nhớ ra chuyện gì, khuôn mặt liền hiện ra vẻ kinh ngạc có vẻ huyết nhiên đạo hữu đã nghĩ tới nó. Ánh mắt đang di động của Linh Vương dừng lại trên người của huyết nhiên, ung dung thong thả hỏi. Huyết huynh, Hắc Lân kinh ngạc quay qua nhìn huyết nhiên, hàn lập với mạc giản ly không khỏi bốn mắt nhìn nhau, trầm lặng chẳng nói điều gì. Nếu như ta đoán không sai, có phải Linh Đạo Hữu đang ám chỉ về tiểu tu la giới và con tu la thù sao sao đã từng xuất hiện từ rất nhiều năm trước? Ngoài trừ nó ra, thực sự huyết mỗ không còn nghĩ ra được điều gì khác liên quan đến quang âm ti mất một lúc lâu sau huyết nhiên mới đáp lời. Tiểu tu la giới, tu la thù, mạc giản ly với hắc lân thốt lên cùng một lúc, mà hàn lập chỉ biết trợn mắt nhìn ngược ngó xuôi, tỏ vẻ chẳng hiểu ra sao. Cả hai cái tên này là lần đầu tiên hắn được nghe. Đúng vậy, loài tu la thù trời sinh ra đã liền biết cách không chế thời gian, nếu có thể giết chết mấy con quái vật này, sau đó dùng vài viên tinh hạch của nó mới tinh luyện được một sợi quang âm ti. Nếu các vị đồng ý làm vậy, so với việc các vị đi tìm quang âm hà còn dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Linh vương từ từ cất tiếng, hư, các hạ nói thật dễ dàng, chưa cần nói đến sự quỷ quái của tiểu tu la giới, hay tu la thù đáng sợ đến mức nào. Nhưng trong trận đại chiến cách đây 20 vạn năm, cửa vào giới diện đó đã hoàn toàn bị phá hỏng, làm sao lại có thể đi vào trong đó được. Huyết nhiên nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi hừ lạnh hỏi. Việc này lão phu đã nghĩ đến, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị rồi mời các vị xem đây là vật gì. Lão già cười một chập, sau đó bàn tay khẽ lật. Trong tay bỗng xuất hiện thêm một đoàn hào quang đỏ như máu. Hàn lập chăm chú nhìn tới, chỉ thấy bên trong làn hào quang là một hòn đá gì đó đỏ ao, to bằng nắm tay, bề ngoài thô kệch xù xì, mà hình như còn có mấy lỗ thúng lỗ chỗ nữa. Tu la tâm, đây là tim của thú trong tu la giới. Làm sao Linh Huynh có được thứ này? Mạc giản ly trông thấy vật kia, sắc mặt trở nên tái nhợt. Huyết nhiên và Hắc Lân vừa thấy được thứ này, vẻ mặt tên nào tên nấy đều tỏ ra không sao tin nổi. Chỉ mỗi Hàn Lập là thoáng giật mình, Tu La Tâm trước mắt là lần đầu tiên được nhìn, thế nên hắn chẳng hề có phản ứng nào khác thường. Nhưng lập tức trong ai hắn vang lên âm thanh của Mạc Giản Ly đang nhích môi truyền âm đến giải thích. Cái tiểu Tu La giới kia đã là chuyện từ 20 vạn năm trước, nó từng xuất hiện một lần tại nơi nào đó trên đại lục phong nguyên của chúng ta. Bởi vì giới diện này hoàn toàn khác với những gì trên giới diện mà ta đang sống, tuy bên trong không rộng lớn lắm nhưng hết thảy đều giống với thế giới Tu La vô cùng hung hiểm đã mất tích từ thời thượng cổ. Tu La Thù chính là một đại biểu cho điều này, vậy nhưng ngay cả khi tiểu Tu La giới có chứa bao nhiêu nguy hiểm đi nữa thì bên trong nó vẫn tồn tại rất nhiều loại tài liệu quý hiếm mà các giới diện bình thường không có. Năm đó, để tranh đoạt giới diện này, các tộc lớn ở xung quanh đã đụng độ nhau rất kinh khủng, dẫn đến sai lầm khiến cho cửa vào bên trong bị hủy diệt, làm nó hoàn toàn biến mất điều này khiến cho người của những tộc lớn bọn họ phải hối hận suốt một thời gian dài truyền âm đến đây mạc giản ly liền dừng lại một lúc thì ra là vậy mà tu la tâm là vật gì dường như sau khi thấy nó xong mạc huynh cực kỳ giật mình hàn lập cũng truyền âm trở lại tu la tâm do trái tim của loài sinh vật cực kỳ hung mạnh trong tiểu tu la giới biến hóa thành trong nó ẩn chứa một loại năng lượng đặc biệt chỉ có ở tiểu tu la giới vốn là một loại tài liệu dùng để luyện chế pháp khí hoặc đan dược Mãi sau khi cửa vào giới diện này hỏng mất, lúc đó mới có người phát hiện ra cách dùng thứ này phối hợp với một loại pháp trận đã bị bỏ quên từ thời thượng cổ như một phương pháp mở cửa để truyền tống vào trong tiểu tu la giới. Nhưng cũng trong lúc đó, người được truyền tống phải mang theo thứ pháp khí phòng thân được luyện chế từ tu la tâm bên cạnh, nhờ nó liên tục tỏa ra một loại năng lượng có thể ngăn cản được lực bài xích của giới diện này. Ngay khi năng lượng của nó tiêu hao hết, lúc đó người ở bên trong sẽ bị tác dụng của lực bài xích truyền tống ra khỏi tiểu tu la giới đáng tiếc là tu la tâm vốn là tim của một loài sinh vật không phải ai muốn cũng đều có thể giết được với lại quá nhiều người xem trọng nó nên sau khi cửa vào biến mất số lượng tu la tâm trở nên cực kỳ ít ỏi số lượng tu la tâm đã không nhiều trải qua nhiều năm tháng cứ tiêu hao như vậy đến nay đã thành vô cùng hiếm hoi không biết liệu rằng có thể đủ đếm trên đầu ngón tay không nữa thế mà vị linh vương kia lại giữ nó trong tay việc này tất nhiên đã khiến ta phải kinh hãi mạc giản ly giải thích hàn lập nghe đến đó liền gật gù lộ vẻ cân nhắc. Ngay khi lời truyền âm vừa dứt, vị đại thừa từ tộc khác kia đã nhận lấy tu la tâm từ tay của lão già, bắt đầu cẩn thận tra xét. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài thườn thượt, cầm vật trong tay ném trả lão già rồi chậm rãi trịnh trọng hỏi. Quả đúng là tu la tâm, không biết trong tay của Linh Huynh có mấy cái. Hai cái, lão già áo trắng giơ hai ngón tay đáp lời cụt ngùn. Hai, một cái tu la tâm chỉ có thể giúp một người truyền tống vào giới diện đó. Vậy ý của Linh Huynh là muốn tuyển hai người trong bọn ta đi tiểu tu la giới đúng không? Huyến nhiên trầm mặt xuống rồi hỏi. Mạc Giản Ly nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi. Điều này, các vị hãy yên tâm. Tu la tâm đây đã được lão phu cải tạo, có thể chia ra làm hai nửa để sử dụng. Vốn là đủ năng lượng cho một người ở trong đó nửa tháng, làm vậy sẽ chỉ còn giúp các vị lưu lại khoảng 10 ngày mà thôi. Ta nghĩ với bản lĩnh của các vị, với từng đó thời gian hẳn là đủ cơ hội để tìm kiếm tu la thù. Lão giả áo trắng ung dung trả lời, hư, sau khi đi vào tiểu tu la giới, từng đó thời gian giỏi lắm chỉ đủ dựa vào một vài vận số thôi. Huyết nhiên hừ lạnh, theo ta nhớ không nhầm, cả hai đạo hữu mỗi người đều có huyết thống của một trong hai loài chân linh thời thượng cổ là huyết diễm lục thủ thù và hắc giáp thiên long thù. Như vậy, trong khoảng thời gian đó đối với người thường có lẽ không đủ để tìm ra tu la thù, nhưng với sự cảm ứng nhờ máu ngủ của các vị, chắc chắn là cơ hội sẽ rất lớn. Lão giả áo trắng liền cười ngay cả việc này người cũng biết xem ra ngươi đã từng điều tra về thân phận hai huynh đệ bọn ta con ngươi của huyết nhiên co lại ánh mắt của hắc lân cũng lóe tia lạnh buốt ha ha vốn là lão phu đã ước hẹn với đạo hữu thạch tâm trước trong cơ thể của hắn có mang huyết thống của thiên mục ta thù lúc tiến vào tiểu tu la giới sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn nhưng lúc này hắn đã nằm lại ở ma giới lão phu đành đem hy vọng ký thác lên các ngươi mà thôi còn đối với Mạc Huynh cùng Hàn Đạo Hữu nếu muốn tìm kiếm loại tu la thù kia thật chẳng thể nhờ vả gì vào máu ngủ, mà sẽ phải dựa vào vận may của mình. Dù vậy thì tiểu tu la giới chẳng rộng lớn cho lắm, cho dù các vị không có huyết thống tương quan nhưng vẫn không phải là không có cơ hội. Nếu không phải Lão Phu đang cần dùng quang âm ti rất gấp, hay không đoán trước được việc Lão Tổ Thạch Tâm đó có nằm xuống, thì Mạc Huynh cùng Hàn Đạo Hữu chớ mong được tham dự vào chuyện này. Giờ đây đã có vật làm tin được đem đến, ta chỉ đành để các vị thử vận may mà thôi. Được, Lão Phu đã nói xong hết, vậy các vị có quyết định đi tiểu tu la giới hay không? Lão già áo trắng vẫn giữ dáng vẻ thong dong nói với bốn người còn lại. Còn gương mặt của bốn người bọn Hàn Lập đều đông lại, trong lúc này chẳng có ai lập tức đáp trả lão già kia cái gì. chương 2268, Núi Băng, loài tu la thù kia mạc mỗ cũng đã từng được nghe một vị tu sĩ đại thừa nói qua đôi chút. Tại tu la giới, loài nhện này khi vừa mới được sinh ra ở dạng ấu trùng thì đã có thực lực từ Nguyên Anh trở lên. Từ lúc đó trở đi, thần thông của nó tăng trưởng một cách cực kỳ nhanh chóng, khiến cho nó tại thời điểm trưởng thành thì thực lực gần như đã đạt đến đại thừa kỳ. Trong đó, một số tu la thủ có thiên phú vượt trội, thậm chí còn có thể so sánh với những chân linh phi thường mạnh mẽ. Theo như lời đạo hữu mà nói, để có thể luyện chế ra quang âm ti từ tu la thù, thì ít nhất tu la thù phải là loại trưởng thành sao. Mạc Giản Ly chậm rãi nói, Mạc Huynh đối với những quái vật tại tu la giới quả thật hiểu rất rõ, bổn vương cũng không dối gạt mấy vị đạo hiếu, đúng là chỉ có từ tu la thù trưởng thành mới có thể lấy ra quang âm ti. Hơn nữa, trên căn bản là phải ba con tu la thù thì mới có thể tinh luyện ra một sợi quang âm ti. Đương nhiên, nếu như gặp phải loại tu la thù có thiên phú vượt trội như Mạc Huynh nói, thì chỉ cần một cái tinh hạch của nó là đủ rồi. Trên mặt Linh Vương lộ vẻ khác thường trả lời, Mạc Giản Ly cười gượng một tiếng, Linh Vương nói như vậy thì lão ta cũng không còn gì để hỏi nữa rồi. Huyết nhiên và Hắc Lân nghe vậy, vẻ mặt cả hai cũng âm trầm hơn mấy phần. Một lúc sau, huyết nhiên mới lạnh giọng hỏi, tiểu tu la giới vốn cực kỳ nguy hiểm, tu la thù trường thành lại có thần thông điều khiển thời gian quỷ dị, cho dù bọn chúng không có pháp lực mạnh mẽ như đại thừa kỳ, chỉ e là những tu sĩ đại thừa bình thường cũng không dễ dàng đối phó. Nếu muốn có đủ tinh hạch để tinh luyện quang âm ti, chúng ta mỗi người ít nhất phải chém giết ba con trở lên thì mới đạt yêu cầu. Linh Huynh không thấy rằng chỉ có một tấm lôi tiêu phù mà chúng ta phải lấy tính mạng của mình để đánh đổi, như vậy có chút không công bằng sao bổn vương cũng cảm thấy như vậy là không công bằng thế nên ngoại trừ lôi tiêu phù ra ta còn tặng thêm cho các vị hai quả tu la tâm với mức độ hiếm có của tu la tâm thì giá trị của nó cũng chỉ kém lôi tiêu phù một chút mà thôi huống chi tiểu tu la giới nhiều vạn năm về trước cũng đã nổi tiếng vì những tài nguyên quý giá các ngươi nếu tiến vào trong đó mà nói cho dù không cách nào tìm được tu la thù thì cũng sẽ kiếm được những loại bảo vật khác đối với những bảo vật này các người cứ việc giữ lại, bổn vương sẽ không lấy bất kỳ thứ gì. Sắc mặt của lão giả áo trắng không thay đổi nói, như vậy cũng không được, tu la tâm vốn là vật sử dụng để tiến vào tiểu tu la giới. Cho dù linh vương huynh tìm ai hỗ trợ thì cũng sẽ phải chủ động lấy ra, như vậy làm sao có thể tính là thù lao cho bọn ta. Huống chi, sau khi chia tu la tâm ra làm hai, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại tu la giới nhiều nhất là hơn 10 ngày, thêm nữa còn phải tập trung tìm kiếm tu la thù, làm gì mà còn thời gian đi tìm những bảo vật khác hắc hắc linh huynh cần gì phải dùng những lời giả dối này để lừa mấy người bọn ta chứ huống chi cho dù vận may của bọn ta tại tu la giới bỗng nhiên bộc phát mà kiếm được bảo vật không tồi đi nữa thì làm sao có thể so sánh với những nguy hiểm mà bọn ta phải đối mặt tu vi đến mức này như chúng ta thì an nguy của bản thân mới là quan trọng nhất huynh đệ hai người bọn ta sở dĩ phải có bằng được lôi tiêu phù kia không phải là vì muốn tránh thiên kiếp sẽ xảy ra sau này hay sao Huyết nhiên cười ha ha, không khách khí nói. Ánh mắt mạc giản ly lóe lên mấy lượt, hiển nhiên lão ta cũng đồng ý với những lời của vị đại thừa ngoại tộc huyết nhiên này. Hàn lập và hắc lân, một người thì cười như không cười, một người lại cười lạnh không ngừng. Lão già áo trắng sau khi nghe xong thì nhíu mày một cái, ánh mắt của lão ta đảo qua đám người hàn lập, sau đó mới trầm ngâm nói. Nếu như bốn vị đạo hữu cảm thấy giao dịch như vậy là không công bằng. Thế thì như vậy đi, chỉ cần các người có thể từ tiểu tu la giới lấy được quang âm ti, ngoại trừ lôi tiêu phù, trong danh sách những bảo vật mà bổn vương vừa mới đem ra lúc nãy, các người tùy ý được chọn thêm ba cái. Đây cũng là điểm mấu chốt cuối cùng của Lão Phu, nếu các vị vẫn còn chưa vừa lòng thì xin mời các vị rời đi cho. Lão Phu chấp nhận tiếp tục đi tìm những người khác hỗ trợ. Nói xong mấy câu cuối cùng này, trên mặt lão giả áo trắng hiện ra một tia ngưng trọng. Được chọn thêm ba bảo vật khác, tốt, quyết định như vậy đi, pháp trận để đi qua tiểu tu la giới có lẽ Linh Huynh đã chuẩn bị xong. Huynh đệ hai người bọn ta cũng không thể nào chờ lâu ở chỗ này. Huyết nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, rồi lập tức chấp nhận điều kiện không chút do so dự. Huyết đạo hữu yên tâm, truyền tống trận đã sớm chuẩn bị xong, hơn nữa còn ở ngay trên thánh sơn này. Chỉ cần mấy vị bằng lòng lên đường, lập tức có thể truyền tống đi tiểu tu la giới. Mạc Huynh, Hàn đạo hữu các người quyết định ra sao? Trên mặt lão già thoáng qua vẻ giống như đã dự tính từ trước, tươi cười nói. Sắc mặt Mạc Giản Ly sau mấy lần thay đổi mới cắn răng trả lời. Mạc mỗ nhất định phải có được lôi tiêu phù, như vậy đành phải bằng lòng thử một lần tiến vào tiểu tu la giới. Nếu Mạc Huynh cũng bằng lòng đi tiểu tu la giới, hàn mỗ tự nhiên cũng sẽ đi theo. Chẳng qua ta còn có một điều kiện, tỏa độ lúc từ tiểu tu la giới trở về, ta muốn tự mình quyết định, cũng không cần đến Linh Vương Huynh phải phí sức. Hàn Lập Vân vê cầm, hời hợt nói hàn đạo hiếu đạo hiếu có ý gì người không tin bổn vương sao hai mắt lão già hít lại nhìn thẳng khuôn mặt hàn lập trên mặt lão ta lộ vẻ không vui không có gì chỉ là ta có thói quen đem tất cả mọi việc nắm trong tay mình mong rằng đạo hiếu có thể thành toàn ta đối với truyền thống trận cũng biết sơ lược lợi dụng pháp khí hơi thay đổi tọa độ truyền thống lúc quay về một chút hẳn không phải là chuyện gì khó khăn lắm vẻ mặt hàn lập không thay đổi nói những lời này của hàn đạo Hữu rất hợp với tính toán của ta huyết mỗ đối với trận đạo cũng giống hàn đạo hiếu, biết qua đôi chút, tọa độ khi trở về chính ta sẽ thiết lập. Nếu linh huynh không đáp ứng, ta hiển nhiên sẽ phải hoài nghi thành ý của đạo huynh rồi. Huyết nhiên nghe vậy, vỗ tay cười lớn, sau đó hắn ta dùng giọng ngoài cười nhưng trong không cười hướng lão giả áo trắng mà nói. Các vị đa nghi quá rồi, nếu các vị cùng có ý đó, vậy thì tọa độ lúc quay về kia tùy các vị tự mình lựa chọn, tốt nhất là không vượt ra ngoài khu vực linh tộc của chúng ta, nếu không một khi về chế thì Lão Phu có thể hiểu lầm là các vị đạo hữu đã xảy ra điều gì bất chắc, như vậy ta rất có thể đem lôi tiêu phù xử lý sạch sẽ. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, mấy cái phù lục này cầm rất dễ phòng tay, sau khi Lão Phu đem tin tức về những phù lục này tiết lộ ra ngoài, nói không chừng rất nhanh sẽ có nhiều đạo hữu tìm tới tận cửa, như vậy những phù lục này càng khó giữ lâu trong tay. Trong mắt Lão giả áo trắng chợt lóe lên sự sắc bén, nhưng cũng không kiên nhẫn mà liền đồng ý ngay. Ha ha, Linh Huynh yên tâm, Dựa vào lực lượng huyết mạch của hai huynh đệ ta, thì việc tìm được tu la thù hẳn là có bảy tám phần nắm chắc. Đúng người ngày sau, ta và ngươi sẽ có được thứ mình cần. Huyết nhiên lộ vẻ hài lòng, cười to trả lời. Sau khi ta cùng hàn đạo hữu tiến vào tiểu tu la giới, cũng sẽ làm hết sức. Mạc giản ly thở phào nhẹ nhõm nói. Rất tốt, bốn vị nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy thì hãy nghỉ lại nơi này một đêm, chuẩn bị kỹ càng một chút. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa bốn vị đạo hữu tiến vào tiểu tu la giới lão giả áo trắng khôi phục tỉnh táo, sau đó hai tay vỗ bành bạch mấy tiếng. Lập tức thiên môn mở ra, từ bên trong đó đi ra vài thiếu nữ linh tộc trên người mặc trang phục cung đình, sau khi hướng đám người hàn lập cúi chào, liền cung kính đứng ở hai bên. Huyết nhiên gật đầu, rồi cùng hắc lân đứng dậy, cả hai liền đi theo hai thiếu nữ về phía thiên môn. Trong nháy mắt, bóng dáng hai người liền biến mất trong phòng khách. Lúc này, Mạc Giản Ly mới hướng lão giả áo trắng ôm quyền, quay sang chào hỏi Hàn Lập một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đi nghỉ. Sau khi Hàn Lập từ trên ghế đứng dậy, hắn lại không lập tức rời đi, mà bỗng nhiên cười một tiếng hướng lão giả áo trắng nói một câu. Trong lòng ta còn có một chuyện không thể giải thích được, muốn hỏi đạo hữu vài câu, không biết có tiện hay không. "Ồ, đạo hữu cứ việc hỏi." Lão giả áo trắng có chút bất ngờ, nhưng thần sắc không thay đổi nói. "Ta từ bên ngoài nghe được một số tin đồn, nói rằng linh tộc ngay từ lúc đặt chân tại linh giới thì các thế hệ linh vương thật ra cũng chỉ là cùng một người mà thôi." nhưng ta không biết chuyện này là thật hay giả thọ nguyên của linh huynh cuối cùng là bao nhiêu hàn lập mỉm cười hỏi một câu khiến cho mạc giản ly bên cạnh phải sửng sốt ha ha những tin đồn này bổn vương chính mình cũng đã được nghe nói qua nhưng tất nhiên đây đều là những lời vô căn cứ nữ nhân linh tộc ở linh giới này đã xuất hiện trăm vạn năm qua cho dù thiên kiếp của linh tộc bọn ta so với những tộc bình thường khác thì khoảng thời gian giữa mỗi lần mặc dù dài hơn nhưng làm sao có thể sống lâu như vậy chẳng qua trong lịch sử của tộc ta đúng là có mấy đời linh vương có thời gian tại vị hơi dài hơn bình thường một chút, có lẽ chính vì vậy nên một số ngoại tộc không rõ vì sao lại nghe sai đồn bậy, sau cùng mới tạo thành những lời đồn như vậy truyền ra. Lão già áo trắng khẽ nở nụ cười, giải thích thêm vài câu. Thì ra là như vậy, hàn mỗ cũng cho rằng linh giới nào phải chân tiên giới, làm sao có thể có tuổi thọ trên trăm vạn cơ chứ. Hàn lập cười híp mắt, gật đầu tiếp theo hắn cùng mạc giản ly dưới sự hướng dẫn của hai thiếu nữ linh tộc hướng một cái thiên môn khác đi tới ngay sau khi bóng dáng của hai người biến mất phía sau cửa lão già áo trắng vẫn luôn nhìn theo bóng lưng bọn họ lúc này vẻ tươi cười trên mặt lão ta bỗng nhiên biến mất hắc hắc chân tiên giới chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện điều gì nhưng đã ở trước mặt bổn vương trực tiếp hỏi như vậy tự nhiên sao lại không hỏi tiếp nhỉ lão già áo trắng dùng giọng nói trầm thấp khó lòng nghe được lẩm bẩm hai câu Tiếp theo lão ta bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, sau khi bên ngoài cơ thể chợt lóe lên ánh sáng trắng mờ thì cả người dường như mờ đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, tại một nơi rất sâu trong lòng núi Phục Linh, xung quanh nơi này chỉ một màu tối đen, đột nhiên một pháp trận màu trắng nhạt từ trong không trung đột nhiên lóe sáng, sau đó bóng dáng của lão giả áo trắng liền hiện ra một cách lặng lẽ. Sau khi ánh mắt lão ta quét qua khoảng không đen kịt bốn phía, liền nhíu mày, nhưng ngay lập tức tay áo đột nhiên hướng lên trời khẽ phất. Lập tức, Mười mấy quả cầu ánh sáng bay ra, sau khi lượn vòng một lúc, liền dừng lại trên không trung. Sau đó một tay lão già bấm tay niệm thần chú thúc dục, những quả cầu ánh sáng này bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, đem toàn bộ không gian xung quanh chiếu sáng rõ như ban ngày. Cách lão già khoảng 30-40 trượng, rõ ràng có một ngọn núi băng cao hơn ngàn trượng, bên ngoài núi băng này nhè nhẹ, nhẹ chớp tắt ánh sáng màu lam, đồng thời nó còn bị một lá bùa khổng lồ màu vàng trùm lên hơn một nửa ngọn núi. Mà xuyên qua lớp băng trong suốt lạnh lẽo đó, ở dưới giấy núi băng dường như có thể thấy được một thanh niên tuấn tú, trên người mặc áo màu vàng, người thanh niên đang hôn mê bất tỉnh này bị từng đạo bùa chú như những sợi xích trói quanh toàn thân. Ngay trên trán người đó, rõ ràng có một hoa văn màu vàng giống hệt như trên vách núi băng. Lão giả áo trắng thấy vậy, không chút do so dự liền nhoáng lên mấy cái, lập tức lão ta đã xuất hiện phía trước núi băng, rồi cánh tay của lão thỏ ra, một bàn tay đặt lên trên vách núi băng. Ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ từ trong lòng bàn tay của lão tuôn ra. Chương 2269 Kim Hàn Tiên Cung. Hoa văn trên vách núi băng vốn đang nhấp nháy, tỏa ra những tia sáng màu vàng nhạt, bỗng nhiên rực sáng. Từ bên trong núi băng ánh sáng trắng từ từ ngưng tụ về một hướng, cuối cùng nó nhanh chóng biến ảo thành một người tí hon cao hơn một thước. Hai mắt người này nhắm nghiền, cả người tỏa ra ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt cũng như quần áo trên người không có chút nào khác biệt với lão già áo trắng. Lão già ở ngoài núi băng thấy thế, cánh tay lão khẽ nhấc lên, một ngón tay hướng giữa trán của mình khẽ điểm một cái. Những âm thanh xì xì vang lên, ngay sau đó, một sợi ánh sáng màu trắng ngà từ giữa trán của lão già lao vút ra, sau khi nhoáng lên một cái, liền xuyên thẳng vào vách núi băng, nhanh chóng nhập vào trên trán của người tí hon rồi biến mất tắm. Sau khi khuôn mặt của người tí hon khẽ nhúc nhích, lúc này hai mắt của nó chậm chậm mở ra. Trong hai con người của người tí hon ánh sáng quay vòng hỗn loạn, nhưng màu sắc trong đó hoàn toàn là một màu vàng óng ánh thật vất vả cho ngươi rồi, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Chỉ cần có thể lấy được quang âm ti, chúng ta liền có thể rút ngắn hơn nửa thời gian luyện hóa kẻ dưới kia. Chỉ cần được như vậy, ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, nếu quả thật phải tốn trên vạn năm luyện hóa mà nói, chỉ sợ sẽ phát sinh những chuyện không thể lường trước được. Người tí hon chậm rãi nói, âm thanh phát ra từ miệng của nó và lão giả áo trắng giống nhau như đúc. Nếu thật sự được như vậy thì hiển nhiên là tốt nhất. Chẳng qua, hao tổn mấy tấm lôi tiêu phù kia cũng có chút đáng tiếc. Mấy tấm phù này vốn là tính để lại cho mấy đứa con cháu quan trọng trong tộc, nhằm giúp bọn nó có thể dễ dàng vượt qua mấy lần đại thiên kiếp. Lão giả áo trắng thở dài phàn nàn, đây là chuyện không thể nào thay đổi. Ban đầu, chúng ta từ tiên giới mang xuống hạ giới chỉ có một số linh phù và đan dược, trải qua nhiều nắm như vậy cùng với tộc ta sau mấy lần trải qua đại nạn, hôm nay số linh phù cùng đan dược kia đã tiêu hao gần như không còn, nếu muốn đả động mấy tên tu sĩ đại thừa kia thì cũng chỉ có mấy tấm lôi tiêu phù này mà thôi. Chẳng qua lão tổ Thạch Tâm vậy mà lại ngã xuống, trái lại còn đưa tới hai gã đại thừa của nhân tộc, đây là chuyện mà chúng ta không thể nào lường trước được. Tên Hàn Lập trong hai gã đại thừa này không phải là tên tiểu tử nhân tộc ngày đó cùng với đám thiên thu tiến vào ma giới à? Ánh sáng màu vàng trong mắt người tí hon chợt lóe lên mấy lượt, nói: "Chính là gã tu sĩ đại thừa vừa tiến cấp này chứ ai? Ngày đó" cũng không biết đám người bọn họ ở ma giới gặp phải chuyện gì mà thiên thu và những người khác toàn bộ đều chết chỉ có người này là thoát thân được. Hơn nữa sau khi trở về linh giới liền vượt qua thiên kiếp trở thành tu sĩ đại thừa, ngoài ra hắn còn ở buổi lễ mừng tiến cấp đại thừa của mình, dễ dàng đánh trọng thương một tên đại thừa của tộc dạ xoa. Thực lực hiện giờ của hắn đã vượt xa những tu sĩ đại thừa bình thường. Lão giả áo trắng lộ ra vài phần ngưng trọng nói, giống như lão ta đang giải thích cho người tí hon kia hiểu rõ, lại giống như lão tự mình lầm bà lầm bẩm vậy. Xem ra tên tiểu tử nhân tộc này quả thật đã tiến vào tẩy linh trì, hơn nữa còn ăn được cả tỉnh Linh Liên, nếu không hắn sẽ không thể có thực lực như vậy được. Nhưng như vậy cũng tốt, thần thông của hắn càng lớn thì khả năng lấy được quang âm ti tại tiểu tu la giới càng thêm chắc chắn. Sau khi người tí hon suy nghĩ một lúc, liền quay sang trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu đổi lại là mạc giản ly và lão tổ ngao khiếu kia cùng nhau tới đây thì ta tuyệt đối không dễ dàng đáp ứng giao dịch với bọn họ như vừa nãy đâu lão già cười khẽ, ừm, nếu mọi chuyện tiến hành thuận lợi, cứ như vậy mà làm tiếp thôi. Hiện tại, ta phải tập trung luyện hóa chân hồn gã kim tiên bên dưới, việc bên ngoài toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Ngoại trừ thời điểm những người kia từ tiểu tu la giới trở về, nếu không, không cần đánh thức ta làm gì. Người tí hon không chút do dự nói, tốt, người cứ an tâm luyện hóa là được, ta và ngươi vốn là một thể, nếu ngươi có thể sớm ngày luyện hóa ra tiên hồn đan thì ta cũng được vô số lợi ích. Lão già áo trắng cười khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng bên trong vách núi băng khẽ điểm. Chỉ nghe nổ ầm một tiếng, ngay lập tức, người tí hon khẽ gật gật đầu rồi thân thể của nó liền vỡ tung thành nhiều điểm sáng, sau đó hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, lão già xoay người lại, mặc dù không thấy lão ta kia có bất kỳ động tác gì, nhưng dưới chân bỗng nhiên lóe sáng, truyền tống trận liền tự động hiện ra. Sau khi vang lên những âm thanh vù vù, bóng dáng của lão chợt mờ đi rồi biến mất trong không gian. Trên một đại lục rộng minh mông vô bờ biến tại chân tiên giới, từng mảnh linh điền vuông vức chỉnh tề giải rác khắp nơi đang được vô số nông phu mặc trang phục màu vàng chăm sóc. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được những nông phu này cả đám đều có khuôn mặt giống nhau, thêm vào đó tất cả đều có vẻ đần độn, chắc hẳn đây chính là vô số con rối có vẻ ngoài sống động như người thường. Những thứ được trồng bên trong linh điền chủ yếu là một loại hạt thóc khổng lồ to cỡ khoảng cái chén ăn cơm, từ những hạt thóc này tản ra linh khí tinh thuần làm người ta khó có thể tưởng tượng nổi, thậm chí chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ làm cho tinh thần vô cùng phấn chấn. Phía trên không chung cách mặt ruộng hơn trăm trượng là từng đám linh vân đủ các loại lớn gần một mẫu, phía trên những đám mây đó là một đám người mặc trường bào đang ngồi xếp bằng cầm trong tay đủ các loại đồ vật. Những người này, hoặc ngồi một mình, hoặc hai ba người ngồi cùng nhau, nhưng bất kể là giả hay trẻ thì quần áo mà bọn họ mặc đều giống nhau. Bọn họ ở phía trên những linh điền dò xét qua lại, rồi thỉnh thoảng lại thúc giục đồ vật trong tay, khiến cho những đám linh vân bên dưới phun từng đợt nước mưa trong suốt xuống tưới cho linh điền bên dưới. Mà ở khoảng không trên cao vạn trượng, còn có một biển sương mù cuồn cuộn, cho dù nhìn khắp tứ phía cũng không thể thấy bờ bến, giống như biển sương mù này có thể đem toàn bộ đại lục đều bao phủ trong đó. Trong biển sương mù đối diện linh điền bên dưới, có thể nhìn thấy những con linh cầm và linh thú đang ở trong đó trong xuyên qua xuyên lại, bọn chúng đang chờ một số người mặc trang phục khác nhau ra vào biển sương mù bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm cuồn cuộn truyền đến nơi chân trời chợt lóe lên ánh sáng lấp lánh một con băng dao màu lam dài trăm trượng đột nhiên hiện ra chỉ thấy bốn phía vừa vang lên những tiếng sấm băng dao màu lam nhanh như chớp đã bay đến phía trên linh điền nơi này một con băng dao lớn như vậy nếu như lúc này để nó xuất hiện trước mặt những người bình thường ở linh giới chỉ sợ dù không đem những người đó hù cho hồn phi phách tán thì cũng sẽ thu hút vô số ánh mắt nhìn vào nhưng bất kể là đám nông phu đang chăm sóc linh điền bên dưới hay là một số đạo đồng đang thúc giục Linh Vân, phần lớn đối với việc này đều xem như không thấy. Thỉnh thoảng có mấy tên đạo đồng ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lập tức xem như không có chuyện gì xảy ra, liền cúi đầu xuống. Chỉ có hai gã đạo đồng tuổi chừng 12-13, môi hồng răng trắng đang ở trên một đám Linh Vân, sau khi thấy được băng dao trên bầu trời, trên mặt cả hai mới lộ vẻ kinh ngạc. Đây không phải là cách đại nhân sao? Mấy ngày hôm trước đại nhân mới vừa đi tiên cung, làm sao có thể quay trở về nhanh như vậy nhỉ? một gã đạo đồng lẩm bẩm nói một câu xem bộ dạng vội vàng của cách đại nhân thì nhất định là đang làm chuyện gì đó rất khẩn cấp hơn nữa có vẻ còn không thuận lợi cho lắm a à. một gã đạo đồng khác lên tiếng có lẽ là vậy chẳng qua với thực lực có thể xếp vào 100 người đứng đầu ở kim hàn tiên cung của cách đại nhân ở tiên vực này thì có chuyện gì mà đại nhân không làm được chật chật nếu những đệ tử như ngươi và ta có thể được cách đại nhân chỉ bảo một chút thì đúng là may mắn to bằng trời đạo đồng thứ nhất chật chật nói đừng có nằm mơ những đệ tử như ngươi và ta ở tiên cung chẳng qua chỉ là những tên đệ tử cấp thấp mà thôi chúng ta một nửa là đệ tử nửa còn lại chính là những tên sai vặt những người như cách đại nhân làm sao mà coi trọng chúng ta cho được chẳng qua thân thể của sư huynh ta đây đã cô động được bảy thành hỏa hầu trong lần tuyển chọn sau nói không chừng có thể thông qua khảo nghiệm trở thành đệ tử chính thức đến lúc đó cuối cùng cũng không cần phải đem thời gian lãng phí vào những chuyện tầm thường như thế này rồi tên đạo đồng thứ hai sau khi bĩu môi Cúi đầu nhìn một vật có hình dạng ngọc bài trong tay một lát, rồi bỗng có chút ước mơ nói: "Cái gì? Thân thể của sư huynh thực sự đã có 7 thành hỏa hầu sao? Ta mới vừa vặn đạt tới năm thành mà thôi. Xem ra ta phải cố gắng tu luyện mới được. Nếu qua mấy năm nữa mà ta không cách nào trở thành đệ tử chính thức thì sợ rằng sẽ bị đánh xuống phàm trần, không thể không trở lại hạ giới rồi." Đạo đồng thứ nhất nghe vậy thì hết sức kinh hãi, trong lòng có chút sợ hãi. "Thật ra thì đi xuống hạ giới cũng không tệ mà." Nghe nói ngoại trừ việc không thể trường sinh thì những thứ hưởng thụ khác tất cả đều là cần gì có nấy. Tên đạo đồng thứ hai cười hắc hắc, ra vẻ già dặn nói: "Ta thèm vào đi xuống hạ giới, nhất định ta phải cùng sư huynh trở thành đệ tử chính thức." Đạo đồng thứ nhất lộ vẻ kiên quyết phi thường, nói: "Nếu muốn vậy, sư đệ quả thật phải cố gắng hơn nữa. Nếu trong vòng 5 năm, năm đệ không cách nào cô động ra thân thể thật sự, thì đám chấp sự hình luật của tiên cung kia cũng sẽ không lưu tình chút nào đâu." Tên đạo đồng thứ hai thấy vậy, nụ cười trên mặt bỗng chốc thu vào, nói một cách chân tình. Cảm ơn lời khuyên của sư huynh, sư đệ nhất định sẽ cố gắng. Đạo đồng thứ nhất gật đầu lia lịa. Lúc hai gã đạo đồng ở nơi này bàn luận xôn xao thì băng dao trên cao vạn trượng kia sau khi vẫy đuôi một cái, liền lao thẳng vào trong biển sương mù, một đường hướng về phía cao hơn mà bay đi. Trong khoảnh khắc nó đã bay qua mấy vạn trượng lên cao. Sương mù bỗng nhiên tản ra, băng dao màu lam vừa xông ra khỏi biển sương mù thì một thế giới giạt rào linh khí khác đột nhiên hiện ra trước mặt. Chỉ thấy phía trên biển sương mù cuồn cuộn kia, có ít nhất cũng phải mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ, những ngọn núi này đang lúc nhúc trôi nổi ở phía xa xa. Những ngọn núi này, lớn thì to đến mấy vạn trượng, nhỏ thì cỡ ba bốn ngàn trượng mà thôi, nhưng phía trên mỗi một ngọn núi đều đầy ắp những kỳ hoa dị thảo, không những thế bên trên đó còn có một số mái đình, lầu gác vô cùng đẹp đẽ. Mà ở giữa những ngọn núi này lại có những chiếc cầu giống như cầu vồng núi liền, thỉnh thoảng trên đó lại có một số nam nữ mặc trang phục cung đình lướt nhẹ qua. Thật là một chốn tiên cảnh đẹp đẽ, con băng dao màu lam ngâm vang, thân hình uốn éo không ngừng lượn lách quá những ngọn núi mà đi. Liên tục như vậy qua vài ngọn núi, lúc này nó đã đến trung tâm của giải núi. Ở giữa, nơi có hơn 10 ngọn núi bao bọc xung quanh có một cung điện lớn như cả tòa thành đang lơ lửng trên không. Lớp tường ngoài cung điện màu vàng lộng lẫy, khắp nơi là muôn trùng các loại ký hiệu to như cái đấu gạo đang lượn qua lượn lại không ngừng. Bên trong cửa chính cao đến cả ngàn trượng có thể thấy được loáng thoáng một vài tên vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng, tay cầm vũ khí chỉnh tề. Ngoài ra trên cao còn được treo một bảng hiệu được khắc bốn chữ vàng rất lớn, kim hàn tiên cung. Con dao long màu lam chớp lên, nháy mắt đã đến bên cạnh cửa chính của cung điện. Hào quang quanh thân của nó tắt dần, biến ảo thành một người đạo sĩ cao gầy, khuôn mắt hơi đen. Hắn mặc áo bảo bát quái, tay cầm một cây phất trần sợi bạc, toàn thân từ trên xuống dưới không hề mang theo một vệt bụi trần nào. Mà cùng lúc đó, liền có mấy người trong đám mấy vệ sẽ giáp vàng đứng ở cửa điện bước ra nghênh đón. Một gã có vẻ như mang thân phận cao nhất trong đám hơi thi lễ, sau đó nói với vẻ không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt. Cách đại nhân, bây giờ ngài đến đại điện của tiên cung là có chuyện gì? Ta có việc quan trọng cần phải gặp cung chủ. Gã đạo sĩ mặt đen đáp lời không lưỡng lự. Việc này thật không tiện, Hôm nay không phải là ngày bàn bạc công việc, chắc giờ này cung chủ đang đóng cửa tu luyện, sẽ không dễ đồng ý gặp mặt đại nhân đâu. Tên vệ sẽ tỏ vẻ khó xử, gã đạo sĩ nghe vậy liền trầm mặt, đang muốn nói gì đó thì bỗng một giọng nói cực kỳ uy nghiêm đồng thời vang lên trong tai hai bọn hắn. "Không cần ngăn cản, cứ để cho cách minh đi vào gặp ta. Ta cũng đang có việc tìm hắn." "Vâng, thưa cung chủ, cách đại nhân, mời ngài vào đi." Tên vệ sĩ giật mình, liền chắp tay vội vàng tránh sang một bên chương 2270, cửu nguyên quan, đạo sĩ có khuôn mặt ngăm đen không nói tiếp điều gì, tay áo khẽ phất, thân hình hơi động liền nhẹ nhàng lướt vào trong khung cửa. Dường như hắn đã rất quen thuộc đối với cung điện này, cứ một mạch xuyên qua gian phòng làm việc rộng lớn, đi hết giải hành lang dài đến mấy trăm trượng, lúc này ập vào mặt là khoảng không thoáng đáng của một cái sân khá yên tĩnh. Trong sân được trồng các loại cây hoa xanh biếc vô cùng, bố trí thành một hàng dài gồm rất nhiều các loài hoa to bằng cái bát, rực rỡ muôn màu đứng hai bên khung cửa vào sân có hai thiếu nữ mặc cung trang, khăn che mặt màu bạc. Làn da của cả hai đều trắng trong như ngọc, thướt tha yêu kiều. Trên người hai nàng tỏa ra một loại khí tức phảng phất như có như không khiến cho người khác cảm thấy thâm sâu không lường được. Gặp được hai vị tiên tử, tại ha đặc biệt đến đây để chào cung chủ. Đạo sĩ mặt đen thấy hai người thiếu nữ thì lập tức lại gần chắp tay chào hỏi, khách khí cực kỳ. Cách đại nhân, nô tỳ thực sự không dám nhận đại lễ của người. Ngài mau vào đi thôi cung chủ đã căn dặn trước, hiện giờ đang đợi ngài ở bên trong. Một thiếu nữ uốn vòng eo thon lảng tránh không dám nhận lễ rồi cười ngượng ngùng nói. Ha ha, tiên tử thật biết trêu đùa, vậy cách mỗ liền vào trong ra mắt cung chủ trước đã. Đạo sĩ mặt đen cũng mỉm cười, lại thi lễ với hai thiếu nữ mới tiếp tục cất bước đi vào. Xuyên qua một đường đầy hương hoa thơm tho, xung quanh là mảng đất rộng trồng đầy các loại hoa cỏ mướt mát. Ở phía trước có một quần thể cây hoa xanh tươi sắc tím thanh tao trang nhã khác, một thiếu phụ diện áo bào tím đang đứng trước một gốc hoa, cúi đầu khoan khoái thưởng thức làn hương nhẹ nhẹ. Bái kiến cung chủ, đạo sĩ mặt đen không dám chậm trễ, bước vội về phía trước rồi cúi đầu cung kính. Cách sư điệt, lúc này không có người ngoài thì cần gì phải trái cung chủ này, phải cung chủ kia, cứ gọi ta bằng sư cô là được. Thiếu phụ chẳng ngẩng đầu mà chỉ khẽ cười nói, ta không dám, hiện giờ chúng ta không ở trong cửu nguyên quan, sư điệt không dám lỡ miệng vì sợ chẳng may có đại nhân giám sát nào đó nghe được như vậy cả ta với cung chủ sẽ đều không tiệt, Đạo sĩ nghiêm nghị đáp lời, quả nhiên lá gan của ngươi đã bé đi một ít, nhưng có những sứ giả đó giám sát khiến chúng ta ở tiên cung này dẫu đứng đầu nhưng vẫn phải bó chân bó tay rất nhiều. Thực không thể tự tại như lúc còn ở quan đâu, nếu ngươi không muốn quay về, ta sẽ đến gặp sư tổ xin từ bỏ chức vị này rồi đề cử sư điệt đảm đương thay, ngươi thấy sao? Cuối cùng người thiếu phụ mới chịu ngừng cầm, để lộ một khuôn mặt trắng trẻo lạ thường, hàng lông mày kéo dài thẳng đến chân tóc mai, thực khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy trong lòng giấy lên một sự uy nghiêm không biết tên ô cung chủ sư tổ sao có thể đồng ý việc này được tuy rằng tiên cung kim hàn của chúng ta quản lý khu vực nhỏ bé chẳng thấm tháp gì trong phạm vi ảnh hưởng của cửu nguyên quan thế nhưng ở đây ở đây có vô số tiên dân với pháp lực thấp kém như của sư điệt thì sao có thể làm người đứng đầu ở nơi này được đạo sĩ mặt đen liên tục lắc đầu hừ cái miệng thằng bé này nói thật xuôi tai chẳng phải là sư phụ và các sư bá của ngươi ai nấy đều có thần thông hơn xa ta sao, vậy vì đâu mà họ không đứng đầu ở tiên cung kim hàn này. Hơn nữa ta bái làm học trò của sư tổ ngươi trễ hơn rất nhiều năm tháng, nhưng đã ở tiên cung này hơn 10 vạn năm rồi, đã đến lúc nên thay bằng người khác đi thôi. Thiếu phụ hừ nhẹ rồi nói, ha ha, lúc trước khi chưa bái nhập làm đồ đệ của sư tổ thì cung chủ đã từng là người đứng đầu của một giới diện nhỏ bé. Nay người đảm đương trọng trách ở tiên cung cũng chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà thôi thay bằng các sư bá hay sư phụ, toàn là những người có bản tính lười biếng vốn có thì thật chẳng cách nào phát triển kim hàn tiên cung hưng thịnh như ngày nay được. Đạo sĩ mặt đen nghe vậy liền càng nịnh hót nhiều hơn. Lời này nghe thật êm tai, sư phụ hay như những sư bá của ngươi là một đám vốn chẳng bao giờ mang đến thế sự, suốt cả mấy vạn năm đằng đẵng chẳng biết có chịu xuất quan lấy một lần hay không, cứ vậy mà tu luyện như bản đá, một chút cảm tình cũng chẳng có nổi. Đặc biệt là sư phụ của ngươi, trước kia khi ta còn ở trong quan, mỗi lần trông thấy là vội trốn rất xa không dám lại gần ta trong vòng vài trường thiếu phục mặc áo tím như nhớ ra chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp có chút nghiến răng nghiến lợi thốt lên còn đạo sĩ mặt đen nghe vậy chỉ đành biết cười khổ đừng nói là vị sư cô này ngay cả mỗi lần mình thấy hai người gặp nhau là sư phụ liền kinh hồn bạt vía căn bản không dám nói một câu đúng rồi hôm nay không phải ngày nghị sự người tìm ta vì có chuyện gì quan trọng hơn sao vừa nãy khi xem qua kính thiên lý có vẻ như ngươi không để mắt tới những vệ sĩ canh cửa mà muốn lập tức xông thẳng vào. Thiếu phụ áo tím sực nhớ đến ý định gặp mình của đạo sĩ mặt đen, bỗng nhiên nàng mỉm cười hỏi. Thưa cung chủ, ta đến lần này vì muốn báo cáo kết quả sự việc do chính sư tổ dặn dò. Gã đạo sĩ liền nghiêm mặt, đồng thời cố gắng đè thấp giọng nói xuống hết mức có thể. Cái gì, là chuyện đó. Ngươi chậm lại chút, đợi lúc vào trong linh vực của ta rồi hãy nói tiếp. Điệu bộ của thiếu phụ áo tím nãy giờ vốn đang ơ thờ, vừa nghe xong câu nói của đạo sĩ, vẻ mặt lập tức biến đổi. Vừa nói xong, chỉ thấy ngón tay nàng múa về bốn phía. Lập tức một vệt sáng tráng bạc hiện ra, tiếp đó dao động liên tục. Vệt sáng co lại, nhưng sau đó liền hóa thành muôn mảng sáng màu bạc tràn ra khắp bốn phía. Chỉ thấy không gian xung quanh nơi có mảng sáng lướt qua, khung cảnh liền biến đổi thành một cung điện thanh thoát tinh mỹ. Bên trong được bày biện đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thêm hai đội thị nữ, đương lẳng lặng đứng ở hai bên sườn cung điện. Gã đạo sĩ quan sát khuôn mặt đờ đấn của các thị nữ một chập, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy là đã tu luyện linh vực lên đến tầng thứ ba, hóa linh cảnh mới có thể biến hóa ra linh vực bậc này. Trong linh vực của sư cô, tuy thoạt nhìn những thứ kia có tu vi cùng linh trí đều rất thấp nhưng nếu được tỉ mỉ đào tạo thì về sau chắc chắn sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực. Sư cô nhà ngươi mới luyện thành như vậy cũng chưa lâu, vừa mới đột phá từ tạo vật kính lên hóa linh cảnh thôi. Cũng bởi vậy mà ta đang suy nghĩ rất cẩn thận xem có cách nào củng cố cho linh vực của mình vững chắc thêm chút nữa. Đương nhiên nếu sư tổ của ngươi mà xuất quan, đồng ý dạy bảo ta vài phần thì càng thêm tuyệt diệu. Sư Điệt, ngươi ngồi xuống đi, trong linh vực của ta, cho dù đám tiên sử đang giám sát có sử dụng tiên khí cũng không thể xâm nhập được. Ngươi hãy kể rõ chuyện đó đi, thiếu phụ áo tím cười nhẹ rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế ngay trung tâm căn điện. Vậy sư Điệt xin phép, đạo sĩ mặt đen cũng chẳng khách sao, mau chóng tìm mốt cái ghế ở phía dưới rồi ngồi xuống. Chuyện đó ta vẫn còn nhớ rõ, vốn là mấy trăm năm trước người bắt đầu xử lý. Lúc này đã có kết quả rồi sao? Thiếu phụ chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm trang. Trong suốt mấy trăm năm nay, sư điệt đã dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng đành phải bỏ ra lượng lớn của cải để đổi lấy là mượn dùng một món dị bảo của gã bằng hiếu, nhờ vậy mới hơi phần nào tìm ra thông tin của người đó. Đạo sĩ mặt đen nghiêm nghị đáp lời chỉ cần thực sự tìm ra được tung tích của người nọ, cho dù bao nhiêu của cải cũng thật đáng giá. Năm đó khi người này cầm theo thứ đồ vật kia đi đã chính thức xem là phản bội trắng trợn với cửu nguyên quan. Mặc dù hồn bài bảng mạng hắn vẫn để lại nhưng không biết hắn đã dùng thủ đoạn hay bảo vật nghịch thiên nào khiến chúng ta chẳng thể cảm ứng được tình trạng sinh tử của hắn. Đến ngay cả sư tổ cũng đích thân rời núi xuống tra xét việc này nhưng vẫn bị vài tên có thần thông rất cao lớn ngăn cản, cuối cùng chỉ đành ra về tay không. Mãi đến mấy trăm năm trước khi nghe ngươi nói rằng hồn bài bản mạng của hắn có phản ứng, mà sự việc có vẻ không ổn cho lắm. Lúc đó tổ sư liền chỉ định, giao việc này cho ngươi giải quyết. Đối với tên phản đồ này, cho dù hắn có chết cũng chẳng đáng tiếc nhưng đồ vật mà hắn mang theo lại cực kỳ quan trọng đối với tình hình hưng suy của cửu nguyên quan chúng ta về sao. Vậy nên thứ đó nhất định phải được tìm về. Thiếu phụ nói xong lời cuối cùng, trên mặt chẳng giận mà uy. Đạo sĩ mặt đen nghe vậy liền dùng mình, vội vàng dạ vâng, rồi hơi khom người tiếp tục nói. Sư cô chớ nên quá lo lắng, tuy rằng thẻ bài chứa linh hồn của hắn có vết sách nhưng chiếu theo tình hình của nửa phần còn lại thì hắn vẫn chưa thực sự chết đi, chắc chỉ là bị giam nhốt ở chỗ nào đó thôi. Điều phiền toái duy nhất là kết quả lần truy xét này khiến sư điệt cảm thấy rất khó giải quyết. Tên phản đồ này hiện giờ không ở tiên giới, mà đang ở trong một hạ giới nào đó. Hạ giới, chẳng nhẽ ở một trong những linh giới nhỏ bé đó sao? Chuyện như vậy thì có gì mà cần băn khoăn, chỉ cần tiêu phí một số tiên linh thạch sau đó sử dụng hàng tiên đài truyền người xuống là được chẳng lẽ hắn trốn tới hạ giới lại nhắm vào ngay những giới đã mất đi liên hệ sao thiếu phụ mặc áo tím tỏ vẻ kinh ngạc nhưng bỗng như sực nhớ ra điều gì sư cô đoán không sai đúng là tên phản đồ này đã chạy đến một linh giới nhỏ bé nào đó thuộc khu vực tiểu nam châu giới đã bị mất liên lạc mà cụ thể là linh giới nào thì vẫn chưa thể xác định được rõ ràng nhưng nếu có thêm nhiều thời gian nữa thì chắc là có thể sớm tra ra kết quả mà từ sau chàng biến cố khủng khiếp kia, mấy trăm tiểu linh giới thuộc khu vực Nam Châu đã vượt khỏi sự quản lý của chúng ta, mãi đến tận nay vẫn chưa thể tìm ra tọa độ chuẩn xác. Vậy nên không thể sử dụng hàng tiên đài truyền tống người đến đó được. Gã đạo sĩ cao mày ủ rũ, điều này thực là có chút khó giải quyết, kể từ sau khi tiểu Nam Châu giới di chuyển tọa độ, không thể dùng lực hướng dẫn của chúng ta nữa. Không riêng mỗi chúng ta chẳng thể truyền tống người từ trên này xuống mà người dưới đó muốn phi thăng lên tiên giới cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Bởi vậy mà những năm gần đây, chúng ta mất mát đi một phần không nhỏ những tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên chân tiên giới chúng ta. Bỏ họ không ai là không có tài năng kinh người, tiềm lực cao đến độ người khác chẳng so sánh được, tuyệt đối không thể coi khinh. Thiếu phụ hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Việc này tất nhiên ta biết, ở khu vực của chúng ta có vị tiên quân là thiên thủ danh tiếng vang vọng khắp nơi cũng chính là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên. Chỉ mất ngắn ngủi trăm vạn năm liền vươn lên đến vị trí hàng đầu, lại còn trực tiếp bài làm môn hạ của đế tôn quảng pháp nữa lời nói của gã đạo sĩ hơi mang theo vẻ hâm mộ tốt lắm mặc kệ những mất mát về các tu sĩ phi thăng từ hạ giới thế nào nếu không có tọa độ chuẩn xác thì không thể xuống hạ giới được xem ra phải đi gặp sư tổ một chuyến để xem lão nhân ra có phương pháp nào không với tình hình của gã phản đồ lúc này chỉ cần cử một hai người xuống hạ giới là có thể bắt hắn về nhưng mà ta có chút tò mò làm sao mà tên phản đồ đó lại chạy đến những giới diện đã bị mất liên lạc vậy? Thiếu phụ mặc áo tím trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt chợt lóe rồi hỏi. Quả là thời điểm cuối năm, công việc quá nhiều, tốc độ dịch có lẽ chậm hơn rất nhiều so với mọi khi. Mong các bạn thông cảm cho vài phần, chương 2271, Mã Lương, ghi chú, sao diện bích, hình phạt úp mặt vào tường. Trong Phật giáo, các vị sự thường tự phạt mình hình phạt này để ăn năn hối lỗi khi phạm phải giới kỵ. Ai mà biết được, có lẽ hắn đã vạch mưu từ sớm, xác định sẵn một tọa độ chuyển xác ngay trong những giới diện đã bị mất liên hệ. Mà cũng có thể điều gì đó đã bất ngờ xảy ra rồi vô tình đưa hắn đến đó. Nhưng năm xưa tên phản đồ này mang theo nhiều bảo vật đến vậy mà vẫn có thể dễ dàng đào thoát khỏi cửu nguyên quan của chúng ta, chắc hẳn là sau lưng hắn còn có người khác tiếp tay xúi dục. Nếu không, cho dù hắn có can đảm hơn đi nữa thì cũng chẳng dám phản bội. Hình như tên đạo sĩ sực nghĩ ra điều gì đó, một tay hắn vân vê cầm vừa trầm ngâm vừa nói cũng dễ đoán thôi hơn phân nửa người đứng giật dây phía sau chính là mấy tên đã tự động ra tay ngăn cản mấy người đi cùng với sư tổ thiêu phụ cười lạnh đạo sĩ mặt đen gật đầu cũng cho sự việc hẳn phải là như vậy thôi được chuyện này sẽ do sư tổ định liệu không phải ta và ngươi có thể nhúng tay vào nhưng ta thật tò mò nếu có biện pháp đưa người đến giới diện đã mất tích đó thì người nào sẽ được phái đi đây cách sư điệt hình như ngươi rất háo hức với chuyện này người thiếu phụ mặc áo tím khẽ cười rồi hỏi sư thúc thật biết trêu đùa vớ tu vi của sư điệt sao có thể đảm đương nổi trọng trách đó với cả các sư huynh đệ khác không dành thời thế cũng chắc chắn sẽ không hoàn thành được trước kia tu vi của tên phản đồ này đã không thấp trong đám đệ tử ngang hàng thì hắn chính là kẻ đứng đầu tuy lúc này tưởng như tính mệnh của hắn khó bảo toàn nơi hạ giới nhưng chưa hẳn đó không phải là cái bẫy do hắn cố tình sắp ra mà có thật là hắn bị một ai đó chấn áp ở hạ giới thì đây cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì. Điều này có nghĩa là kẻ đó có thực lực vô cùng khủng khiếp, nếu các đệ tử bình thường có cơ chí hay tu vi không đủ mà đi xuống, chỉ e sẽ không đủ sức chấn nhiếp kẻ này để hoàn thành công việc. Gã đạo sĩ liên tục khua tay, ô, theo như người nói, vậy chỉ có thể chọn ra một tên đệ tử thường xuyên qua loại với bên ngoài. Như vậy có Trúc và Ngô Sư Điệt là người khá nổi bật, hẳn hai người này sẽ được cử đi rồi thiếu phụ áo tím cười mà như không. Chúc sư huynh, ngô sư đệ, một thì trầm ổn bình tĩnh, một thì tâm cơ mưu trí, quả là một lựa chọn không tệ. Nhưng so với một người khác thì vẫn thua kém một ít. Ánh mắt tên đạo sĩ trật lóe, giọng điệu mang theo hơi hướng khác thường. Kẻ khác, người nói đến, thiếu phụ nghe vậy liền ngẩn mặt, có lẽ sư thúc không biết, mà sư huynh đã mãn hạn trở ra. Đạo sĩ mặt đen thong thả đáp, cái gì, thằng nhỏ mã lương đó đã kết thúc hình phạt rồi sao? sao đến cả một chút tin tức ta cũng không nghe được. Thiếu phụ nghe vậy xong, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất. Mấy hôm trước sư điệt gặp được một tên đệ tử ở trong quan mới nghe được tin tức. Mà kỳ thực, số người biết cũng chẳng có là bao. Với tu vi và thủ đoạn của ma sư huynh thì khả năng rất lớn là y sẽ bị các sư bá giao cho trọng trách lần này. Đạo sĩ tỏ vẻ nghiêm trọng, hừ, cũng chưa chắc, tuy thực lực của mã lương không tệ nhưng tâm tính lại rất quá khích. Lần đó, nó muốn luyện chế một món bảo vật mà đã lấy máu của hơn triệu sinh linh tại một khu vực nhỏ ở hạ giới để cúng tế điều này khiến cho bản quan vướng phải không biết là bao phiền toái nếu sư tổ ngươi không quý tài năng bẩm sinh của hắn hơn người lại đã từng lập được nhiều công lớn thì một vạn năm diện bích sao nhất định là vẫn chưa đủ nếu cứ cho hắn can dự vào việc ở mấy giới diện đã mất tích đó chẳng biết có phải dính thêm mầm mống tai họa nào nữa không đây thiếu phụ mặc áo tím nói với giọng lạnh lẽo sư thúc nói thật có lý nhưng sư thúc chớ quyên chính sư tổ rất xem trọng món đồ trong tay gã phản đồ nó cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta vì để thu lại vật đó e rằng các sư bá cũng sẽ đồng ý cho hắn xuống hạ giới để bắt phản đồ đạo sĩ mặt đen cười ha ha với tính cách của lão tổ việc này rất có thể xảy ra nếu thực sự mã lương bị phái xuống hạ giới kể cả khi thu vi hay pháp lực đều bị áp chế nhưng với thủ đoạn của hắn việc thu lại vật kia hẳn là chuyện có thể nắm chắc bỏ đi việc này có thế nào nhưng không đến lượt ta vào ngươi chen vào. Ngươi giỏi lắm chỉ là tên đệ tử chạy việc nho nhỏ, còn ta cũng là một cung chủ trên danh nghĩa mà thôi. Hơn nữa phải ai xuống hạ giới thì phải đích thân sư tổ chỉ định mới được. Ai mà biết trước được lúc đó có gì khác thường sẽ diễn ra chứ. Nhưng nếu ngươi thực sự có thể tìm ra giới diện chuẩn xác của tên phản đồ kia, nhớ đừng quên báo trước cho ta một tiếng. Thiếu phụ khoác áo tím suy tư một lúc rồi nói, vâng, sư điệt sẽ cố làm hết sức đạo sĩ mặt đen cung kính vâng lời còn chuyện về hắn sao không cần nói ta phải nghỉ ngơi đây thiếu phụ từ chối nói tiếp mục đích sư điệt đến hôm nay chỉ có vậy cũng không có sự việc nào khác sư điệt xin rời gót trước đạo sĩ có khuôn mặt ngăm đen nghe vậy liền nhấc mông khỏi ghế lục tục chào hỏi rồi rời đi người thiếu phụ chỉ gật đầu hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào nữa còn gã đạo sĩ sau khi chào hỏi xong liền xoay người đi ra khỏi cánh cửa hai chân vừa bước ra không gian hơi dao động, toàn thân người này chợt biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, gã đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời, thì ra mình đã lại đứng trên bãi cỏ lúc trước. Lúc này hoa lá bốn phía vẫn xanh dờn như cũ, nhưng ở đây chỉ có mỗi mình hắn, còn thiếu phụ chủ nhân của cung điện kia thì hoàn toàn chẳng thấy đâu. Gã đạo sĩ mặt đen nhìn lại phía sau một lần, sau đó không do dự quay về theo con đường cũ băng qua khoảnh sân khi nãy. Khoảng một tuần trà sau, trước của cung điện Kim Hàn chợt có tiếng rồng ngâm vang tận trời một con dao lòng bằng băng màu lam lao vút lên không, biến mất phía sau muôn trùng giải núi sau vài lượt chấp động. Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật trong cung điện, thiếu phụ mặc áo tím vẫn ung dung ngồi dựa ghế. Một lúc thật lâu sau ả mới cười lạnh, miệng lẩm bẩm. Giới diện mất tích, mã lương, ha ha, như vậy cũng hay. Giọng nói của ả vang đến đó rồi nhỏ dần, chẳng còn nghe thấy nữa. Ngoài thân thể của ả chợt lóe sáng, sau đó liền mờ đi rồi biến mất trong một cấm địa trên đỉnh ngọn núi Phục Linh tại Linh Giới. Lão già mặc áo trắng, hàn lập, mặc giản ly cùng với hai gã huyết nhiên đang đứng ngay trước một cái pháp trận thật lớn. Cái trận pháp này rộng chừng một mẫu, khắp nơi được khảm những văn từ cả vàng lẫn bạc. Chẳng những vậy, ở mỗi góc của nó còn được sắp đặt thêm rất nhiều linh thạch loại cực phẩm, ước đoán sơ qua phải đến hơn trăm khối. Mà ở chỗ xa hơn, tám tên tu sĩ của linh tộc có hợp thể kỳ đầu bóng láng đang cung kính đứng. Đam người hàn lập dùng ánh mắt, liên tục âm thầm quan sát pháp trận trước mặt chỉ có mỗi lão già áo trắng ngẩng cổ nhìn trời tay giơ cao một cái pháp khí giống như trận bàn tay còn lại bấm quyết không ngừng giống như đang tính tính toán toán điều gì đó thời gian đã đến rồi lúc này vừa đúng là lúc thích hợp để xuất phát sắc mặt của lão già hơi động ngón tay đang bấn quyết liền dừng lại tốt bọn mạc mỗ sẽ không khách sáo mạc giản ly nghe vậy thân hình rung lên mau chóng bước vào trong pháp trận hàn lập mỉm cười cũng đi theo sau Lão già liếc mắt nhìn hai người thật kỹ, sau đó nói với giọng điệu dặn dò. Chỉ cần các vị sự xếp đặt tọa độ truyền tống quay trở lại cho thật tốt, đến lúc muốn quay về thì cứ việc bóp vỡ tu la tâm là sẽ được tự truyền về linh giới. Nhưng lão phu cần phải nhắc nhở rõ, các vị tuyệt đối không được đợi cho năng lượng của vật đó tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có năng lượng của tu la tâm, rất có khả năng các vị sẽ bị lưu lại trong tiểu tu la giới vĩnh viễn. Đa tạ linh huynh đã nhắc nhở, mạc mỗ sẽ cẩn thận. Mạc giản ly vẫn đứng giữa pháp trận, sắc mặt hơi động, sau đó mỉm cười trả lời. Còn Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt như thường, chỉ hơi chắp tay với lão già thay lời cảm ơn. Huyết nhiên cười ha ha thật to, sau đó dẫn theo Hắc Lân đi vào bên trong. Ngay khi vừa tiến vào trong, hắn quay đầu nhìn lão già. Linh đạo hiếu, việc ngươi muốn có quang âm ti thì cứ giao cho huynh đệ ta kiếm. Nhưng lúc chúng ta lấy được nó rồi trở về, chắc đạo hiếu sẽ không đột nhiên đổi ý chứ. Huyết huynh cứ việc yên tâm quang âm ti cực kỳ quan trọng đối với linh mỗ sao có thể tự tiện thay đổi ước định được lão già áo trắng nghe vậy những chừng túc giận chút nào ngược lại còn khẳng khái đáp lời có câu nói này của đạo hữu là đủ rồi huyết nhiên tỏ vẻ hài lòng đôi vai nhoáng lên liền xuất hiện ngay bên cạnh hàn lập cùng với mạc giản ly lão già áo trắng thấy vậy liền không trần trừ trận bàn trên tay được dương lên bắn ra một vệt sáng lướt đến nhập thẳng vào bên trong trận pháp cái pháp trận to lớn nổi lên những âm thanh ầm ù cuốn ra từng mảng mây sáng màu vang pha lẫn bạc. Đồng thời theo những khối tinh thạch còn tràn đến vô số ký hiệu sáng lấp lánh. Một tiếng nổ vang, thân hình của mấy người Hàn Lập liền biến mất ngay giữa pháp trận. Lão giả áo trắng nhìn không chớp mắt vào trung tâm tòa trận pháp, đến khi thấy mọi người thật sự biến mất mới nhẹ nhõm thở dài. Tiếp đó lão hơi lo nghĩ điều gì, liền xoay người nhìn về phía tám gã linh tộc rồi sai bảo: "Các ngươi hãy nghe cho thật kỹ, từ giờ trở đi phải thay phiên nhau canh giữ cái trận pháp này, chỉ cần một chút biến đổi khác thường là liền phải thông báo cho ta." "Vâng, thưa Linh Vương đại nhân." Tám tên tu sĩ hợp thể kỳ của linh tộc Đồng Thanh vâng lời. Lão giả áo trắng thấy vậy bèn gật đầu, tay áo run lên, toàn thân lóe sáng, lập tức hóa thành một giải cầu vòng trắng tinh vạch ngang nền trời. Tám tên linh tộc thương lượng với nhau một lúc, sau đó sáu người liền rời đi, chỉ còn lại một gã có tu vi hợp thể kỳ và một tên linh tộc ở lại. Hai người này liền ngồi khoanh chân chém trệ hai mắt hơi khép. Cả hai đều phóng cỗ thần niệm khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ pháp trận. Nếu lúc này, chỉ cần một chút động tính cực nhỏ xảy ra sẽ tuyệt đối không thể giấu giếm bọn họ được. Mà sau khi hai gã thanh linh này nhắm mắt, hơi thở của bọn họ kéo chậm đi, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Hàn Lập lắc lắc cổ, một lúc sau mới thấy đầu óc mình tỉnh táo trở lại. Thứ cảm giác choáng váng do bị truyền tống này phải rất lâu rồi hắn chưa từng gặp qua. Tất nhiên bởi vì lần truyền tống này là truyền tống vượt giới cho hắn có thực lực cực mạnh đi nữa thì cũng chẳng thể tránh được những điều vừa rồi. Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, hắn ngoảnh đầu nhìn khắp về bốn hướng. Chỉ thấy khắp nơi là một mảng cây cối có thân thân màu trắng. Phía dưới sát mặt đất là các loại cây bụi thấp bé, cỏ dại đương đan kín lấy nhau. Có điều cành lá của chúng đều đang héo vàng khô úa. Cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta cảm thấy tiêu điều thê lương. Chẳng những vậy, bóng dáng của những người mạc giản ly cùng với mấy tên huyết nhiên đều biến đâu mất sắc mặt của Hàn Lập vẫn lặng băng. Với tình huống như thế này, hắn đã cùng với Mạc Giản ly lường đến từ trước. Vì vậy cả hai đã chuẩn bị trước vài thứ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cuối cùng sắc mặt hơi thay đổi. chương 2272, bảy rơi, chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện ba vầng mặt trời xanh biếc sáng chói Một lớn hai nhỏ, cái lớn nằm ngay giữa bầu trời, hai cái còn lại thì lần lượt chiếm hai vị trí bên cạnh, nhưng bất kể thể tích hay hào quang cũng đều thua xa vầng thái dương ở giữa. Song đây không phải là nguyên nhân khiến Hàn Lập giật mình, điều khiến hắn cảnh giác chính là một luồng hà quang đỏ như máu đang lượn lờ xung quanh ba vầng lục dương. Luồng hà quang nọ vô cùng rực rỡ, nó lặng lẽ lơ lửng cạnh vầng mặt trời gay gắt màu xanh, nhìn từ xa có thể khiến ta có nảy sinh cảm giác diễm lệ đến rung động lòng người. Hàn Lập nhíu hai mắt mà nhìn luồng hà quang đỏ thắm này hồi lâu, sau đó cái mũi đột nhiên nhúc nhích, trong sống mũi loáng thoáng có một mùi hương ngọt ngào như mật. Sát mặt Hàn Lập trầm xuống, ống tay áo của hắn bất ngờ run lên. Vèo một tiếng, một luồng thanh quang dài hơn 10 trượng bắn ra, chỉ thoáng chốc nó đã hóa thành một giải cầu vồng rồi biến mất trong rừng rậm. Ngay sau đó, tại phương hướng mà thanh quang biến mất, một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền đến. Tiếp đó mặt đất xung quanh đột nhiên chấn động, bất giác vang lên những tiếng ầm ầm. Hàn Lập chỉ đứng tại chỗ, rừng dưng nhìn về phía vừa truyền đến tiếng gào thét. Một lát sau, thanh quang chợt xông ra khỏi rừng rậm bay trở về, nhoáng một cái đã chui vào ống tay áo. Lúc này Hàn Lập mới bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng bay về phía kia. Đối với Hàn Lập, chặng đường hơn 10 dặm đương nhiên chỉ trong chốc lát. Chỉ thấy giữa rừng gỗ trắng đổ ngang đổ ngửa có một con quái vật khổng lồ, cơ thể của nó dài đến mấy trăm trượng. Thoạt nhìn con quái vật khổng lồ này vừa giống trùng vừa giống thú, tuy cơ thể đã bị chảm thành vô số đoạn nhưng vẫn có thể nhận ra cánh ve và sừng thường thấy ở các yêu trùng, nhưng đồng thời nó cũng có da lông và móng vuốt sắc bén của yêu thú. Nhìn từ xa, thứ này lại giống một con quái vật kỳ dị được dung hợp từ bò tót và ong mật. Cơ thể khổng lồ này đang tản ra mùi hương ngọt ngào mà lúc trước Hàn Lập ngửi thấy, càng lại gần thì mùi hương này lại càng đậm. Hàn Lập đảo mắt về bốn phía, lập tức phát hiện dù là cỏ dại hay rừng gỗ trắng cũng đều đang trở nên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã nhuộm một màu khô vàng. Bên cạnh thi thể của con thú khổng lồ lại xuất hiện vô số quái trùng to bằng quả dưa hấu, có hình dạng bọ ngựa nhưng cả người đen nhánh cũng không hề có khí tức sinh mệnh. Độc tính của con quái vật này quả không nhỏ, đối với người bình thường, dù có ở ngoài trăm dặm chỉ sợ cũng sẽ lập tức tử vong vì chất độc này. Hàn lập bay vòng quanh thi thể của quái vật hai vòng, sau đó mới thì thào một mình. Hắn không hề nhận ra lai lịch của con quái vật có hình dáng vô cùng quái dị này, quá nửa đây là một loại dị thú hiếm thấy của tu la giới. Hàn lập vừa suy nghĩ vừa đưa ngón tay về phía mặt đất. Xì xì, một quả cầu lửa màu bạc bắn ra, chỉ thoáng một cái đã đánh trúng thân hình của con quái vật khổng lồ. Âm, um, chỉ trong nháy mắt lửa bạc cuồn cuồn đã bao phủ thi thể quái vật và biến vào trong hư không. Sau khi làm xong việc này Hàn Lập mới thong thả lật tay lấy ra một tinh cầu màu trắng lớn bằng quả trứng chim, hắn quét mắt về phía trước một chút, tiếp đó lại khẽ cau mày. Trên tinh cầu không hề có gì thay đổi, hiển nhiên là vì hắn cách quá xa mạc giản ly nên mới không thể cảm ứng được. Nếu vậy hai người cũng không cần phải vội vàng tụ tập lại, Trước hết cứ tự tìm kiếm cơ duyên của bản thân rồi tính sau. Thời gian hơn 10 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không phải. Hàn Lập tính toán một chút, sau khi xác định phương hướng thì độn quang nhanh chóng hóa thành một luồng thanh hồng dài hơn 10 trượng phá không bay đi. Có điều tốc độ của độn quang cũng không nhanh lắm, chỉ phi hành tại khoảng cách mấy trăm trượng trên bầu trời. Dù gì hắn đến tiểu tu la giới này không phải là để bỏ chạy mà là tầm bảo. Trong khi phi hành Hàn Lập đồng thời thả thần niệm cường đại của mình ra bao phủ toàn bộ mọi thứ trong phạm vi ba bốn ngàn dặm. Với cường độ thần niệm của hắn, dù có bao phủ hơn 10 ngàn dặm cũng không có gì khó, song hiện giờ hắn cần phải tập trung tìm những chỗ rất nhỏ, thậm chí còn phải đưa thần niệm xâm nhập xuống mấy trăm trượng trong lòng đất, vì thế chỉ có thể thu nhỏ phạm vi trên diện rộng. Những tồn tại cường đại họ nhện thường thích sinh sống sâu trong lòng đất. Trong tình huống như vậy, có thể dò xét một diện tích khổng lồ như thế cũng là nhờ cường độ thần niệm của Hàn Lập hơn xa đại thừa bình thường. Nếu đổi lại là mạc giản ly hoặc đám huyết nhiên, có thể dò xét mọi dấu hiệu dưới lòng đất trong phạm vi mấy trăm dặm đã là không tồi rồi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hàn Lập vô cùng tự tin đối trong việc lần này, dù hắn không có huyết mạch tương quan với Tu La Chu. Về phần mạc giản ly, thoạt nhìn cũng có vài phần nắm chắc trong việc tìm được Tu La Chu, hẳn là cũng có thủ đoạn tìm kiếm đặc thù nào đó. Với những suy nghĩ này, thần niệm của Hàn Lập gần như trong nháy mắt đã đảo qua từng tấc một trong phạm vi ngàn dặm, độn quang dần dần đi xa. Một nơi khác trong cùng không gian, bạch quang trên tay Mạc Giản Ly chờ tắt, một thanh ngọc kiếm trong suốt liền trở về trạng thái cũ giữa rừng bóng kiếm dập trời. Mà giữa một đống đá la liệt khắp nơi ở trăm dặm phía trước, vô số quái thú đầu hổ đuôi bọ cạp đang nằm trong vũng máu, tất cả đều bị chia thành hai nửa. Mạc Giản Ly quét mắt về phía đống thi thể quái thú một lần nữa, sau đó thu lại ngọc kiếm, mở miệng phun ra một quả cầu sáng màu tím nhạt. Bên trong quả cầu là một lá cờ nhỏ màu tím dài chừng một tấc. Mạc Giản Ly không nói hai lời khẽ nhấc tay điểm về phía lá cờ nhỏ, đồng thời thấp giọng hồ một từ lên. Trong hào quang màu tím lấp lánh, lá cờ nhỏ như hiểu ý lập tức biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một lá cờ dài hơn một trường. Khi trước lá cờ còn quá nhỏ nên không thể phát hiện ra có gì kỳ dị, nhưng sau khi biến lớn, có thể dễ dàng nhận ra sự bất phàm của nó. Lá cờ màu tím cắn cờ vàng óng mặt ngoài được khảm lên vô số phủ văn ở trung tâm còn thấp thoáng hư ảnh của một con nhện hai đầu màu bạc nhạt mạc giản ly khẽ lẩm bẩm mười ngón tay di chuyển không ngừng từng đạo pháp quyết lần lượt lóe lên rồi nhập vào lá cờ mà hư ảnh nhện bạc trên lá cờ lại càng ngày càng rõ nét thấy vật mạc giản ly không khỏi nở nụ cười tuy hắn không có huyết mạch của tu la chu nhưng món dị bảo bàn ti phiên mà trước kia hắn tình cờ tìm được lại có tinh hồn của một con ngân cương chu làm khí linh có thể cảm ứng được những họ nhện cường đại trong phạm vi nhất định. Tuy tác dụng có kém hai người huyết nhiên vốn có huyết mạch trong người, nhưng hẳn cũng không kém quá xa. Song không biết con tu la chu kia có thật sự đáng sợ như lời đồn hay không, nếu không cho dù tìm được nó, với năng lực của hắn thì chỉ sợ không thể nào dễ dàng giết chết nó được. Mạc giản ly lặng lẽ cân nhắc, pháp quyết trong tay như khung cửi, không hề ngừng lại khác nào. Đột nhiên hư ảnh nhện bạc trên lá cờ gầm lên một tiếng, hư ảnh liền hóa thành vô số điểm sáng rồi bay toán loạn, nơi này không có, xem ra phải đi tìm ở địa điểm khác thôi. Mạc Giản Ly dừng kết pháp quyết, thì thào một câu, trên mặt không hề lộ ra vẻ thất vọng. Cũng khó trách, nơi này cách địa điểm hắn truyền tống vào cũng không xa, ngay từ đầu đã không ôm hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tu La Chu. Mạc Giản Lý phất tay áo về phía lá cờ, khiến hào quang lóe lên rồi thu nhỏ lại như lúc ban đầu, sau đó há mồm hút món trọng bảo này vào bụng. Tiếp đó hào quang bên ngoài hắn bừng lên, cả người bay lên trời rồi phi hành về phía xa xem ra huynh đệ chúng ta thật may mắn, vừa mới được truyền tống đến giới này thì huyết mạch đã nảy sinh cảm ứng. Chuyến này hẳn sẽ có thu hoạch không nhỏ đây, hoàng quang trên người Hắc Lân chỉ lóe lên đã đưa hắn hạ xuống mặt đất từ khoảng cách hơn trăm trượng, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Cách đó không xa là huyết nhiên với vẻ mặt bình tĩnh. Ta cũng thật không ngờ việc này lại xảy ra, có điều chứa cao hứng quá sớm, dù huyết mạch có cảm ứng thì chưa chắc đó đã là con tu la chu kia đâu, nói không chừng lại là một loại tồn tại họ nghiện khác theo lời đồn thì có không ít loài nhện ở tu la giới đấy. Huyết nhiên cũng bị bao phủ bởi một màn hoàng quang, ung dung nói. Điều này ta cũng biết, nhưng dù sao cũng có một xác suất nhất định, không phải sao. Hắc lân tỏ vẻ không thèm quan tâm, huyết nhiên chỉ cười, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, vẻ mặt hai người trở nên chăm chú, thoáng một cái đã xuất hiện tại một hang động đen kịt giữa lớp bùn đất. Sau khoảng thời gian một chén trà, hai người huyết nhiên sóng vai nhau đứng trong không trung, mà trên mặt đất cách đó vài thước lại xuất hiện một vũng máu tươi bốn con nhện to bằng đầu người toàn thân là gai nhọn xanh biếc đang nằm bên trong vũng máu ngươi nói đúng rồi đấy quả nhiên không phải là tu la chu uổng công ta cao hứng hắc lân cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói điều này không có gì lạ tuy tiểu tu la giới không lớn lắm nhưng xác suất vừa vào đã tìm được tu la chu vốn không cao lúc này có thể tìm thấy vài khối tài liệu không tồi coi như không phải công dã tràng rồi huyết nhiên bình tĩnh nói một tay chụp về phía hư không cách đó không xa tiếng xé gió vang lên hai viên đá vàng nhạt bay ra khỏi bùn đất từ từ rơi xuống tay hắn ừm cuối cùng cũng không đến mức về tay không nhưng thời gian quan trọng hơn chúng ta nên lập tức xuất phát thôi hắc lân nghe vậy tinh thần phấn chấn đương nhiên tất nhiên huyết nhiên cũng không phản đối hoàng quang ngoài thân hai người lóe lên lập tức hóa thành hai đạo kinh hồng tiến vào trong đất đá Hàn Lập đứng trên không trung phía trên một ngọn núi nhỏ với vẻ mặt lạnh lùng, trước mặt hắn là một biển rơi đỏ như máu. Mỗi con rơi đều có kích thước bằng đầu người, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra, khi chúng giang cánh ra thì dài đến 7-8 xích. Mà ở trung tâm biển rơi là một con rơi lớn gấp mấy lần những con khác, nó không chỉ có hoa văn màu vàng nhạt phủ kín cơ thể mà trên trán còn có một con mắt thứ ba đỏ như máu. Ba mắt của con yêu vật này không ngừng xoay tròn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thấp thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của con người hàn lập đứng trên không hai tay để sau lưng như hoàn toàn không thèm để mắt đến đàn rơi ở phía trước hắn chỉ chú ý quét thần niệm về một hướng khác không ngừng tra xét thời gian chậm rãi trôi qua cuối cùng con rơi đầu đàn cũng không kiên nhẫn được nữa nó há miệng phát ra một luồng giao động vô thanh đám rơi ở bốn phía vừa nghe thấy lập tức trở nên xôn xao chúng đồng loạt há mồm phát ra từng luồng từng luồng giao động vô thanh trong nháy mắt những luồng giao động đó đã hội tụ thành một ở trước đàn rơi hóa thành một luồng sóng khổng lồ trong suốt cuồn cuộn đánh thẳng về phía Hàn Lập. Chương 2273 Quái ngư, lông mày Hàn Lập nhướng lên, lúc này hắn mới liếc nhìn bầy rơi trước mặt, sau đó một bàn tay từ trong ống tay áo thỏ ra, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng oanh trầm đục vang lên, thiên địa nguyên khí trong phạm vị trăm dặm đột nhiên rung động, sau đó có vô số sợi ánh sáng năm màu hiện ra, rồi điên cuồng hướng lên cao ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc những sợi ánh sáng này liền biến ảo thành một bàn tay khổng lồ to cỡ một ngọn núi nhỏ hung hăng đập xuống bảy rơi. Không gian gần đó bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng to lớn không thể tả nổi bao phủ vào trong. Lúc bàn tay khổng lồ còn chưa hạ xuống thì đã có vô số những con rơi bình thường thi nhau nổ tung rồi hóa thành từng đám xương máu. Về phần luồng sóng âm khổng lồ kia, dưới sự đè ép cửa cỗ lực lượng này lại càng nhanh chóng hóa thành hư ảo. Chỉ có con rơi khổng lồ đầu đàn kinh sợ gầm lên một tiếng. Những hoa văn màu vàng bên ngoài cơ thể nó lập tức sáng rực lên, thoáng cái những hoa văn này đã từ bên trong cơ thể bay ra ngoài, tạo thành một vòng ánh sáng bảo vệ màu vàng bao phủ nó ở bên trong. Nhưng dưới áp lực khổng lồ do bàn tay tạo ra, vòng ánh sáng màu vàng không ngừng rung lên rồi méo mó biến dạng, con rơi khổng lồ bên trong vòng sáng lại càng bị ép thành một chữ đại thật lớn, không cách nào nhúc nhích được. Có ý tứ, không ngờ ngươi lại có thần thông thiên phú hộ thể. Đáng tiếc, như vậy vẫn còn quá yếu, nếu không ta có thể sẽ thu ngươi làm linh thú rồi. Trong mắt Hàn Lập thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng lại dùng giọng tiếc hận lẩm bẩm nói: Tiếp đó, một ngón tay của hắn hướng bàn tay khổng lồ năm màu ở xa xa khẽ điểm một cái. Ngay lập tức, bên ngoài bàn tay khổng lồ hào quang rực sáng, thể thích bàn tay liền phình ra, lại càng to lớn hơn lúc nãy một phần. Sau khi một tiếng nổ oanh vang lên, bàn tay khổng lồ lập tức hạ xuống, không gian gần đó đầu tiên tối sầm lại, sau đó một vầng sáng đang dao động mãnh liệt bỗng nhiên nổ tung khiến cho không gian quanh đó lập tức trở nên chói lóa. Vòng sáng màu vàng quanh người con rơi khổng lồ lúc này đã vỡ vụn ra từng mảnh, khiến cho nó ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp mà trực tiếp tan ra, hoàn toàn biến mất. Hàn lập khẽ cười, tay áo vung lên, bàn tay khổng lồ năm màu lập tức tan biến. Toàn bộ không gian lúc này đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chẳng qua, chỗ con rơi đầu đàn lúc nãy vừa đứng bây giờ lại có thêm chi chít những hoa văn màu vàng như ẩn như hiện. Hai mắt Hàn lập híp lại, không lưỡng lựa dùng tay khẽ vẫy. Tiếng xé gió vừa vang lên, những hoa văn màu vàng kia giống như bị một lực hút kéo vào tới tất cả đều lóe lên rồi rơi vào trong lòng bàn tay hàn lập ánh mắt hàn lập đảo qua trên những hoa văn này sau đó hai tay hắn hợp lại đem những hoa văn này khẽ trả sát lập tức giữa mấy ngón tay liền vang lên những âm thanh kỳ lạ giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau bên trong đó ánh sáng màu vàng chớp nháy không ngừng nhưng sau khi hai tay của hàn lập tách ra một tấm da thú màu vàng rõ ràng hiện ra ở đó phía trên tấm da thú này có một số hoa văn màu vàng nhạt đây chính là những hoa văn màu vàng không ngừng lóe sáng trên mình con rơi đầu đàn kia. Vật này luyện chế pháp khí phòng ngự hẳn là có chút giá trị. Như vậy, hôm nay cũng coi như không phải không có thu hoạch gì. Hàn Lập tự nói một mình, sau khi bàn tay hắn khẽ lật, tấm da thú liền biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, vẻ mặt của hắn lại khẽ động, dường như cảm ứng được cái gì đó, ánh sáng màu lam trong mắt chợt lóe lên, lập tức khung cảnh cách đó hơn mấy trăm dặm liền thu vào tầm mắt chỉ thấy ở nơi này có một con chim rất lớn màu xám cho không biết tên là gì đang hướng bên này điên cuồng lao tới ánh mắt Hàn lập tập trung lại liền đem diện mạo của con chim là kia nhìn rõ ràng con chim này sau lưng mọc bốn cánh trên đầu mọc một cái sừng đây dường như là một loại chim ưng khổng lồ phi thường dữ tợn con mắt mang đầy vẻ khát máu Hàn lập nhướng mày đem ánh mắt thu lại rồi hướng về phía mảng sương máu đỏ lòm lúc này còn chưa tan hết đang lơ lửng bên dưới ngọn núi nhỏ lúc trước nhìn thoáng qua khẽ lắc đầu sau đó bên ngoài cơ thể hắn chợt lóe lên ánh sáng xanh, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng phá không rời đi. Mặc dù con chim ưng kỳ lạ kia đối với hắn mà nói chả có gì đáng kể, nhưng hắn cũng không tính toán đối phó với một đám vô cùng vô tận thú giữ bị mùi máu tanh hấp dẫn tới đây. Hắn có rất ít thời gian nên tất nhiên xác định việc tìm kiếm tu la thù mới là việc chính. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua hai ngày. Trong lúc này, Hàn Lập ngoại trừ chém giết vài yêu vật trông có vẻ mạnh mẽ, phát hiện một số tài liệu ngoại giới hiếm thấy, còn lại thì cũng không có thu hoạch nào khác. Mà trong số những tài liệu này ngoại trừ hai gốc độc thảo không biết tên thì những thứ còn lại mặc dù quý giá, nhưng đối với tu vi hiện tại của hắn thì cũng không có tác dụng gì quá lớn, chỉ có thể giữ lại để ban thưởng cho mấy tên môn hạ đệ tử mà thôi. Nhưng đến ngày thứ ba, trong một thung lũng trải đầy những hòn đá màu đen, Hàn Lập cuối cùng cũng phát hiện một số thứ có liên quan đến tu la thù. Hiện tại, hắn đang núp ở một góc kín đáo trong một hang thú dưới thung lũng, Bên trong hang rõ ràng có vài quái thú vừa giống người vừa giống gấu, tất cả đều nằm im không nhúc nhích trên một đám cỏ khô trải dưới mặt đất. Cả người những quái thú này phủ lên một bộ lông trắng như tuyết, một số con máu thịt đã khô héo gần như chỉ còn da bọc xương, bên ngoài cơ thể bọn chúng một vết thương cũng không có, dường như tất cả đều là tự nhiên già dạ yếu mà chết đi. Ở trong hang, Hàn Lập đứng bên cạnh một cái xác quái thú nửa thân để trần, sau một lúc lặng lặng quan sát, lúc này tay áo hắn mới khẽ vung lên, lập tức có vài tia lửa như những con rắn bắn tới trong nháy mắt mấy cỗ thi thể toàn bộ đều biến thành bụi phấn. Những thi thể này mặc dù tan thành mây khói, nhưng trên mặt đất chỗ lúc nãy mấy thi thể kia nằm lại có ánh sáng lóe lên không ngừng. Một tay hàn lập chụp xuống, lập tức vài sợi tơ trong suốt không rõ tên gọi dài hơn một thước liền rơi vào trong tay hắn, mấy sợi tơ này đều bị một vòng ánh sáng màu xanh cách không bao lại. Thần niệm vừa đảo qua, sắc mặt hàn lập có chút hơi biến đổi, một cánh tay khẽ động, một ngón tay lặng lẽ xuyên qua vòng ánh sáng, khẽ chạm vào một sợi tơ. Một màn quỷ dị xuất hiện, dường như sợi tơ trong suốt kia bỗng nhiên chợt lóe lên, một tầng ánh sáng màu lam lập tức từ ngón tay của hắn lan dọc lên khắp cánh tay. Nơi ánh sáng màu lam lan tới thì da thịt nơi đó nhanh chóng khô héo quắt queo lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đồng thời một cỗ khí tức giả nua khác thường cũng từ nơi đó tỏa ra. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, ngón tay run lên, trong nháy mắt sợi tơ trong suốt đã được kéo ra khỏi đầu ngón tay, đồng thời trên cánh tay của hắn, ánh sáng màu vàng bất chợt xuất hiện một vầng sáng màu vàng dọc theo cánh tay cuốn về phía trước đem ánh sáng màu lam đang lan tràn mạnh mẽ đánh tan. Đồng thời trên cánh tay một lần nữa lại xuất hiện ánh sáng màu xanh minh mông chuyển động, chỉ trong khoảnh khắc cánh tay liền khôi phục lại vẻ sáng bóng chắc nịch như ban đầu, phảng phất như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác trong nháy mắt mà thôi. Quả nhiên là lực lượng thời gian, mặc dù chưa phải là pháp tắc thời gian chân chính, nhưng cũng là loại thần thông thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Nơi này hẳn là nằm trong phạm vi hoạt động của Tu La Thù. Sau khi Hàn Lập thở dài, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia hưng phấn, rồi tự nói hai câu. Tiếp theo, ánh sáng xanh trong tay hắn lóe lên, mấy sợi tơ trong suốt khi nãy lập tức biến mất tâm. Thứ này mặc dù đối với hắn không có gì nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ có thể để ở bên ngoài. Sau đó, Hàn Lập bay ra khỏi hang thú, lấy Thung Lũng làm trung tâm, hắn bắt đầu cẩn thận lục soát ở những khu vực gần đó. Nhưng tính ra phải một canh giờ sau, khi hắn một lần nữa bay trở lại Thung Lũng, thì vẻ mặt lúc này xuất hiện vẻ âm trầm hiển nhiên lần dò xét lúc trước cũng không quá thuận lợi hàn lập trôi nổi một lúc trên bầu trời bên trong thung lũng trên mặt hắn tràn đầy vẻ suy tư bỗng nhiên lông màu hắn nhướng lên dường như nhớ ra cái gì đó tiếp đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết lập tức thần niệm tỏa ra xuyên xuống dưới đất bắt đầu tìm kiếm trong nháy mắt liền quét qua độ sâu trăm trượng rồi ngàn trượng dưới đất nhưng hắn vẫn chưa ngừng lại mà tiếp tục để thần niệm tiếp tục xuyên sâu xuống bên dưới thêm nữa ước chừng sau thời gian uống cạn chung trà vẻ mặt hàn lập hơi đổi trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng tiếp đó thân hình khẽ động liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh hướng về một nơi nào đó bay tới khi ánh sáng màu xanh thu vào hàn lập hiện ra phía trên một cái hồ nơi này không tính là quá xa so với vị trí ban nãy hai mắt hắn nhìn xuống phía dưới sau đó cả người lao thẳng xuống hồ xì một tiếng hàn lập thoáng cái đã xuyên qua mặt hồ lao xuống bên dưới một lúc sau những âm thanh rầm rầm như sét đánh vang lên liên hồi tiếp đó trên mặt hồ lập tức xuất hiện vô số những tia điện màu vàng uốn lượn xẹt qua xẹt lại nước bên trong hồ sôi sục cuộn trào đồng thời có vô số quái ngư hình thù kỳ lạ từ bên dưới lòng hồ phơi bụng nổi lên cả đám toàn thân đều bị cháy đen con nào con nấy chỉ còn đang hấp hối nhưng sau khi những tiếng sấm qua đi dưới hồ lập tức trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có trong lúc nhất thời cái hồ này đã trở thành một cái hồ chết cùng lúc đó hàn lập đã tiến vào trong một đường hầm thô sơ sâu mấy ngàn trượng dưới đất bốn phía xung quanh đều là những tảng đá màu xanh nhạt bị vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ khác nhau đường hầm này miễn cưỡng chỉ có thể đủ cho một người đi qua hơn nữa đường hầm đó còn dốc xuống xuyên thẳng đến nơi sâu hơn bên dưới chính là lúc trước sau khi hàn lập dùng thần niệm dò xét vài lần mới tình cờ phát hiện ra chỗ khả nghi này loại đá màu xanh nhạt phủ dưới đáy hồ này hẳn không phải là loại đá tầm thường bởi vì ngay cả với thần niệm mạnh mẽ như Hàn Lập cũng không cách nào trực tiếp xuyên xuống dưới đất quá sâu. Đây cũng là lý do mà lúc mới đầu hắn không thể phát hiện ra nơi khả nghi này. Chẳng qua, sau khi Hàn Lập từ trên một tảng đá nhô ra của đường hầm kia phát hiện một sợi tơ trong suốt tương tự như những sợi tơ lúc trước, thì trong lòng hắn không còn hoài nghi chút nào, lúc này cả người sau một lần nhoáng lên, tốc độ lao xuống ngay lập tức tăng vọt. Một hơi liền tiến sâu xuống gần vạn trượng dưới đất lúc này từng đợt sóng nhiệt cực nóng bắt đầu từ phía dưới đường hầm cuồn cuộn cuốn lên. Nhiệt độ của những đợt sóng nhiệt này rất cao, nếu là những tu sĩ bình thường vừa tiếp xúc, sợ rằng trong nháy mắt sẽ biến thành xác khô. Hàn lập đối mặt nhiệt độ cực nóng kia căn bản xem như không thấy, bên ngoài cơ thể hắn chẳng qua chỉ có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt ẩn hiện, liền đem hơi nóng trước người đẩy ra. Hắn tiếp tục nhoáng lên vài cái, xuyên qua mấy chỗ rẽ, lúc này phía trước mặt đã bắt đầu có thể thấy ánh sáng màu hồng chấp hiện, đồng thời còn có những tiếng gầm gừ cùng tiếng người nói chuyển đến. Hai mắt Hàn Lập hiếp lại, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng sau khi quanh người nổi lên chi chít những điểm sáng, bóng dáng hắn từ từ trở nên mờ nhạt không rõ, cuối cùng hắn hoàn toàn trở nên vô hình, rồi cứ vậy tiếp tục bay tới. Sau khi xuyên qua một làn sóng lửa màu đỏ đậm, Hàn Lập liền lặng lẽ từ trong đường hầm bay ra, lúc này hắn xuất hiện trên không một hồ dung nham. Trong cái hồ này, dung nham đang cuồn cuộn sôi sục, Từng đợt sóng nhiệt cùng những cột lửa to cỡ miệng chén cứ thỉnh thoảng từ đó bắn ra, vừa vặn đánh vào lối ra của đường hầm, đem nham thạch quanh cửa đường hầm mài nhẵn nhụi sáng bóng, đồng thời còn tạo nên một màu đỏ ngầu khác thường trên bề mặt nham thạch. Càng làm người khác kinh ngạc là ở trung tâm hồ dung nham, từng khối tinh thạch long lanh đỏ như lửa đang trôi nổi trong đó. Thần niệm của Hàn Lập chỉ cần thoáng qua cũng biết được những tinh thạch lớn nhỏ không đều này chính là cực phẩm Hỏa Linh thạch cực kỳ hiếm gặp ở ngoại giới. Nhìn lượng hỏa linh khí kinh khủng được ẩn chứa trong những viên tinh thạch đó, nếu như bàn về độ tinh thuần thì dường như chúng còn vượt xa mấy loại cực phẩm hỏa linh thạch thông thường tại linh giới. Nhưng tất cả những điều này cũng không thật sự khiến cho Hàn Lập phải chú ý nhiều, bởi vì hiện tại hắn đang lặng lẽ đánh giá một đám yêu quái và một cô gái đang đứng bên cạnh hồ dung nham. Những yêu quái này, cả đám đều nửa trên là người, nửa dưới người dưới là cá, đồng thời còn có bốn cánh tay mọc ra hai bên cơ thể. Trong đó, nam thì trên cánh tay có đeo một chiếc vòng vàng Nữ thì tóc buộc lại bằng một sợi dây màu bạc, kẻ thì chỉ có hai bàn tay không màu đỏ đậm, kẻ thì cầm trong tay một cây giáo ngắn cùng màu, thân thể bọn chúng khe khẽ chớp nháy liên tục. Chương 2274, theo đuôi. Cô gái này mặc một bộ váy ngắn, dáng người thon thả, thướt tha, gương mặt vô cùng xinh đẹp, nước da trắng như bạch ngọc, bên ngoài có kim quang chớp lóe, cánh tay được bảo vệ bằng một pháp khí màu hơi vàng dài gần một tấc có hình dáng như lệnh tiễn. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía đám quái ngư vẻ mặt cười mà lại không giống cười. Đám quái ngư này nhìn còn rất trẻ, toàn bộ đang lơ lửng trong không trung, cách mặt đất hơn một trượng, mặc dù vẫn gầm gừ vây quanh cô gái kia nhưng ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu. Các ngươi tự mình giao hai tên cùng tộc ra đây hay để cho ta phải tự mình động thủ. Nếu không phải bọn các người đối với chúng ta có tác dụng thì các ngươi đã sớm bị giết sạch rồi, làm sao có thể ở nơi càn hỏa chi địa này sinh sống yên ổn tới giờ. Cô gái mở miệng nói, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Lên, nằm mơ đi, chúng ta tuyệt, tuyệt không bao giờ, sao ra tộc nhân, một gã nam tử người cao lớn dị thường, vẻ sợ hãi trên mặt cũng khác xa đám tộc nhân khác, nghe thấy cô gái nói vậy thì lắp bắp nói. Hàn Lập đang ẩn nấp trên cao nghe thấy mấy lời này thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người này đúng là đang sử dụng một ngôn ngữ cổ có ghi chép trong điển tịch của linh giới, điều này khiến hắn bất ngờ một chút, mà cũng rất vui vẻ. Hư, đúng là một lũ ngu ngốc không biết điều ta mới ăn cách đây không lâu nên cũng không muốn gây sức ép gì với các ngươi, nhưng nếu các ngươi khăng khăng không thích uống rượu mời, chỉ uống rượu phạt thì ta cũng không ngại ăn thêm một chút thịt. Cô gái kia nghe thấy vậy thì sắc mặt xa sầm xuống, trong mắt lóe lên một chút bỡn cợt. Nam tử quái ngư cầm đầu thì trên mặt vẫn đầy vẻ giận dữ, gầm lên một tiếng, trên thân cả bọn lóe lên ánh sáng màu hồng, những tia chớp lóe lên, bắn vào dung nham trên hồ. Bọn họ huy động vũ khí, có người thì cánh tay chuyển động không ngừng. Tức thì, Dung nham ở phía dưới lập tức sôi trào, từng đợt dáng hồng cực nóng bốc lên, nhập vào thân hình của đám quái ngư. Lúc này, bên ngoài thân thể đám quái ngư sáng chói ánh lửa. Hình thể bọn chúng sau khi được dáng lửa đó nhập vào thì lớn lên mấy trượng, phần lớn tản mát ra hơi thở của tu sĩ hóa thần kỳ. Mà tên quái ngư cầm đầu thì dường như đã tiến vào luyện hư sơ kỳ. Xem ra các người có sẹo rồi vẫn không nhớ cái đau, ngoài cái dục hỏa thuật này thì còn biết làm cái gì nữa đâu. Cũng được, ta sẽ dạy dỗ các ngươi một chút, cô gái trẻ tuổi thấy thế thì không hề tỏ ra sợ hãi cười khanh khách một trận đầy khinh thường sau đó vòng eo hơi uốn éo một chút thân hình trở nên mơ hồ bất ngờ sau đó nàng xuất hiện ở giữa đông quái ngư cũng không làm động tác gì chỉ thấy hào quang bên ngoài thân lóe lên vô số tia ánh sáng bắn ra với tốc độ không thể tưởng tượng được thanh âm xé gió truyền tới một đám quái ngư đồng thời cùng ngã quỵ xuống mà hồng quang dày đặc bên ngoài thân bọn chúng không thể ngăn nổi những tia sáng kia bị chúng lập tức xuyên thủng nữ tử trẻ tuổi nhìn qua đám quái ngư đang nằm trên mặt hồ dung nham trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười rất tươi cánh tay lại lập tức chuyển động hướng về hai nữ quái ngư đang lơ lửng trên không hai tiếng phốc phốc vang lên trên ngực hai người này xuất hiện lỗ hổng lớn trái tim bị móc ra không thương tiếc bay thẳng về phía nữ tử trẻ tuổi ở bên kia nữ tử này hé miệng phun ra hai sợi tơ bắn xuyên qua hai trái tim cuốn nó về phía mình cuối cùng một ngụm nuốt cả hai vào bụng hương vị thật tuyệt thật sự là ăn cả trăm cũng không chán. Đáng tiếc các ngươi sinh sản quá ít, ta không muốn lãng phí nên cũng chỉ lấy hai tế phẩm này thôi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Cô gái trẻ tuổi liếm liếm chút vết máu còn sót lại trên môi, trên mặt mang theo nụ cười đầy vẻ hưởng thụ khoan khoái, nhưng lời nói ra lại khiến cho tâm thần người khác phát lạnh. Rồi nàng ta lại há mồm, một đoàn ánh sáng lam bắn ra, tay thì đánh vào trong đó một chảo. Hào quang chợt tắt, trên tay nàng xuất hiện một cái roi dài, bề ngoài gắn mấy cái móc câu màu xanh óng ánh nhìn vô cùng sắc nhọn vẻ độc ác xuất hiện trên mặt cô gái chỉ thấy cổ tay nàng run lên cái roi giải hóa thành vô số hư ảnh hướng tới đám quái ngư còn lại một tiếng nổ lớn vang lên không biết roi này luyện chế từ chất liệu gì dường như chuyên dùng để khắc chế đám quái ngư này chỉ một chiêu thôi đã đánh tan linh quang hộ thể trên thân đám quái thậm chí còn tạo ra được vết thương khiến cho máu theo đó rỉ ra âm thanh rên rỉ vang lên trên bề mặt dung nham Tên nam tử cầm đầu bị nhiều vết thương nhất, từ đầu vốn vô cùng căm thức nữ nhân kia, nhưng sau khi bị đánh đau thì cũng chỉ có thể ôm đầu và co rúm thân mình lại. Những người khác cũng bị quất cho máu chảy đầm đìa, toàn thân không có chỗ nào không bị thương. Cô gái trẻ tuổi lắc cổ tay, thu roi lại, tiếp tục cười khúc khích, nói. Trận đòn này chắc là sẽ khiến cho các ngươi nhớ lâu hơn một chút, ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu biết điều thì mau sinh sản ra nhiều tộc nhân hơn đi. Dù bỏ ra một chút tế phẩm, nhưng các ngươi cũng sẽ có cơ hội phát triển tộc đàn. Mà nếu như tổ mẫu đại nhân của ta cao hứng, biết đâu sẽ cho các ngươi vài chỗ tốt. Lần sau bọn ta tới, nếu như tộc đàn các ngươi cũng chỉ có bao nhiêu đây người, biết đâu bọn ta có thể nhắm mắt bỏ qua. Lời nói của cô gái tràn ngập uy hiếp, cũng không thèm để ý tới sắc mặt đám quái ngư, nàng lại há mồm, phun ra một đồ vật đầy bọt khí bao phủ. Đồ vật đó lớn lên, sau đó tiến tới hai thi thể nữ quái ngư. Ngón tay khẽ vươn ra, điểm một cái, bọt khí làm thi thể hai nữ quái ngư kia thu nhỏ lại vô số lần sau đó cô gái há mồm hút một cái lại thu chúng vào trong cơ thể dưới ánh mắt oán độc của những quái ngư khác thân hình cô gái lại trượt động hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng phá không mà đi sau đó thân hình nàng ta chìm vào trong thạch bích cách đó không xa biến mất không thấy đâu nữa một hồi lâu sau đám quái ngư mày mặt ủ rũ rốt cuộc cũng đứng lên sau một hồi thương lượng bọn họ lại nhảy vào trong dung nham cực nóng hoàn toàn biến mất Bề mặt hồ dung nham lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Không lâu sau đó, trong hư không xuất hiện dao động, một bóng người mơ hồ hiện ra một cách lặng lẽ, cúi xuống nhìn lướt qua hồ dung nham. Người đó chính là Hàn Lập Vốn vẫn ẩn thân, mọi chuyện vừa xảy ra hắn đều trông thấy cả. Thật thú vị, theo điển tịch cổ ghi lại, không ngư nhất tộc từng xuất hiện trong thời kỳ thượng cổ, cho tới nay đã hoàn toàn tuyệt tích. Không nghĩ ở tiểu tu la giới này lại còn tồn tại một chi tộc này dường như có thần thông gì đó vô cùng lợi hại thế nên mới bị hỏa diệt tộc. Nhưng cụ thể là thần thông gì thì không mấy ai biết cả. Sau khi tự nói mấy câu, Hàn Lập lại hướng về phía cô gái biến mất nhìn thoáng qua, trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc. Có lẽ là do nhện tu la biến thành, nhưng nàng này tu vi cũng chỉ tới luyện hư hậu kỳ mà thôi, mà nhện tu la thì phải trưởng thành mới có thể biến ảo thành người. Chuyện này hơi kỳ quái, Hàn Lập phân về căm, cúi đầu cân nhắc một chút, sau đó lại lắc đầu tự nói một câu quản gì nhiều như thế, cứ đi tìm ổ của nhện tu la đã rồi hãy nói những chuyện khác cũng không muộn. Không ngư này cũng không thể mặc kệ được, xuất hiện nào, sau khi quát một tiếng, tay áo hàn lập run lên. Một quang cầu màu vàng bắn ra, sau một cái chấp động liền biến thành một tiểu nhân màu tử kim cao nửa thước, không miệng không mũi, hai mắt lạnh như băng, không có một chút tình cảm nào. Xuống đó theo dõi đám không ngư cho ta, chờ ta quay lại xử lý. Hàn lập không thèm để ý một chút nào, lên tiếng phân phó. Tiểu nhân màu tử kim gật đầu sau đó hóa thành một đạo kim quang, xoay trong hư không một vòng rồi chui vào dung nham cuồn cuộn bên dưới. Tiểu nhân này đúng là Phệ Kim trùng vương đã hoàn toàn tiến hóa. Về phần báo lân thú, bởi vì tu vi còn thấp nên Hàn Lập đã để lại thánh đảo để bế quan. Sắp xếp xong mọi việc, Hàn Lập mới yên tâm, đầu vai nhoáng lên một cái, thân hình trở nên mơ hồ, hóa thành hư ảnh đuổi theo. Lấy thần thông của Hàn Lập, vừa rồi lưu lại trên người cô gái kia một tia thần niệm là chuyện vô cùng đơn giản. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ mất đi mục tiêu. Chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập đã đuổi kịp cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia rồi. Thân hình Hàn Lập biến thành trong suốt, độn quang vô hình không một tiếng động, đi theo cách cô gái hơn 10 dặm. Mà cô gái cũng không hề có phát hiện nào, vẫn một đường phi độn mà đi. Trên đường đi, Hàn Lập tận mắt thấy nàng đi qua một đầm lầy, chém giết một con lợn lớn vừa tiến giai luyện hư kỳ, sau đó tới một hạp gốc bí ẩn hái hơn 10 quả màu vàng, rồi mới tiếp tục lên đường. Hàn Lập vẫn tỉnh bơ, theo sát không rời. Nếu cô gái trước mắt là nhện tu la biến ảo thành thì với tu vi hiện tại không thể tinh luyện ra quang âm ti trong tinh hạch được. Mục tiêu ngay từ đầu của hắn chính là đám nhện tu la trưởng thành, nếu không vừa rồi ở hồ dung nham kia đã ngầm ra tay can thiệp ngay rồi. Tinh thần Hàn Lập không khỏi rung lên khi cuối cùng trong mắt xuất hiện một sơn mạch dài vô cùng vô tận. Cô gái trẻ tuổi giảm tốc độ di chuyển, bắt đầu hạ xuống một chỗ cạnh sơn mạch. Một tiếng kêu phát ra, ở sâu bên trong sơn mạch vang lên một tiếng nổ ầm ầm, sau đó có bảy, tám quái cầm thân hình lớn hơn 10 trượng bay ra. Sau mấy cái chớp động, chúng đã xuất hiện bên cạnh cô gái. Chúng hạ xuống đầy thân thiết, vây quanh cô gái rồi tiếp tục bay về phía trước. Đồng thời lúc đó, một cỗ thần niệm khủng bố từ trong sơn mạch tràn ra, nhanh chóng tra xét qua mọi chỗ giáp danh với sơn mạch, cũng khẽ đảo qua chỗ kế nơi Hàn Lập đang đứng. Chương 2275, thần niệm chi chiến. Đại thừa kỳ, Hàn Lập phát lạnh trong lòng, sau khi thu độn quang bên ngoài cơ thể lại liền đứng bất động tại chỗ một lúc. Lúc này đạo thần niệm kinh khủng nọ sau khi quét qua lại trong phạm vi vạn dặm xung quanh vài lần mới yên tâm thu trở về. Khoảng thời gian sau đó cũng không hề có bất kỳ điều dị thường gì truyền tới từ sâu trong núi nữa. Luồng thần niệm này không đời nào tu la nhiện trưởng thành bình thường phóng ra được. Chẳng lẽ thật sự là ở nơi này có loại tu la niệm mạnh hơn cả đại thừa bình thường sao? Trường hợp này nếu còn tiếp tục tiến đến gần thì bí thuật ẩn nặc bình thường sợ là không thể nào giấu được thần niệm của nó mất. Và lại nó có thể phóng thần niệm ra xa đến vậy mà không thấy có vẻ yếu đi chút nào thì chắc phải là dựa vào trí bảo nào đó tăng phúc mới đúng. Hàn lập đứng nguyên tại chỗ không hành động ngay, trong lòng không ngừng suy nghĩ nhưng khuôn mặt hắn tỏ ra nghiêm túc. Nếu đúng là loại có thể so với đẳng cấp chân linh thì ngay cả hắn cũng không thể khinh thường được. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng có quyết định, bàn tay khẽ lật, một tấm phù lục màu tím hiện ra lơ lửng rồi bù một tiếng liền hóa thành một đám khí tím bao bọc lấy thân thể hắn từ tròn xương mù đủ loại phù văn ồ ạt tuôn ra rồi hóa thành một màn xương khói màu tím khi màn xương lặng lẽ tản đi thì ở bên trong trở nên trống không để không đánh rắn động cỏ hàn lập lại phải vận dụng thái nhất hóa thành phù thêm một lần nữa lúc này thân thể hắn hóa chuyển sang trạng thái hư vô bay lơ lửng vào sâu trong dãy núi không hề kiêng rè gì mặc dù bởi thân thể hư hóa nên không thể bay với tốc độ cao nhất nhưng mỗi lần hắn di chuyển cũng phải được tới 10 trượng, trong khoảnh khắc hắn đã tiến vào trong dãy núi. Nhờ vào luồng thần niệm mà hắn đã lưu lại trên người cô gái kia, mặc dù hai người đã cách xa nhau cả ngàn dặm nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí hiện tại của nàng kia. Bởi vậy tạm thời Hàn Lập cũng không vội rút ngắn khoảng cách này mà vẫn thong thả đi theo sát nàng kia. Nhưng khi hắn tiến vào trong dãy núi được chừng hơn vạn dặm đường thì hai chân mày lại nhíu lại theo bản năng. Vốn hắn cho rằng nếu xào huyệt của Tu La Nhiện được xây dựng ở nơi này thì dãy núi này chắc hẳn sẽ vắng bóng chim thú vô cùng, chỉ ít thì sẽ không có loài nào quá mạnh mẽ. Nhưng khi thần niệm của hắn lặng lẽ quét khắp bốn phía lên khu vực sâu trong dãy núi liền phát hiện chỉ riêng khu vực này đã có mấy chục con dị thú cấp hóa thần, luyện hư cùng hai con quái cầm cấp hợp thể. Hai con quái cầm này một con cả người đỏ rực như lửa, hình thể khổng lồ như trâu, một con lại có lông cứng màu xám cho khắp mình mẩy, ở trên đầu có một cái bướu thịt xấu xí mỗi con này đang đậu ở trên cành một cây đại thụ cách hắn hơn ngàn dặm một con ngẩng đầu ưỡn ngực quay trái quay phải không ngừng quan sát con còn lại thì hai mắt nửa nhắm nửa mở dường như đang lim dim ngủ ngoài ra những dị thú khác chia ra thành vài đội biến ảo thành hình thái nửa người nửa thú tuần tra tới lui ở mỗi khu vực những dị thú ở tiểu tu la giới này dường như đều đã bị tu la nhện thu phục mất rồi hàn lập hơi giật mình trong lòng cũng không ngừng tấm tắc sương kỳ khi đám người linh vương nói về tu la nhện cũng chưa từng nhắc tới chuyện bọn chúng am hiểu chiêu dụ những dị thú khác xem ra nếu không phải là do đám người linh vương ngay từ đầu đã coi thường linh trí của tu la nhện thì chính là do đám quái vật này ở trong tiểu tu la giới đã xảy ra biến dị nào đó nếu không thì những điều trước mắt hắn thật là quỷ dị lại liên tưởng một chút đến chuyện con tu la nhện khi trước vừa gặp chỉ mới ở luyện hư kỳ nhưng đã có thể biến ảo thành hình người thì hơn phân nửa là khả năng sau lại càng lớn hơn một chút hàn lập lặng lẽ cân nhắc trong lòng không khỏi lại càng thêm cẩn thận với tu la nhện một phần nhưng vẫn tiếp tục đi theo nàng kia từ xa mà không hề có ý dừng lại chút nào. Chưa đầy thời gian một bữa cơm, Hàn Lập bay thẳng một mạch trăm vạn dặm dọc theo dãy núi bỗng thấy ở phía xa xa là một bình nguyên và một tòa thạch thành màu xanh đâm thẳng lên trời cao. Toàn bộ thành này được xây từ những tảng đá xanh lớn, tường thành cao tới gần mấy trăm trượng, nhưng phạm vi bao phủ cũng chỉ có hơn 10 dặm, từ xa nhìn lại càng thấy nó giống như một tòa cứ điểm quan trọng hơn. Nhưng điều cổ quái chính là trên những bức tường thành cao vút kia ngoại trừ một số pho tượng dị thú bằng đá xanh đủ loại ra thì chống trải dị thường, thậm chí không hề có bất kỳ bóng người nào ở trên đó. Quỷ dị hơn nữa là khắp bốn phía của tòa thạch thành này lại không hề có một cánh cổng nào mà hoàn toàn bị tường thành cao lớn bao bọc kín như bưng. Lam mang trong mắt hàn lập lóe lên không ngừng, hắn không vận dụng lực lượng thần niệm mà chỉ thông qua một đôi linh mục đã nhìn rõ ràng hết thảy bên ngoài thạch thành nhưng khi lam mang trong mắt sáng bừng lên muốn xuyên thấu qua tường thành để nhìn trộm bên trong thành liền có vô số phù văn màu trắng hiện lên từng đoá từng đoá sen trắng xuất hiện ngăn cản ánh mắt của hắn lại đại hóa bạch liên cấm chế chuyện quái gì thế này hàn lập khẽ kêu thất thanh thành tiếng vội vàng thu linh mục lại một lần nữa khuôn mặt lại tỏ ra khiếp sợ dị tượng của cấm chế mà hắn vừa nhìn thấy rõ ràng là một phương pháp cấm chế độc môn của một đại tộc tiếng tăm lẫy lừng ở linh giới thậm chí ngay cả thần niệm của cấp đại thừa cũng bị nó che chắn trong một lúc những con tu la nhện này sao có thể bố trí ra được nỗi khiếp sợ trong lòng hàn lập còn chưa bớt đi một luồng thần niệm trong thần thức hải của hắn đột nhiên nhảy dựng lên tức thì mặt hắn trầm xuống mà gần như cùng lúc đó trong thạch thành thoạt nhìn tưởng như yên tĩnh bỗng có một tiếng nổ oành vang trời vang lên hư ảnh một con nhện màu đỏ như máu lớn tựa như một ngọn núi bỗng chốc hiện ra trên pháp tướng này hai con mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo chỉ hơi khẽ quét một chút một luồng thần niệm kinh khủng trước đó đã từng xuất hiện dọc theo dãy núi lại một lần nữa phủ xuống cả vùng trời đất này, cũng trong phút chốc quét qua mọi khu vực trong phạm vi ngàn dặm. Tiếc là mặc dù luồng thần niệm này tuy mạnh nhưng khi quét qua thân thể đã hư hóa của Hàn Lập thì không hề phát hiện điểm nào khác thường nên đành lui về trong thân thể pháp tướng khổng lồ. Bởi không phát hiện có gì khác thường nên pháp tướng mơ hồ có chút tức giận, sau khi hừ lạnh một tiếng băng hàn thấu xương, có thanh âm một nữ tử truyền từ trong thạch thành ra là vị đạo hữu nào tới thiên chu thành của thiếp thân vậy? Bất kể đạo hữu lưu một tia thần niệm trên người hậu bối ta với mục đích gì đi nữa thì hiện giờ tới đây đã là khách, thiếp thân xin hoan nghênh đạo hữu vào thành nói đôi lời. Lời nói này không ngừng vang vọng vài lần trong trời đất, gần như hơn nửa sinh vật trong dãy núi đều có thể nghe được rõ ràng. Ngoại trừ những dị thú vốn đã đi theo tu la nhện lúc này run rẩy nằm sấp trên mặt đất ra thì xung quanh thạch thành im lìm như chết, nào có bóng người nào hiện thân ra. Được, được lắm, xem ra đạo hữu tự cho mình có thuật ẩn nặc cao minh nên muốn đối đầu với thiếp thân phỏng đã vậy ta liền ở trong thành sẵn sàng đợi đạo hữu giá lâm đi tiếng nói của nữ tử lập tức trở nên sắc bén có vẻ tức giận cực kỳ tiếp đó bầu trời nổi lên dao động kịch liệt pháp tướng con nhện khổng lồ tản ra biến mất trong thạch thành lại một lần nữa trở nên vô cùng yên tĩnh lúc này hàn lập đứng ở cách đó vài trăm dặm nhìn về phía thạch thành hai mắt híp lại bỗng khóe miệng hắn khẽ động lực lượng thần niệm khổng lồ lúc này cuồn cuộn phóng ra không hề che giấu đẻ xuống thạch thành. Bầu trời thạch thành lúc này bừng sáng bạch quang, hư ảnh một đóa sen trắng lúc này bất thình lình hiện ra, cũng trực tiếp va chạm với thần niệm mạnh mẽ của Hàn Lập. Một tiếng ầm trầm đục vang lên trên bầu trời rồi tiếp đó là những tiếng nổ vang lên không dứt. Đóa sen trắng dưới áp lực từ thần niệm liền lập tức vặn vẹo biến hình, rồi cũng nổ vang một tiếng vỡ ra tan tác. Lực lượng thần niệm mà Hàn Lập phóng ra gần như đã là bảy phần mà hắn có, ngay cả ba bốn đại thừa bình thường cộng lại cũng cùng lắm được đến thế mà thôi cấm chế đại hóa bạch liên kia mặc dù có tiếng tăm lẫy lừng ở linh giới thật đấy nhưng sao lại có thể ngăn cản được khi bị thần niệm cường đại như vậy mạnh mẽ nghiền ép mà với sức mạnh của luồng thần niệm này của hắn nếu thật sự hạ xuống thạch thành thì trừ phi là đến gần cấp đại thừa chứ những sinh linh khác sẽ bị ép đến nổ tan nát tinh hồn mà diệt phong thôi thật to gan giọng khàn khàn nổi giận của nữ tử khi trước một lần nữa vang lên trong thạch thành Đồng thời thần niệm của nó cũng lập tức phóng lên cao, sau một khắc cũng va chạm mạnh với thần niệm của Hàn Lập. Trong khoảnh khắc, một âm thanh như tiếng sét giữa trời quang vang lên trên bầu trời thạch thành đến đinh tai nhức óc. Từng đợt dao động kịch liệt dường như muốn đánh vỡ nát cả vùng hư không ra vậy. Thần niệm của nữ tử giọng khàn kia cũng không phải đại thừa bình thường có thể so được, nhưng sao có thể sánh được với lực lượng thần niệm của Hàn Lập đã trải qua luyện thần thuật tăng phúc được, bởi vậy nên chỉ sau vài lần va chạm đã lập tức rơi xuống hạ phong. Lão quỷ người còn không ra tay sao, còn muốn đợi đến khi nào nữa. Nữ tử giọng khàn thấy vậy hiển nhiên kinh sợ dị thường, nhưng lập tức rú lên một tiếng chói tai. Hàn lập vừa nghe thấy vậy liền co rụt con ngươi lại. Mà gần như cùng một lúc đó, tiếng hử ừ lạnh của một nam tử truyền từ trong thạch thành ra, tiếp đó một luồng lực lượng thần niệm xa lạ hùng hậu cũng phóng từ một góc thành lên cao rồi sau đó giao hòa cùng thần niệm của nữ tử, cùng nhau đối kháng với thần niệm của Hàn lập. Cũng không phải đại thừa bình thường sau khi thần niệm của Hàn Lập giao thủ với thần niệm của người mới xuất hiện này một chút, trên mặt rốt cục hiện ra một chút kinh ngạc. Có điều một khắc sau đó, khi Hàn Lập phát hiện hai người đối phương toàn lực thi triển cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được thần niệm của hắn thì một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt hắn. Một tay hắn bỗng bấm niệm pháp quyết, lực lượng thần niệm phóng ra lại tăng thêm hai thành, đã đạt đến tổng cộng là chín thành của hắn. Trên bầu trời lại tiếp tục có một trận nổ lớn như trời long đất lở nữ tử giọng khàn cùng một gã đại thừa xa lạ trong thạch thành lúc này đã quá sợ hãi rồi. Lực lượng thần niệm của hai người cộng lại vậy mà sau khi hàn lập cưỡng chế tăng cường thần niệm lại rõ ràng dần rơi vào thế hạ phong. Sao lại có thể như vậy được, thế gian này sao lại có thần niệm mạnh mẽ đến vậy, rốt cuộc kẻ này có lai lịch thế nào? Nữ tử giọng khàn cùng một nam tử đại thừa bất giác có thêm hai phần sợ hãi nghĩ bụng. Hàn lập thấy vậy nhưng không hề tỏ vẻ gì, mặc dù vậy ánh mắt hắn lóe sáng, không khỏi cân nhắc xem có đưa thêm một thành dư lực vào đó luôn để đánh cho hai người trong thạch thành bị thương nặng hay không. Bởi dù sao tranh đấu bằng thần niệm cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, gần như ngang với việc trực tiếp dùng Nguyên Anh đánh nhau sống chết. Nhưng chỉ một khắc sau đó, ba động trong thạch thành nổi lên, lại có vài luồng thần niệm tương đương với đại thừa bình thường phóng lên, hung hãn lao thẳng tới thần niệm của Hàn Lập. Lần này, sắc mặt Hàn Lập không khỏi biến đổi rồi. chương 2276, Bí ẩn, không hề trần trừ, hàn lập hừ lạnh một tiếng thần niệm khổng lồ phóng ra bỗng nhiên ngừng lại rồi quay trở về phía hắn nữ tử giọng khàn và tên nam tử xa lạ kia thấy cơ hội như vậy đương nhiên không dễ gì bỏ qua liền ngay lập tức thúc giục thần niệm hung hổ đuổi theo chỉ trong phút chốc ba luồng thần niệm cường đại đã xuất hiện trên bầu trời nơi hàn lập đứng ba luồng thần niệm khác nhỏ yếu hơn chút hít mặc dù cũng hăm hở nhanh chóng đuổi tới nhưng rõ ràng là có vẻ vẫn còn chậm hơn một bước hàn lập thấy vậy thì nhíu lại hai mắt một tiếng hừ lạnh léo thấu xương vang lên Mặc dù tiếng hừ của hắn không lớn, nhưng tức thì trên bầu trời xuất hiện một đợt dao động kịch liệt, thần niệm của nữ tử giọng khàn và nam tử xa lạ bị ảnh hưởng bất giác ngừng lại một chút rồi tách khỏi thần niệm Hàn Lập. Lúc này, trên mặt Hàn Lập thoáng hiện vẻ hung dữ, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, thần niệm bên ngoài cơ thể chẳng những không nhân cơ hội này trở về cơ thể ngay mà lại quay tít một vòng rồi biến ảo thành một thanh cự nhận dài trong suốt dài hơn 10 trượng, lóe một cái chém lên thần niệm của nam tử nọ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên từ trong thạch thành nam tử xa lạ không kịp đề phòng, toàn bộ thần niệm bị cự nhận trong suốt mạnh bạo chém thành hai khúc, đồng thời cũng có khoảng một phần mười tan biến vào trong hư không. Hàn lập dùng thần niệm tinh hóa ra một đòn quyết đoán có thể coi là đã đả thương nặng nam tử xa lạ. Nữ tử giọng khàn lúc này mới nhận ra, đột một quát lớn một tiếng, lực lượng thần niệm đột nhiên co cụm lại rồi biến ảo thành một bàn tay tinh hóa khổng lồ hung hãn vồ về phía cự nhận. Nhưng đòn này hiển nhiên là có hơi muộn, cự nhận lóe sáng rồi hóa thành từng điểm tinh quang biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, lực lượng thần niệm cực kỳ khổng lồ như thủy triều tràn về thân thể Hàn Lập. Âm một tiếng, hai loại lôi quang xanh trắng sau lưng Hàn Lập nhanh chóng hiện ra rồi biến ảo thành một đôi cánh lông vũ trong suốt có điện quang lập lẻ xung quanh. Đi, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, đôi cánh sau lưng nhoáng một cái, thân hình hắn liền biến thành một quang ti xanh trắng bắn đi, chỉ chớp mắt đã ra xa cả nghìn trượng, nhoáng một cái nữa đã xuất hiện ở phía chân trời rồi biến mất không thấy tâm tích. Một tiếng hừ lạnh giận dữ truyền từ trong thành ra, hư ảnh con nhện khổng lồ một lần nữa hiện ra, một mỹ phụ áo xanh thân hình cao lớn vững vàng đứng trên hư ảnh, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía Hàn Lập biến mất nhưng không có ý lập tức động thủ đuổi theo. Không gian xung quanh khẽ dao động, một lão giả áo đen mặt mày âm lệ cũng xuất hiện ở bên cạnh mỹ phụ, sắc mặt hơi tái nhợt, giữ tợn nhìn về phía xa. "Là tiền tử, cần phải đuổi theo người này, nếu không sợ rằng sẽ để hắn trốn thoát mất." Lão giả có chút không cam lòng nói. Tạm thời thôi đi, thần niệm của người này mạnh vượt xa tưởng tượng của chúng ta, sợ rằng những thần thông khác cũng không kém đâu. Khi chúng ta còn chưa biết được lai lịch của hắn thì tốt nhất là không nên làm gì bất cần thì hơn, phòng ngừa hắn có đồng bọn mai phục. Phụ nhân áo xanh biến sắc mặt một hồi rồi lắc đầu nói: "Là tiền tử nói vậy cũng phải, có điều cái tàn giới này không phải là đã sớm bị phong bế rồi hay sao, người này mọc ra từ chỗ nào không biết. Chẳng lẽ hắn cũng giống như lão phu?" vô tình rơi từ trong khe không gian vào giới này sao? Lão nhân áo đen trầm ngâm một lát rồi thu lại vẻ tàn khốc trên mặt mỉm cười nói. Cái này khó mà nói chắc được, mặc dù giới này bị phong bế, nhưng phương pháp tiến vào nơi này còn có nhiều loại, có điều mỗi loại đều phải may mắn lắm mới có được, hoặc cần trả giá rất lớn. Nếu không tu la nhất tộc chúng ta thời gian qua sao có thể yên ổn như thế được? Phụ nhân áo xanh chậm rãi nói. Nói vậy thì người này có thể là vô tình xông vào nơi này mà cũng có thể là chủ tâm tiến vào tiểu tu la giới này. Cái trước còn chưa nói, nếu là cái sau thì đúng là có chút không ổn. Lão giả áo đen nghe thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Rốt cuộc là cái nào thì phải chờ bàn bạc cụ thể rồi phán đoán cũng không muộn. Phụ nhân áo xanh âm trầm nói, "Cũng được, đi hỏi nha đầu Bích Châu một chút xem xem đối phương lưu thần niệm lên người nó lúc nào sẽ càng dễ phán đoán hơn một chút." Lão giả áo đen đồng ý nói, cứ như vậy, sau khi hư ảnh con nhện khổng lồ tản ra, bóng hai người cũng đồng thời lóe lên biến mất trong hư không. Chỉ chốc lát sau, trong một tòa điện đường khổng lồ ở trung tâm Thạch Thành, phụ nhân áo xanh và lão giả áo đen lần lượt ngồi ở ghế chủ tọa và ghế khách. Ở gần đó có ba nam nữ trung niên đứng nghiêm nghị, trong đó có hai nam một nữ mơ hồ tản ra khí tức có vẻ như không kém tu sĩ đại thừa bình thường là mấy. Ở phía sau ba người này còn có 17-18 nam nữ già trẻ mặc đủ loại trang phục khác nhau, cũng phát ra linh áp cấp luyện hư. Ngư. Một người trong số đó hiển nhiên là nữ tử trẻ trung đã dẫn Hàn Lập từ Hồ Dung Nham đến nơi này. Tộc mẫu đại nhân, người tới xâm phạm có lai lịch như thế nào, có phải là nhằm vào tộc ta mà tới không? Một tên nam tử mặt trắng trong số ba tên nam nữ trung niên sau khi thi lễ với phụ nhân và lão giả thì thận trọng hỏi một câu. Có phải nhằm vào tộc ta mà tới hay không thì lúc này khó mà nói được. Bích Châu, khi người bị người nọ gieo xuống thần niệm làm dấu chẳng lẽ không hề phát hiện chút nào hay sao? Người cảm thấy đại khái hắn động tay chân với người ở đâu, khi nào. Phụ nhân áo xanh mặt không biểu tình khoát tay chặn lại, lại quay đầu hỏi nữ tử trẻ trung. Hồi bẩm tộc mẫu đại nhân, nếu không phải dịch đại nhân ra tay thì con còn không biết đến thần niệm dấu vết, thật sự con không biết là bị gieo xuống dấu hiệu từ ở đâu, vào lúc nào. Nữ tử trẻ trung vừa nghe vậy liền biến sắc mặt đi từ trong đám người ra, làm lễ bái phụ nhân áo xanh rồi vội vàng giải thích. Không hề phát hiện chút nào sao, ngươi nghĩ cho kỹ lại đi. Cho dù ngay lúc đó ngươi không phát hiện được gì, nhưng nhớ lại sự việc sau đó xem, hẳn là phải tìm được chút dấu vết mới đúng." Phụ nhân áo anh hừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Vâng, để con nghĩ kỹ lại xem." Thiếu nữ có chút sợ hãi đáp lời, cũng lập tức cúi đầu trầm tư. Những người khác cũng nhìn nàng này chăm chú với đủ loại thần sắc. Không biết sau bao lâu, thân thể nàng này hơi chấn động, rốt cục ngẩng đầu lên. "Sao rồi, đã nghĩ ra chưa?" Phụ nhân áo xanh nhíu hai mắt lại, thần sắc hòa hoãn hỏi: vâng tộc mẫu đại nhân con nhớ ra rồi ngày đó khi con vừa bước ra khỏi càn hỏa trì của đám không ngư tộc kia liền cảm thấy thân thể có hơi chút khác thường có điều chút khác thường này quả thật là vô cùng bé nhỏ nếu không phải con nghĩ đi nghĩ lại vài lần thì đúng là không tài nào nhớ nổi nữ tử trẻ trung hết sức lo sợ nói cái gì không ngư tộc càn hỏa trì phụ nhân áo xanh và lão giả áo đen nghe thấy vậy lập tức biến sắc mặt tựa như chuyện này đã chạm phải điều cấm kỵ nào đó của hai người những người khác thấy vậy tự nhiên kinh ngạc nhìn nhau, một hồi lâu sau, một nữ tử ngũ quan đẹp đẽ dị thường trong ba nam nữ thanh niên trần chờ một lát rồi mới bước ra hỏi. Tộc mẫu đại nhân, như vậy người nọ đã theo dõi Bích Châu từ địa bàn không ngư tộc, có gì không ổn sao? Đối với chúng ta mà nói không ngư tộc chỉ có thể coi là huyết thực tạm được mà thôi, cũng không cần coi trọng quá mức đến vậy chứ. Hừ, các ngươi thì biết gì, nếu không ngư tộc chỉ là huyết thực không tồi thì cần gì ta phải để càn hỏa trì cho chúng ở. Nếu chỉ bàn về độ ngon và số lượng của huyết thực thì còn có vài loại hơn xa không ngư tộc. Phụ nhân áo xanh hừ một tiếng, sắc mặt âm tình bất định nói. Lúc này lão giả áo đen ở một bên trao mày mở miệng. Là tiên tử, nếu chuyện này liên quan đến không ngư tộc thì tốt nhất chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn một chút để phòng chuyện kia xảy ra sự cố ngoại ý muốn. Điều này không cần đạo hữu nói ta cũng biết. Bích Châu, người nói lại tất cả mọi chuyện phát sinh ngày đó ở Càn Hỏa Trì cho ta nghe, phụ nhân áo xanh lạnh lùng nói với nữ tử trẻ trung. Dạ, ngày đó khi ta đến càn hỏa chỉ là giữa trưa, nữ tử trẻ trung kinh hãi trong lòng, lập tức vừa nhớ lại vừa cẩn thận kể lại từ đầu đến đuôi. Phụ nhân áo xanh và lão giả áo đen sau khi nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương sắc thái ngưng trọng. Tất cả các người đều lui xuống trước đi, ta có lời cần nói riêng với dịch đạo hữu Phụ nhân áo xanh sau khi hít sâu một hơi liền quay sang ra lệnh cho những người khác. Tuân lệnh, những người khác nghe vậy không dám cãi lời lập tức rối rít cúi đầu rút lui khỏi đại điện chỉ trong chốc lát cả tòa đại điện chỉ còn lại hai người phụ nhân áo xanh và dịch lão giả dịch đạo hữu người thấy chuyện này thế nào người nọ đến đây chẳng lẽ cũng là vì muốn làm chuyện kia sao nếu không cho dù tiểu tu la giới này có chút tài nguyên quý giá nhưng cũng không đến mức đưa đến những kẻ có thần thông lớn đến vậy phụ nhân áo xanh cân nhắc trong chốc lát rồi mới ngưng trọng nói chắc là không phải vậy chuyện kia cũng là cơ duyên to lớn do ta và ngươi tìm hiểu nhiều năm mới may mắn có được làm sao lại có những người khác cũng có ý nghĩ giống chúng ta được chứ người này chắc chỉ vô tình thôi lão giả họ dịch chỉ nghĩ trong chốc lát thì khuôn mặt cũng giãn ra trả lời ta cũng nghĩ như vậy có điều cho dù ngay cả như vậy cũng không thể khẳng định là người này không nhằm vào tộc của thiếp thân mà tới dù sao bản thân tu la nhện đối với các giới diện khác cũng là một sinh vật cực kỳ quý hiếm phụ nhân cẩn thận trả lời ừm khả năng đó cũng không thể bỏ qua được. Có điều nếu đúng là người nọ thật sự nhầm vào tộc tu la nhện các ngươi mà đến thì chắc chắn không thể nào tới đây một mình được, hẳn là phải có hai, ba trợ thủ mới đúng. Lão giả áo đen sau khi suy nghĩ một chút thì hơi nghiêng đầu nở nụ cười lạnh. May có dịch đạo hữu nhắc nhở, chỉ với những thông tin này thì đúng là không thể nào phán đoán chính xác được. Cần phải phái người tiếp tục điều tra xem đối phương có trợ thủ hay không từ đó mới có thể đoán ra đại khái ý đồ của hắn được. Người đâu, gọi vô ảnh và vạn phong đến đây gặp ta. Phụ nhân áo xanh gật đầu cũng rất tán đồng với ý kiến này, lập tức phất một tay lấy ra một pháp khí có hình như một trận bàn, không hề trần trừ ra lệnh. Không lâu sau, ở cửa điện có tiếng vang lên, một cơn lốc xoáy cùng một vầng sáng vàng cùng nhau bay vào, loáng một cái đã đến trước mặt phụ nhân áo xanh và lão giả họ dịch, linh quang tắt đi đồng thời hiện ra hình dáng. chương 2277, Huyền Vũ chân Huyết Đúng là hai tên thanh niên có vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng một tên toàn thân mặc áo giáp bạc đầu tóc bạc trắng nhưng mặt mũi lại anh tuấn tên còn lại thì toàn thân mặc hoàng bào vóc người thấp bé khô gầy tai nhọn hàm khỉ hai người đều tản ra linh áp cơ hợp thể trung kỳ vừa hiện thân đã ngay lập tức thi lễ với phụ nhân áo xanh vào lão già trong đó thanh niên áo bạc lại càng cung kính nói bái kiến hai vị tiền bối không biết hai vị gọi hai người vãn bối tới có gì sai bảo vậy hai vị không cần đa lễ chuyện vừa rồi xảy ra ở ngoài thành hẳn là các ngươi cũng biết một chút rồi chứ phụ nhân áo xanh mặt không biểu tình nói đúng là vãn bối có thấy được một chút không biết kẻ xâm phạm là địch nhân phương nào có vẻ như không phải hạng tầm thường thanh niên áo bạc phát lạnh trong lòng cẩn thận trả lời về lai lịch của đối phương mặc dù ta và dịch huynh cũng có vài suy đoán nhưng còn cần thăm dò thêm để chắc chắn hơn bởi vậy lần này ta gọi các ngươi đến đây là muốn các ngươi đi một chuyến phụ nhân áo xanh chậm rãi nói Mặc dù trong lòng thanh niên áo bạc và thanh niên khô gầy đã sớm có vài suy đoán nhưng sau khi nghe thấy vậy vẫn không khỏi biến sắc mặt. Việc này, người đó là đại thừa có thần thông không hề thấp hơn hai vị đại nhân ngồi đây, với thực lực cùng địa vị của vãn bối mặc dù có muốn làm việc này nhưng chỉ sợ sẽ bị đối phương phát hiện làm lỡ đại sự của hai vị đại nhân. Thanh niên áo bạc rất bất an trong lòng nhưng chỉ có thể kiên trì trả lời. Hừ, hai người các ngươi đã sợ rồi sao? Yên tâm đi, thăm dò theo lời ta nói cũng không phải là để hai ngươi đi trêu chọc tên cường giả đại thừa kia mà là bảo các ngươi dùng thần thông ẩn nặc độc môn đi xem xem hiện giờ ở tiểu tu la giới trừ người này ra còn ai khác lạ mặt hay không với bản lĩnh của các ngươi chuyện nhỏ nhặt này có thể làm được chứ sắc mặt phụ nhân áo xanh hơi trầm xuống hơi mất kiên nhẫn nói hóa ra là vậy nếu là thế thì đương nhiên không thành vấn đề hai người vãn bối đi ngay đây thanh niên khô gầy vừa rồi thần sắc vẫn hơi bất an sau khi nghe phụ nhân áo xanh nói vậy liền như chút được gánh nặng vội vàng khom người trả lời mặc dù trên mặt thanh niên áo bạc vẫn còn chút sợ hãi nhưng sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng cung kính tuân mệnh rất tốt các ngươi lập tức đi làm ngay đi giới này cũng không rộng lắm lần này tới tổng cộng bao nhiêu ngoại nhân ta muốn biết rõ trong vòng vài ngày phụ nhân áo xanh tỏ vẻ hài lòng gật đầu nói vâng vãn bối nhất định cố hết sức hoàn thành lần này hai người thanh niên áo bạc đồng thanh vâng mệnh một tiếng tiếp đó cáo lui ra khỏi đại điện. Hai người vừa đi ra khỏi cửa điện liền nhìn nhau một cái, kết quả đều thấy một nụ cười khổ trên mặt đối phương. Đi thôi, một khi chúng ta đã đồng ý làm việc này thì cũng chỉ còn cách chia nhau ra hành động, gắng hết sức mà hoàn thành thôi. Nếu người nọ chỉ có một người cũng thôi, nhưng nếu hắn còn có đồng bạn khác thì chắc cũng không phải là kẻ yếu. Vạn huynh, người phải cẩn thận thêm một chút nữa đấy. Thanh niên áo bạc ôm quyền về phía đối phương, nói với vẻ ngưng trọng. Đa tạ vô ảnh huynh đã có lời khuyên, có điều ta điều khiển hơn vạn hóa thân, cho dù thật sự gặp phải kẻ cấp đại thừa nhưng cũng có vài phần tự tin là sẽ chạy thoát được. Còn thuật ẩn nặc của vô ảnh huynh mặc dù huyền diệu nhưng ngộ nhớ gặp phải người có thần thông khắc chế thì đúng là nguy hiểm. Thanh niên khô gầy cười một tiếng rồi cũng chắp tay nói lời khuyên. Thanh niên áo bạc cười hì hì, cũng không nói gì một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì xung quanh thân thể dao động rồi hóa thành một cơn cuồng phong cuốn lên bầu trời mà thanh niên khô gầy thì nhếch mép một cái rồi thân thể nổ ùm um một tiếng rồi biến thành vô số điểm sáng vàng tản ra trong mỗi điểm sáng vàng này không ngờ lại đều có một con ong lớn chừng ngón cái tiếng vo vo vang lên cả bầy ong dưới sự chỉ đạo của một con ong lớn nhất lao về phía trước bay thẳng lên bầu trời cao xa trong điện đường phụ nhân áo xanh và lão giả họ dịch lại đang thương thảo một chuyện khác để an toàn lão phu vẫn cảm thấy nên phái người đưa cả toàn bộ không ngư tộc về trong thành đi chỉ cần hoàn toàn nắm được tộc này trong lòng bàn tay thì cho dù có việc gì ngoài ý muốn phát sinh đi nữa cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Lão giả họ dịch thận trọng nói với phụ nhân, nếu có thể khống chế tộc đó dễ như thế thì ta đã làm từ lâu rồi, sao còn đợi đến giờ? Không phải đạo hữu không biết là tộc này chỉ có thể sinh tồn lâu dài ở nơi có càn hỏa, cũng không dễ gì rời khỏi nơi đó. Thêm nữa là trước kia tộc này đã từng phát ra huyết thệ, nếu chúng ta tìm cách cưỡng ép bắt bọn chúng rời đi thì bọn chúng sẵn sàng kích thích lực lượng huyết mạch để toàn tộc diệt vong chứ cũng không thỏa hiệp chút nào phụ nhân áo xanh chậm rãi trả lời đây đúng là chuyện rất đau đầu có điều gần đây lão phu đã tu luyện được một loại thần thông nếu đạo hữu có thể chịu chút tổn thất cũng không phải không có cách giải quyết chuyện này lão giả họ dịch nhướn mày nói ô tổn thấy theo lời đạo hữu là phụ nhân áo xanh nghe thấy vậy thần sắc khẽ động đương nhiên là một số thành viên của không ngư tộc rồi lão giả không trần trừ nói vậy thì không được vốn dĩ số lượng thành viên không ngư tộc đã rất thưa thất rồi ta bỏ bao công sức mới tăng được số nhân khẩu của chúng lên đến như hiện giờ nếu lại giảm đi một chút nữa thì chuyện chúng ta mưu tính bao giờ mới có thể hoàn thành được lại nói nữa thế gian này ngoại trừ ta và ngươi gia liệu còn có mấy người biết được bí mật của không ngư tộc chứ bọn chúng sẽ không quá khiến cho những kẻ ngoại lai like kia chú ý được nếu chúng ta làm như vậy sợ rằng sẽ trở thành dấu đầu lòi đuôi mất Phụ nhân áo xanh ngay lập tức phủ quyết, "Khổ, nói vậy cũng phải, nếu không phải năm xưa lão phu vô tình rơi vào giới này, đồng thời lại phát hiện sự tồn tại của không ngư tộc và quý tộc thì sao có thể ngờ được bí mật thượng cổ biết được năm xưa có ngày dùng đến cơ chứ? Nếu là đạo hữu không muốn mạo hiểm như vậy thì thôi đi. Có điều để đảm bảo an toàn, có lẽ phải phái người sang giám thị bên Càn Hỏa trì kia thì hơn. Ngộ nhớ có chuyện gì không hay phát sinh thì vẫn phải mạo hiểm thi triển thủ đoạn xét đánh." lão giả họ dịch trầm ngâm một chút liền có chút kiên quyết nói việc này còn được cho dù đạo hữu không nói ta cũng định làm như thế lần này phụ nhân áo xanh lập tức đồng ý ngay cứ như vậy thời gian tiếp sau đó vị tộc mẫu tu la nhện này cùng lão giả lại bắt đầu thương thảo cụ thể xem phái ai đi ở một nơi khác hàn lập sau khi vận dụng phong lôi xí liền bay một mạch ra khỏi dãy núi một tiếng nổ vang lên hàn lập khắp người điện quang lượn lờ xuất hiện trở lại trong hư không Lúc này hắn đã ở nơi cách dãy núi chừng 10 vạn dặm. Hắn quay đầu về phía dãy núi nhìn một lượt, thần niệm khổng lồ trong chớp mắt quét qua, sau khi thấy không có ai âm thầm đuổi theo, khóe miệng hé nở một nụ cười lạnh. Hắn đã sớm tính được rằng, sau khi đối phương thấy được thần niệm mạnh mẽ của hắn, lại không biết mục đích thực sự của hắn cùng mức độ sâu cạn thế nào thì tuyệt đối không dám vì tiện đuổi theo được. Bởi vậy, hành vi đánh rắn động cỏ của hắn vừa rồi một mặt nhằm xác nhận xào huyệt hiện giờ của Tu La Nhện cùng thực lực đại khái của nó mặt khác cũng sẽ trói buộc hơn phân nửa cử động của đối phương khi biết có cường địch đang theo dõi từ bên ngoài vị tộc mẫu tu la nhện kia cùng một tên đại thừa cường đại khác còn đang dối tinh dối bởi lo lắng không đâu nên tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện rời khỏi ổ có điều nếu thật sự đối phương dám đuổi theo hắn thì hắn cũng sẽ không khách khí chặt đứt đường lui của đối phương một khi đã rời xa địa bàn của đối phương cũng như không còn ai khác giúp đỡ thì cho dù có lấy một trọi hai thì hắn cũng tự tin là có không ít phần thắng mà trước khi rời khỏi dãy núi kia hắn đã thần không biết quỷ không hay lưu lại một cái hậu thủ, nếu như quả thật đối phương ồ ạt rời khỏi sao huyệt là hắn sẽ biết ngay lập tức. Hiện giờ đối phương không đuổi theo thì hậu thủ này cũng trở thành một cách giám thị để phòng ngừa đối phương muốn di rời đi hoặc ẩn nặc mất. Nhưng nói đi phải nói lại, tộc tu la nhện có thực lực mạnh còn nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong tình hình một mình một người liều mạng đánh với cả tộc đối phương thì có vẻ cái được không đủ bù cái mất, đương nhiên Hàn Lập không có ý định mạo hiểm mà định tụ họp với đám người mạc giản ly rồi mới tính tiếp nếu bốn người liên thủ với nhau hẳn là đủ để đối phó với tộc Tu La nhện rồi. Hàn lập lặng yên cân nhắc trong lòng, cũng không dừng lại nơi này lâu mà tiếp tục vận độn quang lao thẳng về một hướng. Hai ngày sau, trên một hồ nước, Hàn lập đang lơ lửng trong không trung yên lặng xem một con rùa khổng lồ không biết tên đang điên cuồng đánh giết cùng với một con rắn đen hai đầu ở trong nước. Hai con thú, một con lớn như một hòn đảo nhỏ, trên vỏ cứng mọc đầy rêu xanh, ước chừng trăm trượng, cả người có vảy cứng đen nhanh. Trên mặt nước cách hai con thú này không xa có cây rong màu hoàng kim không biết tên đang nổi bồng bình, một nửa ở dưới nước, một nửa lại nhô lên khỏi mặt nước, ở phía trên có ba quả lạ có màu đỏ thắm tản ra một mùi thơm nồng đậm. Vùng nước xung quanh cây rong màu hoàng kim này có rất nhiều thi thể ngư thú lớn nhỏ không còn nguyên vẹn, ít nhất cũng phải tới 3-40 cỗ. Máu thú tanh nhức mũi gần như nhuộm đỏ lòm toàn bộ mặt hồ xung quanh. Con rùa và con rắn hai đầu kia chắc hẳn là hai con dị thú còn sống sót. Hàn Lập không hề nhìn cây rong màu hoàng kim và ba dị quả màu đỏ thắm trên đó lấy một lần nhưng lại nhìn chăm chú hai con dị thú ở bên dưới, tỏ vẻ rất hứng thú. Khi thấy con rùa lớn kia bị con rắn hai đầu cuộn chặt lấy, ở ngoài cơ thể nó chợt tản ra một tầng hư ảnh đập, trên mặt Hàn Lập hiện lên một nụ cười hiếm thấy, cũng lẩm bẩm tự nói một tiếng. Quả nhiên con thú này có một chút huyết mạch của thượng cổ chân linh huyền vũ, nếu vậy thì kinh chập quyết của ta lại cao thêm một tầng nữa rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Lập cũng không trần chờ thêm nữa, tay áo chỉ khẽ vẩy xuống phía dưới, tức thì một đạo cầu vồng màu xanh bắn ra, lóe một cái đã đến bầu trời phía trên đầu hai thú, rồi bất thần hạ xuống. Chỉ thấy thanh quang vây quanh con rắn lớn hai đầu rồi lập tức chém nó thành bảy, tám đoạn. Con rùa kia thấy vậy thì sợ hãi chìm xuống dưới hồ ngay lập tức, có vẻ như sắp sửa lặn vào trong nước trốn mất dạng. Nhưng lúc này, cầu vồng màu xanh lại lượn một vòng rồi đâm vào trong hồ nước nhanh như chớp. Một khắc sau đó, Hàn Lập hời hợt đưa tay ra một chiêu xuống bên dưới. Hồ nước lập tức cuộn trào lên, con rùa khổng lồ đã bị một sợi dây xanh trói buộc toàn thân lôi từ trong đó ra. chương 2278, xa khấp tử. Ngay lập tức một cái tay áo lại lơ đánh run lên, một ngón tay điểm về phía hư không. Vèo một tiếng, sợi dây xanh nhanh chóng trở nên mỏng như sợi tơ, tiếp đó ở giữa bỗng nhiên căng ra. Con rùa khổng lồ hóa thành vô số mảnh thịt vụn rơi vãi khắp nơi. Đúng lúc này, ngay khi mặt hồ dao động một chiếc bát màu trắng trong suốt lại lặng lẽ hiện lên nó quay tròn rồi phóng to lên cho đến khi đạt kích thước một mẫu từ khi huyết nhục của con rùa từ không trung rơi xuống tất cả đều lọt vào trong đó không sót một mảnh hàn lập lại vẫy tay một cái hào quang trên chiếc bát trắng chợt lóe lên rồi lao thẳng đến đồng thời trên đường loáng thoáng khôi phục lại kích thước ban đầu hàn lập đưa năm ngón tay chảo vào hư không chiếc bát liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn ung dung đưa thần niệm vào bên trong xem xét kết quả là một lúc sau hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. Quả nhiên huyết mạch thuộc về huyền vũ chân huyết trong bản thể không lồ này không quá nồng đập, nhưng sau một phen tinh luyện cũng đủ dùng để tu luyện kinh chập quyết. Hàn lập lật bàn tay, chiếc bát ngọc chợt lóe lên rồi bị thu vào vòng tay chữ vật, lúc này hắn mới lướt qua gốc linh thảo màu vàng kim kia, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa tay thu lấy. Linh thảo này không có tác dụng lớn nhưng lại vô cùng quý giá đối với một ít dị thú, bằng không thì tất cả dị thú cường đại ở gần đây đã không bị thu hút, gây ra màn chém giết tranh đoạt thảm thiết như vậy nếu gặp phải người thích hợp đây quả thật là một vật không tồi để giao dịch hàn lập lại thả ra một ngọn lửa bạc thiêu dụi đống tàn thi của dị thú trên mặt hồ thành cho tàn hào quang trên người từ từ sáng lên bộ dáng như sắp rời khỏi đây nhưng đúng lúc này trong người hắn vang lên một âm thanh vù vù trầm thấp hàn lập trước tiên là ngẩn ra nhưng khóe miệng lập tức khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười một tay khẽ lật một quả cầu trong suốt màu trắng lớn bằng quả trứng chim liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Từng vầng từng vầng sáng liên tục lưu chuyển trên mặt ngoài tinh cầu, nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy những điểm sáng bằng hạt gạo không ngừng lấp lánh tại những vầng sáng. Hàn lập quan sát tinh cầu một lát, sau lại dậm chân, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Hơn nữa phương hướng hắn đi khác biệt rất lớn cùng lúc trước. Gần như trong cùng một khoảng thời gian, tại vùng trời phía trên một cánh đồng hoang vô cách vị trí của Hàn lập hơn mấy trăm ngàn dặm, một luồng bạch quang chói mắt đang chạy trốn trên không với một tốc độ khó mà tin được. Phía sau bạch quang hơn 10 dặm là những tiếng ẩm vang long rung trời, mà gần như sương mù lam lục khắp mọi nơi trong thiên địa cũng liên kết lại với nhau cuồn cuộn thổi đến, tốc độ không hề thua kém bạch quang chút nào, thậm chí loáng thoáng còn có vẻ nhanh hơn một chút. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt đã vượt qua quãng đường ngàn dặm. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn lại trong vòng 10 dặm. Lúc này trong sương mù lam lục thấp thoáng chuyển đến một chàng cười âm hiểm, phía trước sương mù quay cuồng dữ dội một lúc thì bỗng nhiên ngưng lại rồi huyễn hóa thành hư ảnh một con bọ cạp khổng lồ màu xanh biếc và một con cóc khổng lồ màu lam nhạt. Chiếc đuôi khổng lồ phía sau con bọ cạp đột nhiên lắc lư, từ giữa bắn ra một cột sáng màu xanh thẫm. Còn hư ảnh con cóc khổng lồ màu lam nhạt thì lại há miệng, thiên địa trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên trở nên ảm đạm, phía trước hư không chợt xiết lại như thể vừa bị một sức mạnh thần bí giam cầm, làm cho độn tốc của đạo bạch quang kia giảm đi hơn phân nửa. Kể từ đó, chỉ sau vài cái nháy mắt cột sáng xanh thấm kia đã vô thanh vô tức di chuyển đến sau lưng bạch quang, tiếp đó điên cuồng tấn công về phía trước. Nhưng cũng ngay lúc này, trong bạch quang truyền đến tiếng gầm lên, bên trong bỗng nhiên có vô số phù văn năm màu cuồn cuộn bắn ra, sau một cơn chấn động kịch liệt đã vùng ra khỏi sức mạnh trói buộc hư không kia. Một tiếng sấm sét kinh thiên vang lên, một luồng hồ quang đỏ thấm từ giữa bạch quang bắn ra, đánh thẳng vào cột sáng xanh thấm. Đòn tấn công này không mấy bắt mắt nhưng sau khi một tiếng trầm thấp vang lên, nó đã dùng một kích đánh tan cột sáng kia. Cùng lúc ấy, trong bạch quang vang lên vài tiếng chú ngữ dồn rập, đột nhiên bạch quang rung lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trong hư không cách đó mười dặm cũng đồng thời giao động, đạo bạch quang kia mới một lần nữa ngưng tụ trở lại. Lúc này rốt cuộc mới thấy rõ bên trong bạch quang là thân ảnh một lão giả, một tay cầm một chiếc cờ nhỏ màu trắng, tay kia cầm một thanh chùy nhỏ màu đỏ thấm. Đây đúng là vị đại thừa của nhân tộc Mạc Giản Ly. Có điều lúc này nửa người của Mạc Giản Ly đang bị một loại lục khí vô danh quấn quanh, nửa người còn lại thì bị bao phủ bởi một lớp băng màu lam quỷ dị, trên mặt loáng thoáng vẻ ngưng trọng, nhưng sau khi quay đầu liếc qua sương mù ở phía sau một cái liền không chút do dự tiếp tục điều khiển độn quang phi độn như một tia chớp về phía trước. Hư ảnh bỏ cạp và cóc ở phía sau thì lóe lên rồi biến mất, sương mù lục lam tiếp tục đuổi sát không tha. Cứ như vậy, Gần như cứ cách một đoạn thời gian thì Mạc Giản Ly trong bạch quang lại bị sương mù kia đuổi đến gần, không thể không liên tiếp thúc giục hai kiện dị bảo trong tay, thả ra tia chớp màu đỏ mới có thể miễn cưỡng đánh lui đòn tấn công của hư ảnh trong sương mù, một lần nữa nới rộng khoảng cách. Mà tương tự màn đuổi giết dây dưa như vậy, hai người đã rằng có suốt một ngày một đêm. Cho dù có tu vi đại thừa, cứ liên tiếp thi triển loại thần thông bí pháp này thì pháp lực của Mạc Giản Ly cũng tiêu hao gần một nửa. Nếu cách đó không lâu pháp khí trên người hắn cảm ứng được Hàn Lập đang ở gần đó, chỉ sợ cũng không thể không tổn hao một ít chân nguyên để thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Có điều đối với những tồn tại như bọn họ mà nói, lộ trình mấy trăm ngàn dặm thật sự không tính là quá xa. Trong khi Mạc Giản Ly lại vận dụng bảo vật trong tay để đánh lui hư ảnh hai con thú khổng lồ kia, trên bầu trời phía trước chợt lóe lên, một đạo thanh hồng xuất hiện rồi bay về phía này. Mạc Giản Ly thấy cảnh này thì vô cùng mừng rỡ lúc này cũng không vận dụng thần thông thuấn gì để rời đi nữa, ngược lại lại ném chiếc cờ nhỏ màu trắng trong tay về phía đỉnh đầu. Sau khi cờ nhỏ xoay một vòng, từng làn sóng trắng tuôn ra, loáng cái đã biến ảo thành một quầng sáng dày bảo vệ tại chỗ. Còn chiếc chùy nhỏ màu đỏ thấm trong tay kia thì điên cuồng đánh về hư không phía sau. Trong tình thế đã có hàn lập đến trợ giúp, hắn đương nhiên muốn giáo huấn tên truy binh phía sau một phen, rửa mối hận chật vật chạy trốn lúc trước. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Bầu trời vốn tràn ngập mây đen bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh dung chuyển thiên địa phân thành hai, một tia chớp màu đỏ dài mấy trăm trượng chợt nhá lên, nhanh như chớp đánh lên người con cóc khổng lồ kia. Hư ảnh này chớp lên một cái, vô số tia điện đỏ thấm ngoài thân liên tục bắn ra, chỉ trong chốc lát liền lóe lên rồi tiêu biến. Nhưng điều kỳ lạ chính là hư ảnh bỏ cạp khổng lồ kia cũng đột nhiên gầm lên đau đớn, nó vỡ tan ra nhưng vẫn hóa thành sương mù. Sương mù màu lam lục cuồn cuộn lúc đầu đột nhiên co rút lại về phía trung tâm, một lát sau xương mù như biến mất, lộ ra bản thể ẩn nấp bên trong. Đó là một con quái vật đầu cóc thân bỏ cạp dài mấy chục trượt, hai mắt đỏ như máu. Sau lưng con quái vật này còn có một đôi cánh thật lớn, như thật như ảo, loáng thoáng có vô số mặt người bị bóp méo xuất hiện bên trên. Hàn quang trong hai mắt con quái vật lóe lên, nó nhìn chằm chằm mạc giản ly rồi kêu lên vài tiếng hoa hoa, mặt khác trên đôi cánh quỷ dị kia lại vang lên tiếng cười âm trầm vô cùng quái dị. Tiếng kêu này vừa vào tai Mạc Giản Ly lập tức làm mí mắt hắn chịu xuống, thần thức có cảm giác vô cùng buồn ngủ. Không tốt, Mạc Giản Ly thầm kêu một tiếng, rõ ràng tình hình không ổn, muốn gia tăng lực thần niệm để chống cự nhưng cả người lại cảm thấy uể oải mệt mỏi, một tia thần niệm cũng không thể điều động. Hắn thầm kêu khổ trong lòng, chính mình đã bị đối phương truy đuổi trong thời gian dài như vậy nhưng vẫn không biết đối phương còn có loại bí thuật thần hồn quỷ dị này. Lúc này, đôi cánh của con quái vật đầu cóc thân bỏ cạp bỗng rung lên, trực tiếp biến ảo thành hai lưới cự nhận lờ mờ dài mấy trượng, từ từ chạm về phía mạc giản ly. Động tác này nhìn như vô cùng thong thả nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã xuất hiện tại đỉnh đầu của mạc giản ly, cũng không có vẻ gì là bị quần sáng hộ thể ngăn cản. Lần này sắc mặt mạc giản ly đã thật sự đại biến. Hắn bắt đầu cảm thấy khẩn cấp. Đang định liều lĩnh thúc dục Nguyên Anh trong thể nội thi triển thủ đoạn liều mạng thì phía sau chợt giao rộng, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Ô, đây là quái vật gì vậy, dường như có chút kỳ dị vừa dứt lời, sau lưng nổi lên tiếng sấm, vô số hồ quang màu vàng theo câu nói kia điên cuồng phun ra, cuồn cuộn đánh thẳng lên hai chiếc cự nhận quỷ dị kia. Đây đúng là Hàn Lập thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển thần thông tuấn di đến phía sau mạc giản ly, dùng ích tà thần lôi ngăn chặn một đòn chí mạng này. Trong hư không vang lên tiếng nổ rung trời, hồ quang màu vàng chỉ mới tiếp xúc với cự nhận nhưng đã như khắc tinh, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn phần nửa lam lục khí trên bề mặt. Trên thân hai chiếc cự nhận vang lên một tiếng gào thét, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu ngay sau đó lam lục khí trên lưng con quái vật đối diện bắt đầu quay cuồng một đôi cánh khổng lồ lại một lần nữa hiện ra nhưng so với lúc đầu thì nó đã nhỏ đi một chút hai con mắt đỏ thấm của quái vật đầu cóc thân bỏ cặp co rụt lại nó nhìn chằm chằm hàn lập nhưng trong ánh mắt lại loáng thoáng lộ ra sự sợ hãi lúc này hàn lập cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đầu vai của mạc giản ly lập tức một cơn mắt lạnh lướt qua khắp nơi trong thể nội của đối phương Mạc Giản Ly chỉ thấy tinh thần trở nên phấn chấn, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ban đầu đã không còn sót lại chút nào, một lần nữa khôi phục quyền kiểm soát lực thần niệm. Đa tạ Hàn Huynh, người phải cẩn thận một chút, đại danh của con quái vật này là Sa Khấp Tử, vốn là hung vật lưỡng lẫy của tu la giới thời thượng cổ, toàn thân nó là độc khí, cho dù tu sĩ đại thừa bị nhốt bên trong thì chỉ sau ba khắc sẽ biến thành máu loãng. Mạc Giản Ly vội vàng cảm ơn, đồng thời nhắc nhở Hàn Lập. Thì ra là loại hung vật thời thượng cổ này, chẳng trách ngay cả đạo hữu cũng không dám đánh bừa. Có điều trong điển tịch lại không hề đề cập đến việc hung vật này còn thông thạo loại nhiếp hồn thuật bá đạo này. Hàn Lập nghe vậy cũng có chút giật mình, song hắn không hề sợ hãi mà lại lộ ra vẻ mặt khá hứng thú. Thân hình hắn chấp lên một cái rồi đột ngột xuất hiện ngay phía trước mặt giản ly, cẩn thận quan sát con sa khắp tử kia từ trên xuống dưới vài lần. Điều này, ta cũng không rõ lắm, dù sao thì thứ này chỉ tình cờ được ghi lại trong điển tịch thượng cổ, có sai sót cũng là bình thường nếu không vì vậy thì vừa rồi ta cũng không phải ăn quả đắng như thế. Mạc Giản Ly vội vàng lấy ra một bình đan dược, sau khi dùng mấy viên đan dược để khôi phục pháp lực mới cười khổ mà trả lời. chương 2279, Hợp tác, mặc dù loại nhiếp hồn thuật này khá quỷ dị, nhưng nếu như ban đầu có sự đề phòng thì cũng không cần lo lắng quá mức. Loại quái vật xa khấp tử trong truyền thuyết này chính là một trong 10 loại hung thú tiếng tăm lẫy lừng tại tu la giới thời kỳ thượng cổ, Nghe nói bởi vì nó được hình thành từ nhiệt khí của hàng tỷ sinh linh, nên có vài loại thần thông thiên phú hết sức tàm môn. Chật chật, không ngờ ở chỗ này lại có thể nhìn thấy loại hung thú này. Hàn lập tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hàn đạo hữu cẩn thận một chút, con thú này không phải là thực thể, dường như tất cả mọi thần thông của nó đều bắt nguồn từ đôi cánh kia, lúc trước ta giao chiến với nó qua vài lần, quả thật hết sức tà môn. Chẳng qua, ít tà thần lôi của đạo hữu dường như có hiệu quả khác chế đối với nó sắc mặt mạc giản ly so với vừa rồi đã khá hơn một ít, thở phào một hơi nói. Ừm, ta cũng thấy được điểm này, nó đối với ích tà thần lôi của ta có chút e sợ. Hàn lập nghe vậy, khẽ nở nụ cười, một tay chộp về phía khoảng không trước mặt. Ánh sáng màu xanh chợt lóe lên giữa năm ngón tay, lập tức một thanh trường kiếm xanh biếc hiện ra. Thanh trường kiếm khẽ run lên một cái, trong chớp mắt một đạo kiếm quang khổng lồ dài hơn trăm trượng liền xuất hiện ngay trên đỉnh đầu quái thú. Sau khi âm thanh của một tiếng nổ vang lên, Bên ngoài kiếm quang xuất hiện đầy những tia điện màu vàng uốn lượn, tiếp đó lập tức hung hăng bổ thẳng xuống dưới. Xa Khấp Tử vừa thấy kiếm quang trên bầu trời với những tia điện màu vàng tỏa ra khí thế kinh người thì trong miệng liền phát ra một tiếng gầm trầm thấp, hai cánh đột nhiên rung lên, thân thể nó liền nổ ầm một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành một đám sương mù xanh biếc, tiếp đó đám sương mù này lấy tốc độ như sấm sét vọt thẳng xuống mặt đất. Chỉ thấy đám sương mù kia khẽ cuộn lên rồi đột nhiên mở đi, thoáng cái biến mất vào trong mặt đất không còn thấy tăm hơi đâu nữa hàn lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng ngay lập tức hắn không hề do dự thúc giục kiếm quyết tốc độ bổ xuống của kiếm quang khổng lồ liền nhanh hơn mấy lần sau khi nhoáng lên một cái kiếm quang này lấy tốc độ khó có thể tin được chém vào nơi đám sương mù vừa biến mất một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra dưới vô số những tia điện quang màu vàng toàn bộ mặt đất vỡ vụn từng khúc trong phút chốc đã tạo thành một cái rãnh dài hơn ngàn trượng độ sâu của cái rãnh này không thể xác định được mặt đất gần đó cũng nám đen một mảnh toàn bộ cây cỏ quanh đó cũng hoàn toàn biến mất nhưng lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của xa khấp tử kia hung vật này đúng là rất quyết đoán chạy cũng nhanh thật sau khi hàn lập lầm bẩm một mình trên mặt cũng thoáng qua một chút khác thường nhưng sau một lúc suy nghĩ hắn cũng không có ý định đuổi theo mặc dù tiếng tăm của xa khấp tử không phải là nhỏ nhưng giá trị của nó đối với hàn lập lại không có quá nhiều ý nghĩa hắn không có lý do phải ra tay nên tự nhiên sẽ không cần phải đuổi giết làm gì Linh trí xa khắp tử cũng không quá thấp, nó biết không phải đối thủ của ngươi nên mới lập tức chạy trốn. Mạc Giản Ly cười cười, vẻ mặt lão ta lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, nói. Ừm, nó đúng là một kẻ giảo hoạt, chẳng qua Mạc Huynh làm sao lại trêu chọc vào thứ hung vật này thế. Hàn lập quay người lại, gật đầu hỏi, chuyện này coi như lão phu xui xẻo, ta vốn là truy tìm tung tích của tu la thù, không ngờ lại xông nhầm vào hang ổ của một loài quái thú họ nhện khác ai biết được trong đó lại là hang ổ của một con xa khớp tử cơ chứ tiếp đó ta cứ như vậy mà bị nó đuổi giết tới tận chỗ này mạc giản ly nghe vậy trên mặt có vài phần lúng túng dù sao kể từ lúc tiến cấp đại thừa chuyện lão ta bị người khác đuổi giết như ngày hôm nay cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy thì là là như vậy không ngờ ở giới diện này cũng tồn lại loài hung vật như xa khấp tử xem ra ban đầu nói rằng giới diện còn sót lại này chính là thượng cổ tu la giới thì hơn một nửa không phải là giả rồi Hàn Lập nghe vậy, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Đúng là như thế, ta trên đường tới đây có thể thấy được rất nhiều thứ liên quan đến tu la giới mà trong biển tịch đã từng ghi lại. Chẳng qua, bóng dáng của tu là thù lại không thấy gì. Theo lời nói lúc trước, chúng ta chỉ có thể ở lại giới diện này khoảng 10 ngày, hiện tại đã qua hơn một nửa thời gian rồi. Hàn Đạo Hữu phía ngươi có phát hiện gì không? Mạc Giản Ly vừa nói vừa nhíu mày. Ha ha, Mạc Huynh không cần lo lắng. Chỗ ở của đám tu la thù kia, ta đã tìm được rồi." Hàn Lập nhướng mày, khẽ nở nụ cười. "Cái gì? Chuyện này có thật không?" Mạc Giản Ly đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Loại chuyện quan trọng như vậy, làm sao Hàn Mũ có thể nói đùa được. Hàn Lập đột nhiên khẽ cười, trả lời: "Với thần thông của Hàn đạo hữu, nếu đã tìm được tu la thù thì chắc là quang âm ti đã tới tay rồi phải không?" Mạc Giản Ly dường như nhớ ra điều gì, trên mặt có mấy phần mong chờ lại có mấy phần khẩn trương, hỏi lại. Cái này thì không phải, Hàn Lập trên mặt có chút khác thường, lắc đầu, ô, tại sao lại thế? Mạc Giản Ly có chút bất ngờ, rất đơn giản, bởi vì một mình ta căn bản không thể đối phó nổi. Hàn Lập thở dài, nói, với thần thông như đạo hữu mà còn không đối phó nổi. Chẳng lẽ tu la thù trưởng thành trong hang ổ của bọn chúng rất đông hay sao? Mạc Giản Ly giật mình hỏi, có bao nhiêu tu la thù trưởng thành thì ta không cách nào xác định được nhưng tại hang ổ kia của chúng ta phát hiện một con tu la thù có thực lực không thua gì chân linh hàn lập chậm rãi nói cái gì còn có việc này sao sắc mặt mạc giản ly lập tức biến đổi không những vậy còn một tên đại thừa khác cũng có thực lực không thua gì con tu la thù kia hơn nữa ta còn phát hiện một đám không dưới ba con tu la thù trưởng thành thế nên sau khi cùng bọn chúng giao thủ ta liền lập tức rút lui nếu như muốn bắt tất cả đám tu la thù này thì chỉ sợ là bốn người chúng ta phải đồng loạt ra tay mới có hy vọng ngoài ra còn có một chuyện ta nghĩ mạc huynh nên biết đôi chút đó là xung quanh hang ổ của đám tu la thù này có không ít quái thú mạnh mẽ khác số lượng có thực lực tương đương với hóa thần luyện hư không hề ít còn hợp thể kỳ thì hẳn là cũng có vài con hàn lập có vài phần ngưng trọng giới thiệu sơ qua đám tu la thù kia lại có thực lực mạnh mẽ đến thế sao nói như vậy đúng là chúng ta không thể đơn độc đối phó với bọn chúng xem ra lần vào tu la giới này quả thật là phải liều mạng rồi sau khi mạc giản ly nghe xong sắc mặt lão ta có chút khó coi cho nên lần này nếu chúng ta muốn có được quang âm ti thì nhất định phải hợp tác cùng nhau à phải rồi mạc huynh trên đường tới đây có gặp được hai người huyết nhiên và hắc lân không hàn lập khẽ gật đầu đột nhiên hỏi thăm tin tức của hai người kia Mặc dù trên đường ta không trực tiếp gặp bọn họ, nhưng lúc đi qua khu rừng nọ, ta có phát hiện một số dấu vết, xem ra bọn họ cũng đang đi về hướng này. Sau khi Mạc Giản Ly suy nghĩ một lúc, nói, nói như vậy, bọn họ hẳn là cách nơi này không xa lắm. Việc bây giờ cần làm chính là nhanh chóng tìm được hai người này. Hàn Lập như đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu. Tốt, ta và người chia ra hành động, nhanh chóng liên lạc với bọn họ, sau đó lại tiếp tục thương lượng việc hợp tác. Mạc Giản Ly không tiếp tục suy nghĩ thêm mà đồng ý ngay lập tức. Vì thế cho nên hai người sau khi thương lượng qua vài câu, liền chia ra hai hướng, phá không bay đi. Hơn nửa ngày sau, trên một đỉnh núi không biết tên nào đó, Hàn Lập và Mạc Giản Ly chia ra ngồi chung trên một tảng đá xanh. Đối diện với hai người cách đó không xa, hai gã đại thừa của tộc khác là Huyết Nhiên và Hắc Lân rõ ràng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau khi Mạc Giản Ly cùng Hàn Lập chia tay, chẳng qua tính ra cũng chỉ nửa canh giờ, liền ở trên không trung cách đó không xa tìm thấy hai người này. Mạc Giản Ly tự nhiên là rất vui mừng, vội vàng đem những chuyện có liên quan nói sơ qua, kể cả những tin tức mà Hàn Lập vừa mới thu được. Sau cùng, bốn người cũng đến một chỗ khá bí ẩn trong ngọn núi này để tụ họp. Mà trước đó không lâu, Hàn Lập đem thực lực mạnh mẽ của đám tu la thù giảng giải cẩn thận lại một lần nữa cho hai người huyết nhiên, đồng thời cũng lộ ra ý tứ muốn cùng bọn họ hợp tác. Nếu quả thực đám tu la thù này mạnh mẽ như lời Hàn Đạo Hữu nói, vậy chúng ta có hợp tác đi nữa thì cũng không thể nắm chắc phần thắng. Cho dù huynh đệ hai người bọn ta cùng nhau ra tay, e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với một trong hai người là tổ mẫu của Tu La Thù hoặc là gã đại thừa của tộc khác kia mà thôi. Kẻ còn lại, Hàn Đạo Hiếu và Mạc Đạo Hiếu chẳng lẽ có khả năng đối phó sao? Huyết nhiên vân vê cầm, ngưng trọng nói. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, hắn cũng không lập tức trả lời mà trái lại quay đầu hỏi Mạc Giản Ly một câu, Mạc Huynh, người cảm thấy thế nào? mặc dù ta không cách nào đối phó được với tộc mẫu của tu la thù hoặc gã đại thừa có thực lực ngang ngửa với chân linh kia nhưng với ba con tu la thù trưởng thành còn lại thì ta có biện pháp cầm chân bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn sau khi mạc giản ly suy nghĩ một chút lúc này lão ta mới cắn răng trả lời chỉ là cầm chân bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn thôi sao nói như vậy hàn đạo hữu có nắm chắc đối phó được với một trong hai gã đại thừa mạnh mẽ kia không hắc lân liếc hàn lập một cái cười hắc hắc nói hiển nhiên vị đại thừa khác tộc này đối với hàn lập không có nhiều tin tưởng không sai hàn mẫu quả thực là có ý đó không biết hắc lân và huyết nhiên đạo hữu dự định chọn ai trong hai kẻ đó vẻ mặt hàn lập vẫn như cũ nói nghe được lời này của hàn lập trên mặt huyết nhiên và hắc lân lộ vẻ khác thường cả hai quay sang nhìn nhau sau một lúc huyết nhiên mới chậm rãi nói nếu hàn đạo hữu quả thật có tự tin như vậy thì hai huynh đệ bọn ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực như vậy đi nghe khẩu khí của hàn huynh lúc trước thì có vẻ thần thông của vị tổ mẫu đám tu la thù kia là mạnh nhất hai người bọn ta liền chịu trách nhiệm đối phó với nó đi chẳng qua có lời khó nghe này chúng ta nói trước cả bốn người chúng ta đều tới đây vì tinh hạch của tu la thù nếu quả thật trận này giành được phần thắng thì vật này phải phân chia như thế nào đây cái này đơn giản thôi tất nhiên là người nào có thể giết chết tu la thù thì tinh hạch sẽ thuộc về người đó hàn lập dường như trả lời mà không cần suy nghĩ sắc mặt mạc giản ly khẽ thay đổi huyết nhiên và hắc lân nghe vậy trên mặt cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng nói hàn đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái chẳng qua cứ như vậy hàn huynh cũng có chút thiệt thòi thiệt thòi sao cũng chưa hẳn là vậy đâu nếu ta đã nói trước là ai giết tinh hạch thuộc về người đó thì nói không chừng trong hang ổ của tu la thù ta có thể tìm thấy những tu la thù trưởng thành khác thì sao đến lúc đó ta cũng sẽ không khiêm nhường gì đâu hoặc đến lúc đó hai vị không thể giải quyết tổ mẫu của tu la thù thì hàn mẫu chưa biết chừng cũng sẽ nhúng tay một phen hàn lập ách xí một cái thật to nhàn nhạt trả lời nếu hàn huynh thật sự có thể giải quyết đối thủ nhanh hơn hai người bọn ta thì cho dù ngươi có nhúng tay vào việc đó cũng là chuyện hiển nhiên hai người bọn ta tuyệt đối không oán hận nửa lời huyết nhiên cười ha ha dường như đối với bản thân mình càng thêm tự tin nếu mọi việc không còn vấn đề gì nữa vậy chúng ta tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tới hang ổ của đối phương. Dù sao thời gian còn lại của chúng ta cũng không nhiều lắm, nhất định phải nắm chắc một chút. Hàn Lập khẽ mỉm cười, đề nghị, lần này, hai người huyết nhiên tất nhiên không có gì phản đối, dối rít gật đầu đáp ứng. Chẳng qua trước đó, để ta giải quyết một chút phiền toái nho nhỏ rồi nói sau. Hắc Lân bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ nét quỷ dị nói một câu.